Trời ơi, lâu quá rồi mới la lại, bỡ ngỡ quá. Hello mấy chị. Hello. Không biết đâu, thì có trăm mày đốt thôi. Hello. Hello mấy chị nha. Không, là đang ấy á. Ủa cho máy mở không được hả? Chúc em năm mới làm ăn phát tài. Trời ơi, thương quá. Cảm ơn chị Trần Diễm Ngọc nhiều nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời ơi, cảm ơn mọi người. Trời ơi, lâu quá mới like mấy chị ơi. Tao nói lâu quá trời quá đất luôn á. Hôm nay vừa giảm giá mà lại vừa vừa bán khai trương cho chị em luôn nha. Vừa giảm giá vừa bán khai trương luôn. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn chị Mai Loan nè, cảm ơn nha, cảm ơn Hoài Thương, cảm ơn Hoài Thu. Trời ơi lâu quá mới gặp mấy chị luôn á, trời ơi, nhớ quá trời qua đất luôn mọi người ơi, nhớ mọi người quá trời qua đất luôn. Mọi người năm nay ăn Tết vui không mấy chị ơi? Em nằm ở nhà từ mùng 1 cho tới mùng 4. Cảm ơn chị Diễm Phan, cảm ơn chị nè. Hello Mỹ Anh Đinh Thị. Hello mấy chị nha, hello mọi người. Năm mới, cảm ơn chị Phạm Thị Lệ nè, cảm ơn Nhung Sơn. Trời ơi, biết rồi, em biết rồi. Nhiều lời chúc đây là em biết là năm mới nên là em quá nhiều điều may mắn rồi. Trời ơi, cảm ơn mấy chị nhiều nha, cảm ơn mấy chị nhiều. Cảm ơn mọi người. Có cái gì cũng để chị nhét đây nó trống trống. Hello, trời ơi, cảm ơn Nguyễn Tuyền. Hello chị Nguyễn Thúy. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mấy chị nha, cảm ơn. Hello. Hello mấy chị. Trời ơi, cảm ơn Trúc Hiệp Hồng nha. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Có mấy món mà đầu ở bên hồi cuối năm nó hết thì đầu năm nay nó có hàng rồi nha mấy chị. Có mấy món mà hồi đầu năm á mấy chị mình mua không được á thì đầu năm nay có hàng rồi nha mấy chị nha. Hello chị Lo Nguyễn, hello chị nè. Hello chị nha. Hello chị Thúy Tô, năm mới phát tài. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mấy chị nè, cảm ơn mấy chị. Cảm ơn chị Bích Ngọc, cảm ơn, trời ơi thương quá, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Lâm Tiểu Bình nè, cảm ơn chị Trúc Hoàng, cảm ơn chị nha, trời ơi thương quá, cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn nha. Năm mới mà em nhận được nhiều lời chúc của mấy chị quá, cảm ơn mấy chị nhiều nhiều nha, cảm ơn mọi người. Thương quá. Năm nay cảm ơn chị Lan Nguyễn nè. Cảm ơn Lan Nguyễn nha, cảm ơn. Hello mấy cô, con mới bắt đầu Ừ, về nhà nè nè, nè. đừng, trời ơi, cái gì vậy, đem ra ngoài coi cho bắt con Lộc đi, đem đi đâu vô đây. Em về nhà con nuôi cho con Cảm ơn ngủ, Trần em Ngọc ăn Văn một lúc. Trang à, cảm ơn chị Dung Yên, trời ơi, Mẹ quá. ơi, Cái gì đấy? Sao? con Ngọc, À, cái gì, Ngọc Ngọc hả? Ngọc Ngọc mấy con vậy luôn á hả? Ba, bốn, Ngọc. Năm, năm, sáu con Ngọc Ngọc luôn hả? Có bánh Ben Ben trắng không em? À, bánh mì bên trắng mình còn hàng không? Hỏi tới kho thử nó còn không? Chị, đợi em chút xíu nha. Rồi nha mấy chị ơi. Rồi bữa nay em có giảm giá nha mấy chị nha. Rồi rồi bây giờ nha mấy chị ơi, chia sĩ like giùm em nha mọi người. Mọi người giúp giùm em một nút chia sĩ like nha mấy chị nha. Mọi người giúp giùm em một nút chia sĩ like nha. Rồi nha mấy chị nha, chia sẻ giùm em nha mấy chị. Hôm nay có lì xì năm mới luôn. Nói chung á là lì xì này thì
Lì xì năm mới thì lì xì lấy lọc đầu năm nha mấy chị nha. Nói chung là khi mấy chị nhận cục hàng của bên shop em thì mấy chị cũng sẽ có một cái gọi là một cái lọc gọi là để trao tới cho mấy chị. Thì cái kiểu như là em ship tới thì cái lọc đó trao lại cho mấy chị rồi mấy chị mới trả tiền món hàng ha. Rồi cho nên là mọi người ân gì ủng hộ em nha mấy chị nha. Chứ em đi mua hàng từ mùng 1 Tết rồi nha mấy chị hả. Hết đó họ hết biên men trắng rồi chị à. Một trắng răng cho chị Dương Mỹ Phận, một trắng răng chốt mơn chị Dương Mỹ Phận này. Này đấy à, hả? Ngâm nhập hồn con xin chào đi. Con xin chào cái đi. Serum HA cho chị Dương Mỹ Phận này. Cho em năm mới mua may bán đắt nhé. Cảm ơn chị Trần Kim Liên nhiều. Cảm ơn chị Trinh Cao Châu. Tại đây rồi mấy chị chúc mừng năm mới quá trời luôn, mấy chị chúc mừng khai trương quá trời luôn này chồng. Quá cháy dù chưa đốt kìa. Ủa, chưa đốt hả? Em một hộp cô né, cảm ơn Lê Duyên nè, năm mới sức khỏe hạnh phúc làm ăn phát đạt. Cảm ơn chị Ngọc Minh nhiều nha, cảm ơn con xin chào mấy cô đi. Con xin chào đi. Xin chào. Đã cùng hết hả em? Đi miên đã con hả? Dạ heo, qua phía góc bên đây nè, trong cái kệ bên đây nè, kệ bánh kẹo bên đây nè. À còn có ít tới cái xong cái em ăn. Tết thì em ăn. Rồi nha mấy chị nha. À mùng 8 em đi Thái lại rồi mấy chị, thì có em bé hả? Đúng rồi, có em bé. Cảm ơn Nguyễn Ngân nhiều nha, cảm ơn chị Tiết Yến Tiết nhiều, cảm ơn chị Hương Lưu Thị nhiều nha, cảm ơn chị Trương Minh Thư, cảm ơn Trương Minh Thư nhiều nè, cảm ơn Ngọc Minh nè. Trời ơi thương mấy bà quá. Cảm ơn chị Trinh Châu, cảm ơn Trần Kim Liên. Cảm ơn chị Remy, cảm ơn chị nè. Cảm ơn chị Lê Hợi. Rồi đi đây cho Mỹ Lai nè, cho Mỹ Lai mấy cô ủng hộ Mỹ nè. À serum mấy chị, serum em thông báo cho mấy chị nha, còn được vài chai. Serum hết hàng rồi. Cứ tưởng đâu còn hàng, ai ngờ hết hàng. Rồi, khai trương cảm ơn chị Thu Phú nè. À, hai gián thải độc mặt, hai gián thải độc chân, chúc sếp làm ăn. Cảm ơn chị Lisa nhiều nha. Trời ơi thương quá, cảm ơn mấy chị nhiều. Rồi, bây giờ nha mấy chị ơi, bây giờ nè. Bây giờ em vô là em bán lấy tương tác với mấy chị trước. Khai trương Hồng Phát, cảm ơn chị Ngân Nguyễn Thị. Trời ơi thiệt rất là mừng luôn á, năm nay mấy chị chúc mừng em quá trời luôn. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Kim này, cảm ơn chị Thu Phú này, cảm ơn chị Ngân Nguyễn Thị này. Cảm ơn Trần Thanh, ủa Xuân hả? Trần Xuân Thanh, cảm ơn Trần chị Trần Thanh Xuân này. Rồi cảm ơn chị. Rồi nha mấy chị nha. Ủa ai đây? Còn thống á. Ủa bí bình đó hả? Ô bữa nay nó khác chữ gì ta? Trong Sài Gòn không khác. À bữa nay nó khác ghê, hồi trước gặp nó khác rồi mà. Trời ơi lâu quá hả? Hết luôn nè. Rồi nhưng mấy chị cảm ơn Châu Bùi nè, ba chai Mộc Mi. Ok chị Võ Ngọc này thương mấy bà quá. Bữa nay mấy bà chúc mừng tôi năm mới quá trời luôn á. Cảm ơn rất là nhiều, chúc chị năm mới phát tài. Cảm ơn Thanh Xuân Nguyễn nha, cảm ơn. Bây giờ này mấy chị có cái món này nè, em bán mấy chị đúng một ngày hôm nay thôi nha. Đúng một ngày không. Em định là tặng lì xì là mùng 4, mùng 5, mùng 6. Em tặng trong vòng 3 ngày. Em tặng lì xì trong vòng 3 ngày, mùng 4, mùng 5, mùng 6. Trong vòng 3 ngày này, nếu như mấy chị có lên đơn hàng thì em sẽ tặng trong vòng 3 ngày này nha. Rồi bây giờ chị ném đợi em xíu chị. Có Kim Tiến, cảm ơn Kim Tiến nhiều nè. Rồi bây giờ này mấy chị, em bán trong vòng 3 ngày này và em bán mấy chị cái bàn chải này nè mấy chị. Nghe em đi, cái bàn chải này nè. Mấy chị biết vì sao không? Có mấy chị á là mấy chị đi mua ở ngoài á là cây bàn chải này nè mấy chị, nó mềm lắm, nó không có giống như của em nha. Bởi vậy em nói vì sao mà có người là bán rất là rẻ, nhưng mà trong khi mình mua vô là không có được giá rẻ như của mấy chị đó mua. Nhớ đơn mình nhé, vì trước bị nhầm đơn rồi. Dạ cảm ơn chị. Dạ nè mấy chị coi giùm em nè ha, mình chè là nó cái cây của nó nè mấy chị, cái kiểu như có cái chị bà nói bà mua nó quặt tới, nó quặt lui mình chè không có được. Nhưng mà riêng cái này là không có nha mấy chị nha, mình xài nó ngon lắm nha mấy chị, mình xài nó ok lắm nha mọi người. Bàn chải này mấy chị ha. À cảm ơn chị Dung Đặng, cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị nè ha, cảm ơn chị nè. Rồi này mấy chị, một cây bàn chải như thế này á là giá bán lẻ ra là 32 ngàn.
32.000 một cây nha mấy chị nha. Cái lông nó mềm lắm mấy chị, cái lông nó mềm lắm cho nên là mình xài nó len lỏi với từng cái kẽ chân răng mấy chị, là nó sạch đi những cái đồ ăn, những cái mảng bám nó dính trên chân răng của mình. Một cây như vậy là 32.000. Bữa nay em bán cho mấy chị nè, em bán cho mấy chị nè 10 cây nha mấy chị nha, 10 cây. 10 cây em bán cho mấy chị giá sale còn 39.000 10 cây ngày hôm nay. Cái này có thể là em chỉ lao một ngày thôi chứ sợ không còn nhiều nha mấy chị nha. Ố gì nè, cha gì chục bóp kim đánh răng. Lại chứ coi nè. 10 cây hả cha gì, 10 cây. Bữa nay em bán với chị 39.000 10 cây luôn. Em bán đúng có thể là một like, hai like gì đó nha mấy chị nha. Để em bán lấy cái lọc khai trương cho mấy chị đầu năm thôi ha mọi người nha. 39.000 10 cây. Lông bàn chải mình xài ngon lắm nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị, 39.000 10 cây bàn chải, 39.000 10 cây bàn chải. Mấy chị lấy mấy chị lên lên giùm em nha mấy chị nha. Xài ngon lắm nha mọi người. Cái lông nó mềm lắm nha mấy chị nha. Cái lông nó mềm lắm. Mười cây bàn chải, 10 kem đánh răng nữa nhé. 10 cây kem đánh răng nữa hả? Là 10 cây bàn chải đúng không chị? Hello Yên Bình nè, hello em. À lộn, hello Bình Yên. 10 cây bàn chải, 10 cây bàn chải. Lên giùm em 10 cây bàn chải 39.000. Em bán lấy tương tác nha mấy chị nha. À hello Thu Lê. À, yêu quá đi, cảm ơn Bắn Tiên. Là gửi cho em 10 cây bàn chải 39.000, 10 cây bàn chải 39.000 nha mấy chị nha. 10 cây bàn chải 39.000. Rồi em gọi em nói nó cho nó biết. Rồi nha mấy chị nha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy mềm kem đánh răng ông già. Dạ đợi con xíu. 10 cây bàn chải, 10 cây bàn chải 39.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ha. 10 cây bàn chải 39.000. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm em nha. 10 cây bàn chải 39.000, 10 cây bàn chải 39.000. Bán lấy lọc đầu năm nha mấy chị ơi. Bán lấy lọc. Ờ ok ok mấy chị. Dạ chị nào lấy lên giùm em 10 cây bàn chải 39.000. Hả? 39.000. 10 cây bàn chải 39.000, 10 cây bàn chải 39.000 giùm em nha mấy chị nha. Hôm nay mấy chị mua đơn hàng nào cũng đều có được có cái lì xì nha mấy chị nha, lì xì lấy lọc đầu năm giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em 10 cây bàn chải 39.000, 10 cây bàn chải 39.000, 10 cây bàn chải 39.000 giùm chị em nha mấy chị nha. 10 cây bàn chải 39.000 giùm em ạ. Cảm ơn Thảo Nguyên nha, cảm ơn Thảo Nguyên nha. Rồi cảm ơn em. Chống nắng nano bữa nay họ đợi xíu, đợi chị xíu nha. Cái chống nắng này mấy chị thiệt sự luôn á mọi người. Coi thử cái hũ kem chống nắng mà lỡ cỡ hũ khui rồi á. Hũ khui rồi ha. Kem chống nắng hũ khui rồi đâu. Ở trong toilet hình như có hũ sẵn. Rồi nha mấy chị nha. Đây. Rồi chống nắng nano. Bây giờ này mấy chị cái này là không thể thiếu luôn. Chị em mình là không thể thiếu nha mấy chị nha. Chị em mình là không thể thiếu luôn mấy chị. Em đi ra ngoài ai còn nói ui sao bầu mày cái da đẹp vậy, sao bầu mày cái da đẹp vậy. Em nói thiệt sự mấy sự mấy chị luôn á. Đi đâu em còn thoa nó hết trơn á mấy chị. Bởi vì họ nó mềm mịn da lắm. Rồi mấy chị lấy băng chải cứ lên đơn giùm em nha. Đây nè mấy chị, cái này là dòng kem chống nắng nano best seller của Thái Lan nha mấy chị nha. Dòng kem chống nắng nano best seller của Thái Lan nha mấy chị. Đây dòng kem chống nắng này đã lắm luôn nha mọi người nha, đã lắm luôn á mấy chị. Đây ha nha mấy chị nha. Trời ơi này mấy chị, không dầu gội năm nay không có hàng rồi chị ơi. Dầu gội á em đi Thái mà nhiều khi em cũng có hàng nữa. Nhiều khi ngày mùng 8 em bay Thái rồi nha mọi người. Mùng 8 là em bay Thái, bữa nay mùng 4 rồi đúng không? Mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8 là em bay Thái nha mấy chị nha. Cho nên là cái gì dầu gội là chắc phải đợi khi em đi Thái rồi em mới lấy được nha mấy chị. Mà để em phải còn phải coi siêu thị thử nó có sale hay không nữa nha mọi người. Rồi nha mấy chị, tại dầu gội hay gì cũng vậy, em lấy mấy chị chính hãng á nó không có rẻ được đâu. Rồi nha mấy chị nha, coi giùm em này, đã lắm. Dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan. Nó gồm có 5 công dụng. Thứ nhất, nó dưỡng trắng da ban ngày. Thứ hai là nó chống nắng SPF 50 BA cộng cộng. Thứ ba, mềm da, mịn da, mướt da. Thứ tư này mấy chị, nó giúp cho mình mắc úp. Có nghĩa là nó chia đi những cái khuyết điểm mà còn xấu trên da trong mình đó mấy chị. Và cái thứ năm, cái quan trọng nhất đó là nó bổ sung collagen.
Không phải dòng nào cũng bổ sung collagen nhiều như chống nắng nano đâu nha mọi người ơi. Không phải dòng nào cũng bổ sung nhiều đâu. Bởi vì đó là lý do vì sao nano em luôn bán cái hàng và luôn bán trong top những sản phẩm bán chạy nhất ở shop em. Không phải shop không mấy chị, bên Thái người ta bán chạy lắm mấy chị ơi, người ta bán kinh khủng luôn ấy. Nguyễn Thị Dương lên số điện thoại giùm em nha. Một hũ chống nắng nano như thế này, giá của nó này mấy chị là 120.000 nha mấy chị nha. Hôm nay là ngày khai trương đầu năm, em bán sale mới chết 67.000. Trời ơi mấy chị ơi, 67.000 là không còn gì nữa nha mấy chị, không còn gì nữa. 67.000 chốt cho mấy chị giá 67.000 thôi nha mấy chị nha. 67.000 một hũ chống nắng nano, chị em nào lấy lên đơn liền nha mấy chị ơi. Chị xài hũ này chống nắng đã lắm Thủy, cảm ơn chị rất là nhiều. Thiệt sự mấy chị xài thử đi, rất là ngon và rất là tốt luôn nha mấy chị nha. Nó mềm, nó mịn và nó mướt da lắm. Nó không có bị kiểu như là bị rít hay là bị bết hay là bị trôi kem hay là bị khó chịu trên da của mình. Và đặc biệt nha, trắng hồng tự nhiên, nhìn vô không biết mình xài kem. Người ta không biết mình xài kem mấy chị, người ta chỉ biết là cái da con này nó đẹp, cái da con này nó mềm, nó mịn thôi, chứ không ai biết mình xài kem. Mà mấy chị biết không, cái hũ này người ta bán mấy chị giờ có bèo lắm, họ cũng họ tám mấy, chín mấy ngàn một hũ, chứ không ai bán như em đâu mấy chị. Bây giờ em bán mấy chị giá 67.000 để em lấy tương tác đầu năm với mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. À, hết rồi dì ơi, túi cơm pha xả đồ con hết nha dì nha. Túi cơm pha xả đồ con hết. Rồi ghi giùm em chống nắng nano 67.000, chống nắng nano 67.000 là đơn giùm em nha. Bữa nay bán 67.000 thôi, còn rẻ hơn cả cuối năm luôn nha mấy chị. Thôi em bán lấy tương tác đầu năm ha. Nè mấy chị xài ngon lắm, cái hũ này em đang xài nè. Rồi nha mấy chị nha, chống nắng em mua 5 hũ dùng ghiền luôn chị, bắn tim em. Thiệt sự luôn mấy chị. Không phải là những người mình trẻ không đâu, những chị em mà lớn tuổi mấy chị cực kỳ thích luôn. Là bởi vì mình xài mấy chị là cái da của mình nó mềm lắm, mà nó mịn lắm mấy chị, và nó chia khuyết điểm, những cái khuyết điểm mà còn xấu cái da của mình. Ví dụ mình còn nám, còn sạm, hay còn không điều màu, hay còn không được đẹp á, mình xài lên nó là cái da của mình nó đẹp nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy thì ghi chị em là chống nắng nano 67.000, chống nắng nano 67.000 lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Ông nhỏ chạy đâu có kịp, chạy đâu kịp theo. Rồi mấy chị ghi giùm em à, chống nắng nano 67.000, chống nắng nano 67.000 nha mấy chị. Xịt nách hả? Xịt nách em không có xịt nách chị, mà em có loại đặc trị thâm nách ha. Chúc mừng năm mới, cảm ơn chị Khang Phúc nhiều nha. Còn ai mà bị thâm và bị hôi nách mấy chị đợi em chút xíu nha. Em lên cái này cho mấy chị đầu năm đây này. Em nói thiệt kệ nó mọi người. Đau Hà đưa cho chị cái chầm đi. Nè, đốt lại lấy chị một nụ trầm nữa đốt chị cái này. Nè, em mới vừa đốt xong luôn, cái chén còn nóng luôn nè mấy chị. Rồi, đốt vô bịch trầm đi ha. Chị đi đâu nữa vậy? Dẫn tụi nó đi công viên. Công viên gì? Phận ơi. Rồi nha mấy chị nha. Phận. Còn đi luôn hả? Dạ. Rồi mấy chị, cho gì màu sáp âm đạo? Dạ. Em thích xài chống nắng nano này, đẹp với không lộ văn kem, đúng không? Nó cái kiểu như nó mềm nó mịn này mấy chị, nó mềm nó mịn mà kiểu như là nó đẹp tự nhiên, chứ nó không phải kiểu như là nó đẹp tự nhiên lắm. Mình nhìn vô người ta không có biết mình đang xài kem, nhưng mà họ nó giúp cho cái da của mình họ nó trắng nó mịn và nó chia đi những cái khuyết điểm còn xấu trên da của mình đấy nha mấy chị nha. Rồi cảm ơn mấy chị nhiều, cảm ơn mọi người nha. Chống nắng nano 67.000, chống nắng nano 67.000 giùm cho em. Rồi đây là bịch trầm nha mấy chị, nghe em. Đầu năm mấy chị thỉnh trầm gì đi, mấy chị đốt cho em để cả năm mình được có cái lọc. Em nói rất là chân thành luôn, em nói thực sự mấy chị cực kỳ chân thành luôn, là trầm này đốt để sinh lọc của Thái Lan rất là tốt luôn nha mấy chị. Cái chén nó nóng á, trầm này đốt sinh lọc của Thái Lan rất là tốt luôn nha mọi người ơi. Trầm này ok lắm mấy chị, trầm này là trầm nổi tiếng của Thái Lan. Serum HA em còn ít đó chị, chị cứ lên đơn đi, chị đợi em xíu nha. Đây thì mấy chị nghe em, chị đã xài rồi của em đó, tuyệt lắm, bắn tim chị, cảm ơn. Nghe em đi mấy chị, trầm này nó nổi tiếng của Thái Lan từ lâu đời rồi. Nhưng mấy chị nghe em đi, kệ nó mọi người, một cái bịch trầm này mấy chị mình thỉnh không có bao nhiêu tiền hết đó mấy chị, nhưng mà nó hút lọc trong ngôi nhà của mình. Và đặc biệt một điều là em đã xin cái lọc ở trong chùa của Thái Lan cho mấy chị rồi, xin cái lọc cầu sức khỏe, cầu may mắn và cầu bình an để mấy chị thỉnh về đầu năm, để mấy chị đốt ở trong nhà mình nó suôn sẻ này, nó xua đi những điều không may mắn này, và nó hút lọc trong ngôi nhà của mình trong năm mới nha mấy chị. Thấy chị Hương ơi, em lên đơn nãy giờ mấy món luôn á, chị thấy nha. Chị thấy em cứ lên đơn đi là có đơn hàng à em nha. Ủa Nguyễn Ngọc đặt hồi không được, sao không được ta? Được mà, cứ lên đơn là có thôi nha mấy chị. Nè mọi người coi giùm em nè, đó nha mấy chị nha. Tốt lắm, nghe em đừng có tiếc.
Nhưng mấy chị, bây giờ nè, cái trầm này là em đã xin vô chùa xin lọc rồi. Ở bên Thái không có nhiều người qua Thái, người ta mua xong người ta đem về cho mấy chị thôi, và người ta không có xin cái lọc cho mấy chị ở trong chùa. Nhưng mà bản thân em là em đem cái lọc đó lên trên chùa, em xin cho mấy chị cầu sức khỏe, cầu may mắn và cầu bình an cho mấy chị. Ok hết rồi, em mới đem về Việt Nam, em mới trả đơn cho mấy chị. Thì bây giờ mấy chị nghe em đi, mua cái trầm này này, thỉnh cái trầm này về để mấy chị đốt để xong nhà, đốt để hút lọc trong ngôi nhà của mình, đốt để mang lại những điều may mắn cho mấy chị nha. Trầm này mấy chị đốt ở bàn thờ Phật này, thờ tổ tiên này, thờ ông địa này, hoặc là mấy chị đốt những nơi mà mấy chị, ví dụ trong nhà, trong cửa mình thôi. Nhưng mấy chị trong nhà của mình, ví dụ như bây giờ em đốt trên bàn, trên đồ gì đều được hết nha mấy chị nha, đều được hết nha mọi người, chứ không có nhất thiết là phải bàn thờ Phật, hay là mình không có thờ Phật, hay là mình không có thờ tổ tiên thì mình vẫn đốt bình thường nha mấy chị nha, để cho nó xong ngôi nhà của mình. Một bịch trầm này em thỉnh cho mấy chị bây giờ đầu năm nha. Mấy chị ơi nhớ giúp em nè, cái này là em thỉnh lại cái giá không lấy lời đầu năm cho mấy chị, còn 59.000 một bịch. Em chưa từng bao giờ em bán giá trầm thỉnh mà có cái giá này, em chưa từng bao giờ luôn. Mấy chị gửi cho em là trầm thỉnh 59.000, mấy chị lấy bao nhiêu bịch lên giùm em. Một bịch 100 độ, nó mít đủ mùi cho mấy chị trong này nha mấy chị nha. Đã lắm, nghe em đi, 59.000 thôi. Nhưng mà biết đâu mấy chị, ồ năm nay mình chưa được ok. Nhưng mà biết đâu, năm ngoái mình chưa được ok. Biết đâu năm nay mình xin cái bịch, mình thỉnh cái bịch trầm này về, mình đốt mình xong nhà của mình, trong nhà, trong cửa của mình, ở suôn sẻ, mình làm ăn nó được thuận lợi hơn, thì mình có được nhiều tiền hơn. Nhưng mấy chị, thiệt sự luôn, rất là tốt luôn nha mọi người. Trầm thỉnh 59.000, đây là cái giá chưa từng bao giờ em xin cái lọc mà có cái giá 59.000. Kể cả những chị á, Thủy ơi, chị bán họ cả trăm bịch luôn, chị mua cả trăm bịch luôn mà Thủy không có giảm giá. Tại vì cái trầm mà đã xin lọc rồi, em không có giảm giá cho mấy chị đâu. Nhưng mà cái này là em không lấy tiền lời, còn cái tiền công đức của mấy chị ở trong bịch trầm này vẫn còn giữ nguyên nha mấy chị. Em không lấy tiền lời trong đó nha mấy chị nha. Cho nên chị em nào lấy thì lên đơn giùm cho em trầm thỉnh 59.000, kệ nó, em nói thiệt mấy chị luôn. Có nhiều chị á, họ là đốt trầm để ngồi thuyền, đốt trầm để tịnh tâm, đốt trầm những lúc mà mình bực bội nè, mình khó chịu nè, mình cảm thấy là con người của mình là mấy chị cái kiểu như là mình nôn nóng, mình bất an nè. Người ta hay nói là phụ nữ mình có cái giác quan thứ 6 không mấy chị. Nhiều khi mình cảm thấy mình khó chịu, mình cái kiểu như là sao ta, như em á mấy chị, em hay nói là ê, cái kiểu như cái chuyện gì đó nó sắp xảy ra rồi, mấy chị đốt trầm lên đi, mấy chị đốt một đồ trầm, mấy chị xin mong là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để cho những cái xui xẻo của mình đó, nó giảm bớt. Nhưng mấy chị, cho nên em thường hay xin như vậy lắm. Cho nên chị em nào lấy thưa chị em là trầm thỉnh 59.000. Nhưng mấy chị, đây là cái giá kỷ luật luôn á mấy chị, 59.000 để mán lấy lọc đầu năm cho mấy chị nha. Dầu gọi hả, cá em dầu gọi và sữa tắm em bé luôn nha em ơi, cả gọi cả sữa tắm thơm lắm, em đợi chị xíu. Rồi trầm thỉnh 59.000, trầm thỉnh 59.000 nha mấy chị. Hello chị Đức Anh Nguyễn Thị nè, cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn. Năm nay thì rất là vui luôn mọi người ơi, mới mở like lên nó hỏi là mấy chị chúc em quá trời luôn á, là hỏi là năm nay á là em à, quá trời vui luôn rồi nha mọi người nha. 4k nám có luôn, đợi em xíu nha. Trầm thỉnh lên thăm nách rồi, ok em, gửi chị em lên chị em nha mấy chị. Có hít son mũi có luôn chị, có hít son, có sữa tắm, có thăm nách, có gì cũng có. Rồi đợi em xíu, cái dầu cù là đen hồi bữa mấy chị hỏi em, bữa nay cũng có luôn. Rồi nha mấy chị nha, trầm thỉnh nè. Rồi bây giờ đặt trị thăm nách đây thưa chị. Rồi thỉnh trăm thỉnh mấy chị lấy bao nhiêu? À ủ tóc tím không có hàng chứ ơi, ủ tóc tím là em đặt hàng bên Thái không có, cho nên là đợi thôi, mình đi Thái lại nha chị nha. Chị em mới đặt hàng nó không có rồi. Hả? Trong miếng mình tép hay? Tôi chưa ăn gì luôn. Rồi chống nắng nano. Dạ cảm ơn chị Sang Nguyễn nhiều nha. Cảm ơn chị nè. Trời ơi thương mấy bảo á. Nè ông lại ông chúc mấy chị coi, chúc chị năm mới phát tài nhiên. Trời ơi thiệt luôn á. Nè mấy chị ơi thiệt sự luôn, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cũng chúc cho mấy chị năm mới là thật là nhiều sức khỏe nè. Thật là nhiều sức khỏe nè, và bình an nè nha mấy chị nha. Làm ăn á thì phát tài phát lộc nha mấy chị nha. Được có nhiều tiền rồi lại ủng hộ hàng em tiếp. Chào. Lại đây. Xin chào mấy chị các coi. Ông Sương nè, à đây, trời ơi, nãy giờ mấy chị á họ chúc quá trời luôn á. Xin chào mấy chị đi. Xin chào mấy chị. Xin chào mấy chị đó. Xin chào mấy chị. Xin chào mấy chị đi. Chào đậu. Chúc mấy chị năm mới đi. Rồi mấy chị nha, xà phòng trị viêm da có luôn chị ơi, trà phòng mụn lưng đúng không? À em có xà phòng mụn lưng thôi. Có dầu giỏ luôn, đợi em xíu nha. Năm mới vừa về xuống mấy bạn gì đó đón thiên thần nhẫn cho chị. Cảm ơn gái yêu nha. Cảm ơn em nhiều nè. Cảm ơn em nha.
Rồi bây giờ này mấy chị, cái này là cái là mấy chị hỏi mà tới ngày 29 Tết, 30 Tết vẫn gọi điện cho em. Thủy ơi, giờ còn ship thăm nách được không? Em nói trời ơi, em nói rồi, mấy chị lấy sớm sớm đi. Trời ơi, lấy trễ quá, 30 Tết còn hỏi Thủy ơi ship thăm nách được không? Không có, không có được, 30 Tết sao ship được. Trương Minh Thư ơi, không có nha Trương Minh Thư nha, không có rồi nha em. Chỉ có cái này thôi. Cảm ơn anh Tuấn Lê nè, cảm ơn anh Tuấn Lê nè, cảm ơn gái yêu Lê Hồng Ngân nha, cảm ơn em, cảm ơn Lê Thị Xuân Kiều Xuân nè, cảm ơn chị nè. Rồi nha mấy chị nha. Rồi cảm ơn mấy chị rất là nhiều nè. Rồi, rồi, từ từ từ. Nó ăn, nó ăn. Cảm ơn. Nó ăn, lên ăn chưa? Lên ăn đi. Rồi nha mấy chị nha, trong giờ miếng bánh tét cũng như đồng. Rồi nha mấy chị nha, đây là cái hũ chuyên về đặc trị thâm mồ hôi. Chị nào bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy lứa còn thâm, xài chim. Mà đã thâm là xài gì hết. Cái thứ hai là bị hôi nách. Em không cần biết bí chế bị nặng như thế nào và bị hôi cực kỳ nặng như thế nào. Em không cần biết, chỉ cần biết bí chế có bị hôi nách mới chế xài. Mà xài là sẽ hết giùm em. Bị thâm, bị hôi rất là nặng, mùi rất là nặng luôn. Hoặc là con mấy chị, mình này, chồng này mấy chị, chỉ còn ai bị thâm, bị hôi nách mấy chị sử dụng giùm cho em. Một hũ chuyên về đặc trị thâm và hôi như thế này, cái giá của nó là 160.000. Riêng chiếc này em sale cho mấy chị còn có giá 85.000 một hũ nha mấy chị nha. 85.000 một hũ nha mấy chị, 85.000 một hũ đặc trị thâm nách và hôi nách giùm cho em. Đặc trị thâm nách và hôi nách giùm cho em ạ. Bị nặng ơi là nặng, Thủy ơi chị bị nặng rất là nặng mùi luôn, xài cho em. Bị hôi rất là nặng mùi luôn, xài cho em đi. Nghe em đi, không bao nhiêu tiền hết đó. Nhưng mà nó trị hôi và trị thâm cực kỳ hiệu quả luôn. Nha mấy chị nha, chị em nào lấy lên giùm em ạ. Đặc trị thâm nách 85.000, đặc trị thâm nách 85.000, vừa bị thâm vừa bị hôi luôn giùm cho em. Combo vừa thâm vừa hôi, trời ơi mấy chị xài đi, quá trời xuất sắc luôn. Nha mấy chị nha, thâm nách là xài mấy chị ơi ghiền lắm. Bị hôi rất là nặng mùi luôn, mình bị hôi rất là nặng mùi luôn mấy chị sử dụng cho em. Bị họ kiểu như là bị thâm nữa, mà ví dụ như con mấy chị tuổi dậy thì cũng bị này, hoặc là mình bị sau sinh cũng bị này, hoặc là đàn ông bị này, hoặc là chị em phụ nữ mình bị này, hoặc là bị hôi bà đẻ đó mấy chị. Trời ơi, xài vô là hết, xài là hết, xài là hết. Tại vì khi mà mình sinh nở xong rồi mấy chị, là cái tuyến mồ hôi của mình nó bị thay đổi mấy chị, thường là sẽ bị nặng mùi hơn so với lúc trước. Em nói thiệt sự luôn, có nhiều người á trước kia không bị thâm nách hôi nách, nhưng mà sau khi sinh em bé là bị thâm mồ hôi luôn. Chứ không phải thiệt mấy chị, hồi trước á họ là em có mấy người luôn á, có mấy người coi như là chị á mấy chị á, chị em bạn bè gì đó, hồi trước không có bị nha mấy chị nha, nhưng mà tự nhiên khi mà sinh em bé xong rồi lại bị. Còn em á là em bị từ cái lúc tuổi dậy thì. Từ cái lúc tuổi dậy thì là do em thay đổi nội tiết tố em bị. Rồi sau khi đó mình không có chữa trị, mình cũng không biết là xài gì cho hết đấy mấy chị. Miếng tới cái lúc em sinh cái thằng sau, thằng em bé, thằng con trai đầu tiên á, rồi bắt đầu em đi Thái á. Đây là cái hộp đầu tiên em qua Thái Lan và em mua hàng. Là em hỏi là lần đầu tiên nó này mấy chị. Lần đầu tiên em vô trong cái siêu thị mỹ phẩm đó em mua là nó. Lần đầu tiên nha mấy chị nha, 8 năm về trước là em mua là nó. Nha mấy chị nha, em mua là nó đó mấy chị. Trời hay lắm nha mấy chị nha, rất là ok luôn. Nghe em đi, không nhiều tiền hết á, 85.000 thôi. Nhưng mà cái mùi á mấy chị ơi, nó trị được cái mùi cho mình. Cái thứ hai nữa mấy chị, mình tự tin lên hẳn luôn. Mình mặc đồ, mình làm cái gì, mình đi đâu nó cũng tự tin lên hẳn. Nhiều khi mình bị hôi nách, mình bị thâm nách á mấy chị, mình chẳng có dám mặc cái áo sát nách nè, mình chẳng có dám nè đi đâu, mình vô đám đông mình cũng ngại nữa, mình cũng sợ là cái mùi hôi của mình ảnh hưởng tới người khác. Thì bây giờ mấy chị sử dụng nghe em đi, không bao nhiêu tiền hết á. Lên chị em, cưa chị em đặc trị thâm nách 85.000, đặc trị thâm nách 85.000. Kem nám cho tấm hết em. Uống cà phê cay chị luôn. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Không bao nhiêu tiền hết á, kệ nó mọi người. Kệ nó, không nhiêu tiền hết á, mình mua đi để dành gì mình xài. Nha mấy chị nha, có hôi trị hôi, có thâm trị thâm, combo vừa hôi vừa thâm trị luôn chị em. Combo vừa hôi vừa thâm trị luôn cho em. Hai cái bệnh háng thâm đen xì, cái mông thâm đen xì xài luôn cho em luôn. Bởi vì nó là trị thâm bệnh nè, thâm mông nè, thâm đầu gối nè, thâm cổ tay nè, thâm mắt cá chân luôn nha, thâm mắt cá chân luôn, thâm nách luôn. Nhưng mấy chị, nhưng mà đặc biệt là thâm nách là mấy chị ơi nhanh hết lắm. Nhưng mấy chị thâm nách và hôi nách là nhanh hết cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nhưng mấy chị nào lấy lên giùm em ha. 3 trị thâm nách em xử rồi, xài ngon, nách trắng tinh, mịn lắm em. Trời ơi thương quá, cảm ơn chị nhiều. Rồi bây giờ em lên bộ nám. Mấy chị biết vì sao người quen của em á mấy chị, người này chỉ người kia chỉ, tết này á mấy chị gặp nhau. Trời ơi con em chị nó nói nó xài cái bộ nám nha em mà giờ hết nám, đi spa hả cả chục triệu mà không hết. Mà xài kem nám nhà em lại hết.
đôi khi đâu phải mình bỏ ra cả đống tiền là nó hết đâu mấy chị. Nó hợp kem, nó hợp kem, nó hợp với lại cái da của mình là nó hết thôi, chứ đâu phải là nhất thiết là phải đi spa mình phải tốn tiền họ 5-10 triệu, chục triệu, 20-30 triệu mới hết. Mà cái người đó như mấy chị nha, chi tiền không bao giờ tiếc, không bao giờ tiếc đâu mấy chị. Làm có tiền mà đâu có tiếc đâu mấy chị. Đi spa mà em nói thiệt mấy chị nha, đi rất là nhiều luôn. Mà hồi lúc đầu nha em cũng vô tình thôi, em nói là em ơi cứ lấy xài thử đi, tại vì cái này là nhiều người xài hết lắm cho nên hay lắm, em xài thử đi. Thì cái trước tiên á là nó cũng phải tin tưởng em, bắt đầu nó mua thử. Mấy chị tin ông, nó xài có 2 combo thôi mà da nó đi spa rất là nhiều luôn, mà nó hết 80-90%. Em nói thiệt mấy chị nha, trộm vía lắm, Tết này mới gặp này mấy chị. Trời ơi thiệt mừng lắm mấy chị, thiệt luôn, khách cũng mừng mà em cũng mừng nữa mấy chị. Xài đi, những ai mà đang bị nám nghe em xài combo này. Nám tàn nhang đồi mồi là bị nhẹ thôi, chứ tàn nhang và đồi mồi rất là khó trị. Tàn nhang đồi mồi nám nó còn đỡ hơn là bị tàn nhang đồi mồi nha. Mấy chị ơi, tàn nhang đồi mồi là bị nhẹ thôi, chứ còn mà còn bị nặng thì mấy chị xài nó chỉ mờ bớt thôi chứ nó không có hết được đâu. Em nói thiệt á, em nói chân thành luôn. Tại vì cái tàn nhang và đồi mồi rất là khó trị, cực kỳ khó trị luôn, nó khó trị hơn nám rất là nhiều. Cho nên những ai bị nám thì mấy chị sử dụng dùm cho em, còn bị tàn nhang hoặc đồi mồi thì nó chỉ có làm mờ bớt cho mấy chị thôi, chứ còn mà nó hết hẳn nó không hết đâu. Trong cái quá trình mình xài đó thì cái da của mình nó bắt đầu nó dưỡng trắng cho mình lên, thì nó đỡ bớt đi những cái đốm mờ trên da đó, những cái đồi mồi trên da đó cho mấy chị. Chứ còn mà mấy chị kêu là thủy ơi trị hết là không hết được, em nói thiệt tình. Nhưng mấy chị nha, còn chị nào bị nám này, nám nhì, nám mảng, nám nâu đâm, mấy chị sử dụng cho em. Nám nhì, nám mảng, nám nâu đâm, mấy chị sử dụng cho em. Đầu tiên mấy chị thoa cái serum này trước nha, cái serum HA ở bên Thái được mệnh danh là dòng serum thần này. Mấy chị thoa serum trước, sau đó mấy chị thoa tiếp nám lên. Sau đó mấy chị thoa tiếp nám lên. Rồi sau đó mấy chị thoa cái 4K trái cây này lên, rồi mấy chị đi ngủ cho em. Cái kem Vân combo này nè mấy chị ơi, không làm mấy chị thất vọng đâu. Nha mấy chị nha, em chỉ rất là nhiều luôn. Serum HA em nói từng món nha mấy chị, để mấy chị công dụng nó nha. Serum HA nè mấy chị, vừa dưỡng trắng, vừa xoa khít lỗ chân lông, vừa căng da đẹp da, vừa giúp cho mấy chị là hỗ trợ điều trị nám sạm nha mấy chị. Và đặc biệt nha, đặc biệt nè mấy chị, nó nuôi dưỡng da mấy chị rất là tốt. Đó là lý do vì sao em bầu gần 6 tháng mà em không bị nám. Nha mấy chị, em bầu gần 6 tháng mà em không bị nám. Và em nói luôn, serum HA hiện tại em chỉ có 30 chai thôi, 30 hay 32 chai gì thôi nha mấy chị, 30 hay 32 chai thôi nha mọi người nha, không có nhiều. Nha mấy chị, hết rồi mọi người ơi, hết luôn ý. Nha mấy chị nha, hết luôn á. Chị nào lấy thì ghi dùm cho em là serum HA 80 80 mấy ra. Em sale cho mấy chị còn có giá là 87 nghe. Nha mấy chị nha, 87 nghe. Còn tiếp nám, đây là tiếp chuyên về đặc trị nám nha mấy chị nha, em xem mấy chị là 45.000 nha mấy chị nha, 45.000. Chị nào lấy tiếp nám lên cho em tiếp nám 45.000 chuyên về điều trị nám ha. Còn 4K trái cây này mấy chị, nó vừa dưỡng nè, nó vừa điều trị nám nè, nó vừa giúp cho mấy chị trị đốm mờ trên da nè và không đều màu da cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha, 4K trái cây luôn nha mấy chị nha. Đây là nguyên combo của nó nha mấy chị, nguyên combo của nó, 4K trái cây, serum HA và tiếp nám. Em nói trước cho mấy chị, serum HA em chỉ còn cỡ tầm 30, chưa tới 35 chai, cỡ tầm 32, 33 chai thôi nha mấy chị. Tại vì serum hot hàng, bữa giờ nó cũng bị cháy hàng nữa, cho nên là chị em nào lấy thì tranh thủ lên giùm em, ghi giùm em là serum HA. Còn chị nào mà chị đốm mờ thì mấy chị xài hai cái này thôi, 87.000 nha chứ ơi, 87.000 serum HA, 87.000 tiếp nám thì 45.000, còn 4K trái cây thì 119.000. Hello mấy chị nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều nè, nãy giờ mấy chị chào em, mấy chị chúc em quá trời luôn mà em nói liên tục. Cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã chúc Tết em nha, cảm ơn chị Nguyễn Bình Phương nhiều nha, cảm ơn Trần Trăng Hòn nhiều nha. Rồi, bộ nám này chị xài cũng đúng hai combo là da đẹp sáng hơn hẳn, nám mờ thấy rõ, bộ này dùng rất ok. Trời ơi thương quá vậy trời. Trời ơi thương quá, cảm ơn chị. Chị nào lấy kim nám nữa lên giùm em nha mấy chị nha, combo nám. Nha mấy chị, combo nám là nó gồm có 3 cái nha mấy chị nha. Chống nắng nano á là mình xài ban ngày, mình không có xài ban đêm ha. Còn cái này á là mình xài ban đêm. Kim năng pha, lấy chị kim năng pha. Có luôn, năm mới mua vào là già. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị TD Thảo nhiều nha. Rồi chị nào lấy combo nám lên giùm em, combo nám nha. Ghi chị em là combo nám là cơ quách serum 87.000, tiếp nám 45.000, 4K trái cây 119.000. Rồi còn chống nắng nano thì em sale cho mấy chị còn giá 79.000. Chị nào lấy thì lên giùm em ạ. Kệ nó mọi người, kệ nó, mấy chị nghe em đi.
cái bộ trì nám này, này nó cũng không có kiểu như nó đỏ hay nó bong tróc da hay là nó sưng da cho mình gì hết trơn á. Nó là điều trị từ từ da cho mấy chị, điều trị da từ sau bên trong cho mấy chị luôn. Cho nên là mấy chị không có cần là nó ồ thì ơi cái chị không có thích bong da, chị không thích lột da, chị không thích này thích kia, thì mấy chị có thể sử dụng combo này. Cái này là những cái sản phẩm an toàn và lành tính của Thái Lan nha mấy chị, cho nên là mấy chị xài ha. Rồi gửi cho em combo nám. Có chị họ tới 28, 29 Tết vẫn ghé shop em mua những cái combo này. Bởi vậy cho nên là mấy chị cứ yên tâm xài nha. Rồi còn cái chống nắng năng pha thì 79.000. Chị nào lấy thì ghi dùm cho em là chống nắng năng pha nha mấy chị nha, 79.000. Rồi chị nào lấy combo lên dùm em ạ. Còn da chị nào mà bị đốm mờ trên da, có nghĩa là không có bị nám nhưng mà bị đốm mờ trên da, thì mấy chị sử dụng dùm cho em. Thì mấy chị thoa cái serum này sau, mấy chị thoa cái này lên cho em. Nhưng mấy chị thoa serum thoa cái này thôi. Hoặc là những chị nào mà bị đốm mờ này, hoặc là kiểu như không đều màu da, thì mấy chị xài hai cái này là cực kỳ nhanh hết luôn. Bị đốm mờ và bị không đều màu da nha mấy chị nha, là mấy chị xài nhanh hết lắm. À, chị em nào lấy thì ghi giùm cho em nha. Đây nha mấy chị nha. Đây này mấy chị, em cho mấy chị coi cái da của em hồi lúc trước nè. Là tự động mấy chị nhìn cái da em là mấy chị tự động là mấy chị có động lực liền luôn á. Cái đó là em sinh đứa thứ hai á mấy chị. Em bị đốm mờ rồi em bị sạm, em bị không đều màu nè. Cái da của em là hồi lúc trước em sinh thằng thứ hai nha mọi người. Em sinh thằng thứ hai á. Mã họ năm nay là em biết ý rồi. Em xài cái thằng Serumax AA này mấy chị. Em xài nó trong cái khoảng thời gian rất là dài. Từ cái lúc mà đẻ thằng này mấy chị là bắt đầu cái da em mà em sinh đứa thứ ba là trộm vía là nó không bị nám á mấy chị. Hồi lúc trước là có tầm 3 tháng là em đã bị nám rồi. Mà bây giờ nè, mấy chị coi cái da em nè. Không hề bị nám nha, không hề bị nám nha mấy chị nha, không hề bị nám dù một miếng cũng không có luôn. Hồi lúc trước là em là 3 tháng là em đã bị nám rồi, nhưng mà giờ này mấy chị ơi thấy không? Em ở gần 6 tháng mà em chưa bị nám á mấy chị. Là hở là nhờ cái serum đó, nói thiệt sự cái serum đó nó rất là ok luôn nha mọi người. Rồi chị em nào lại lên giùm cho em ha. Em hỏi thử cái sữa tắm em bé thì nó còn nhiều không? Đây là cái chai sữa tắm em bé mà em nói rất là thơm. Xài mịn da, mượt tóc cho con cực kỳ luôn. Nha mấy chị nha. Hết rồi nè. Còn tầm này nữa nha. 5 chai nữa. Có thử em hỏi nó ở trên nó còn bao nhiêu chai. Cái này còn có mấy chai thôi. Đặt đi. Chụp qua dặn nó trước, đỡ bữa nay mình qua mình lấy cho nó hết ha. Có điện thoại không? Đưa ngoại chụp lấy đi. Em coi thử bao nhiêu chai để em coi thử bao nhiêu chai ạ. Nhưng mấy chị nó thơm lắm, mướt tóc miệng da cực kỳ luôn. Con em đang xài, xài đã lắm mấy chị hả? Cái chai này là 380ml lận. Vừa gọi vừa mướt tóc và mình da cho con luôn. Rất là thơm luôn nha mấy chị nha. Mà cái thơm của nó rất là sang luôn nha mọi người. Thơm lắm mấy chị ơi, thơm đã lắm. Cái mùi thơm dễ chịu lắm mà con nó tắm hung là tắm xong là mình muốn đè con ra hung hoài luôn. Đã lắm nha mấy chị. Một cái chai sữa tắm em bé như thế này nha mấy chị nha, là giá của nó là giá gì? Coi kiểm kỹ chưa? Sữa tắm em bé như thế này nè mấy chị, giá của nó là 150, 180 ngàn một chai lận. 6 chai trên nó hả? Thế này em sale cho mấy chị còn cái giá là 97.000 một chai, nhưng mà em chỉ còn có mấy chai thôi nha mọi người nha, em chỉ còn mấy chai thôi. Chị nào lấy gửi chị em là sữa tắm bé lên đơn giùm em, sữa tắm bé 97.000, em còn mấy chai thôi nha mọi người, có mấy chai thôi. Lấy điện thoại chụp hình liền đi, nói rồi gửi chị em sữa tắm bé 97.000 lên đơn giùm em. Serum HA 87.000 chị, mà giờ em còn có 33 chai thôi chị ơi. Cà phê giảm cân em có luôn. Còn em hỏi xịt thơm quần áo trởn còn hàng không? Rồi gửi giùm em còn túi thơm luôn. Phải còn túi thơm luôn hả? Không, vô cái phần kiểm kê coi. Rồi nhớ mấy chị nha, chị nào lấy gửi chị em serum HA 87.000. Rồi serum HA 87.000, sữa tắm bé thì em chỉ còn được 5-6 chai thôi nha mọi người nha. 5-6 chai thôi nha mấy chị nha. Thơm. Đi đâu? Đi chợ. Mua rau chị. Anh chụp hình cái này. Hỏi đi rồi coi. Đi con chẳng nè. Con gì? Nhưng mà thiếu có một tiếng nào. Không, nó không. Có hồng bộ ai có tiếng nào. Nè, đấy, đấy. Rồi, màu xanh. Đâu chai chụp màu đó. Màu nào cũng thơm mà. Rồi, con thuốc khớp con luôn. Có đứa nào lấy cho chị thuốc khớp lên, thả thuốc khớp xuống lên gì cơ? À Diễm chị. Rồi nha mấy chị nha. Còn mấy chị hỏi gì nữa cho. Sâu dưa không mọi anh? Đưa chị hai tiếp nè.
À, cảm ơn chị Diệu Âm Liên Hoa này, cảm ơn chị nhiều nha. Hả? Mua chứ. Trời ơi, 50 ngàn ký mình mua mình ăn được cái gì đâu. Rồi. 50 ngàn ký rồi hả? Thôi mẹ ơi, mua nó nhiều nhiều vậy về ăn cái mình thảm quá. Thảm đâu? Rồi nhưng mấy chị ơi, lên giùm cho em sách kem đánh răng ông già. Hồi nãy có mấy chị hỏi em là Thủy ơi sách kem đánh răng ông già đúng không? Chia sĩ la chấm mài giúp em lên nha mấy chị ơi. Chia sĩ la chấm mài lên giùm em với. Không biết, vậy mua thêm thứ ít đi chứ không biết. Rồi nhưng mấy chị ơi, lên giùm cho em, lên giùm cho em. Kêu cúc bà than đi. Còn không nó nướng thịt heo rừng cái đấy. Chặn trồng lên lát cục heo rừng ra coi. Rồi nhớ mấy chị nha, đây nhớ mấy chị ơi, sách kem đánh răng ông già, đặc trị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, đặc biệt bị hôi miệng dùm cho em. Đặc trị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, đặc biệt bị hôi miệng xài dùm cho em. Nhớ mấy chị nha. Trời ơi, trời ơi, tốt lắm, tốt cực kỳ luôn. Xài cái này em đố mấy chị mà muốn xài loại khác luôn á. Không mấy chị. Khô gà ngon quá, khô gà hôm nay cũng có hàng luôn nha mấy chị nha. Chị em nào lấy lên giùm em ạ. Kem đánh răng ông già, một set 2 tiếp, giá của nó 145.000. Bữa nay em chơi lớn với mấy chị nè. Em chấp nhận luôn nha. Riêng set kem đánh răng ông già đợt này em chốt cho mấy chế 77.000. Em bao giá cho mấy chị luôn, từ Nam ra Bắc luôn mà mấy chị ơi, hàng chính hãng về mà không ai còn nào em bán mấy chị giá 77.000. Được cái nào lấy cái đó nha mấy chị nha. Còn nhiều em bán nhiều 77.000. Chị nào lấy ghi giùm cho em là sách kem đánh răng ông già 77.000, lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Cảm ơn Huỳnh Nguyễn nhiều nha. Cảm ơn Huỳnh Nguyễn này. Chị em nào lấy ghi cho em sách kem đánh răng ông già 77.000, chuyên đặc trị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, bị hôi miệng xài cho em. Vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, bị hôi miệng xài giùm cho em. Một set 2 tiếp 77.000. Em nói thiệt mấy chế luôn, không còn cái gì luôn á mọi người. Bởi vì nó rất là nặng. Một tiếp như thế này là 150g mà hai tiếp là 300g. Mấy chị nghĩ đi, 300g kem mấy chị ơi, nó rất là nhiều luôn. Cho nên chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là sách kem đánh răng ông già 77.000 lên đơn. Sách kem đánh răng ông già 77.000 lên đơn. Vừa đặc trị trắng răng, vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, bị hôi miệng, mấy chị sử dụng giùm cho em 77.000 thôi. Đừng có tiếc mấy chị, thiệt sự luôn á. Xài ngon lắm, nó thơm mà nó sạch miệng. Và những cái mảng bám, những cái cao răng, vôi răng của mấy chị họ nó giảm bớt rất là nhiều luôn. Và nó cái kiểu như là nó không có hình thành những cái cao răng, vôi răng mới cho mấy chị mà hôi miệng nha mấy chị nha, đỡ lắm. Nhiều khi có chồng hút thuốc nhiều bị vàng ố chân răng, bị hôi miệng mấy chị sử dụng. Uống cà phê nhiều cũng vàng ố chân răng mấy chị sử dụng, hoặc là bị hôi miệng mấy chị sử dụng giùm cho em, nó thơm và nó sạch lắm. Mà em nói thiệt mấy chị nha, một tiếp 77.000 thì mấy chị còn ngần ngại, mấy chị còn nói có nên mua hay không. Chứ còn hai tiếp kem má ơi, nó bự chà bá lửa luôn mấy chị. Nè, 150g mà hai tiếp là 300g. Đó là mấy chị xài thoải mái, xài tiệt ra cho em. Nhưng mấy chị nha, sáng xài tối xài, sáng xài tối xài là em nói thiệt mấy chị luôn là xài phải mấy tháng. Đó, bởi vậy cho nên là ok lắm. Thấy em không chị? Thấy em cứ lên đơn giúp chị nha. Rồi chị em là lấy gửi cho em sách kem đánh răng ông già 77.000, sách kem đánh răng ông già 77.000. Còn khô gà ngon lắm, trời thương mấy bà quá à, thiệt 30 Tết vẫn có người hỏi mua khô gà. Hả? À chị Văn Nguyễn ơi, cho em xin lại số điện thoại nha chị. Rồi lên đơn đi chị, hít mũi. Hít mũi. Không, hít mũi, hít son á. Rồi cho mấy chị nha, tóc rụng có, đợi em xíu. Rồi lên giùm em sách kem đánh răng ông già 77.000 một set 2 tiếp luôn. Trời ơi, quá sức rẻ mọi người ơi. Rồi cái này là hít mũi, trị viêm son. Chị nào ngứa mũi, nghẹt mũi hoặc là bị viêm son mũi thì mấy chị hít giùm cho em. Cái này là viêm son mũi, là hít son vàng á mấy chị. Cái này là trong này là thuốc trong này nha. Chị để mấy chị hít để cho nó điều trị viêm son, hoặc là những chị nào mà hay bị chỉ nút mũi mà dạng như là đặc vàng á mấy chị, là bị nhức mũi và nó hành lên mấy chị đau đầu á, thì mấy chị hít cái này nè, đỡ lắm luôn nha mọi người nha. Một cái hít son vàng như thế này em xem mấy chị là từ 75.000 còn 55.000. Chị nào lấy gửi cho em hít son vàng 55.000, hít son vàng 55.000, hít son vàng 55.000, lên giùm em ha. Có 55.000 thôi nha mấy chị ơi, 55.000 thôi một cây hít son vàng, rất là tốt cho mấy chị nha. Cái này là những ai mà bị viêm son á mấy chị, xài thử đi. Đặc biệt là cái mùa mưa mấy chị, mình lạnh á, nó hay nhức mũi và nó kèm theo là mình nhức đầu nữa. Xài cho em tốt lắm nha. Rồi còn cái này là thuốc khớp, hồi nãy mấy chị hỏi em á, Thủy ơi còn thuốc khớp hay không. Cái này nha mấy chị nha, nếu mà em nói thiệt mấy chị mà em không có kiểu như là thôi kệ đi mình lấy giùm cho mấy chị, thì không có bao giờ em bán cho mấy chị được cái giá 155.000 một lốc mà 12 vỉ đâu. Bây giờ ở họ nó tăng một lần 30.000 luôn. Thuốc khớp hả mấy chị? Bữa nay chị nào lấy thì em vẫn đỡ cho mấy chị là 155.000. Chị nào lấy thì ghi cho em là thuốc khớp 155.000, thuốc khớp 155.000, thuốc khớp 155.000.
chuyên về điều trị đau nhức xương khớp. Cái này rất là ok nha. Có bị nhẹ lắm là cũng phải hết một lóc giùm em nha mấy chị. Chuyên về điều trị xương khớp nha mấy chị nha. Chuyên về điều trị xương khớp, uống điều trị lâu dài về xương khớp nha mấy chị nha. Chị em nào đang bị đau nhức xương khớp thì mấy chị sử dụng em. Một lóc như thế này là 12 vỉ 155 ngàn nha mấy chị nha. Thuốc khớp hả chị? Thuốc khớp rất là ok luôn. Thuốc khớp hay lắm. Thuốc khớp, em nói thiệt với chị luôn, thuốc khớp là, nói về thuốc khớp là em nói thiệt với chị nha, phản hồi cực kỳ nhiều. Kể cả những cái người mà Ấn Độ hay là những người mà nước ngoài em với chị, hoặc là nhiều lắm, nhiều nước mà em với chị chưa thấy đâu. Những lúc mà em like trong nhà thuốc Tây bên Thái em với chị, người ta mua cái này rất là nhiều. Nha mấy chị nha, ok lắm. Rồi, kêu thả chị cái vòng áo xuống cho chị. Cái vòng xuống. Chị Huỳnh Chí Thanh ơi, lên giùm em số điện thoại nha. Một lóc xương khớp rồi, chị nào lấy giùm em. Còn hít son vàng đó thì 55 ngàn nha. Không không chị, thuốc khớp này nó đâu có giữ nước hay gì đâu chị. Rồi, đây là cái cây này mấy chị. Cây này lâu lắm mới có nha mấy chị. Men men trắng hết. Hoàng Gia Trang ơi, ngày 8 bay Thái lại rồi. Chừng lúc đó ủng hộ em nha. Chứ bây giờ là hết men men luôn. Men men không còn gì luôn. Rồi nha mấy chị nha. Đây. Nè mấy chị, coi giùm em nè. Cái cây này nó như cây thờ thiên gì á. Mà cái cây này nha mấy chị nha, người ta bán 30 ngàn một cây á. Em bán mấy chị 9 ngàn cây cào lưng. Đã lắm mấy chị, cái loại này mua ít khi có hàng lắm nha mọi người nha. Chị nào lấy ghi giùm em cây cào lưng 9 ngàn. Cây cào lưng 9 ngàn. Hello Minh Lê nè. Cây cào lưng 9 ngàn. Trời ơi, ngứa nào cào ngồi đó giùm chị em, không cần nhờ ai hết đó mấy chị. Ngứa ở đâu cào đó. Trời ơi, nó đã ngứa cực kỳ luôn nha mọi người nha. Thuốc khớp một lóc 3 uống dùng thuốc này rất hay. Trời ơi, thấy chưa, cảm ơn My Kiều nhiều. Cảm ơn Lý Trần nha, cảm ơn Lý Trần nè. Lên giùm cho em là gì quên rồi. Cào lưng 9 ngàn, cào lưng 9 ngàn, cào lưng 9 ngàn. Chị em nào lấy lên giùm em ạ. Cào lưng 9 ngàn, cào lưng 9 ngàn. Có 9 ngàn một cây thôi, mua gì để dành xài mấy chị. Cây này xài ngon lắm nha mọi người. Này nó có đồ treo này mọi người. Mấy chị nghĩ đi, cái cây này, cái công nó làm này, cái tiền của nó này, cái này kia đủ thứ hết. Mà em bán mấy chị 9 ngàn là mấy chị đủ hiểu là ông Thủy nó không có lời gì trong này luôn rồi đó. Mấy chị thấy không, cái cây cào lưng như thế này mấy chị, rồi mua vốn vô bao nhiêu, rồi làm ra bao nhiêu, rồi bây giờ em bán mấy chị có 9 ngàn. Rồi em bán lấy tương tác cho mọi người nha. Cái này người ta có bèo, người ta còn bán 25 ngàn cây, người ta còn lời nữa. Còn em bán mấy chị 9 ngàn à. Để em lấy tương tác chung nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy cào lưng lên giùm em, cào rừng nha mấy chị nha. Kem đánh răng ông già là em sale là còn 77 ngàn. Nhưng mà lưu ý em nha mấy chị nha. Em lưu ý em like khai trương thôi nha mọi người. Chứ 77 ngàn là không đủ tiền vận chuyển của em rồi. Nha mấy chị, tiền hàng thì em không lỗ, nhưng mà lỗ tiền vận chuyển. Nha mấy chị nha, em lỗ tiền vận chuyển rồi nha mọi người nha. Một set 2 tiếp mà mấy chị nghĩ đi, 150g một tiếp. 2 tiếp là 300g. Mà 300g là mấy chị nghĩ đi, con ký gì là em bị lỗ tiền vận chuyển ha. Không không rồi chứ ơi, em không có bán son lì. Năm mới chú gia đình thì mấy mẹ mấy mẹ. Cảm ơn chị Châu Cherry nhiều nha, bắn tim, cảm ơn chị. Rồi 5 cây cào lưng ok chị, 14k đen ok Hương Giang. Rồi nha mấy chị nha, chị em nào lại lên giùm cho em ha. Chị em nào lại lên đơn nha mấy chị nha. À dung dịch vệ sinh nữa. Rồi nè mấy chị, đây. Nè mấy chị ơi, coi giùm em nè. Cái vòng kim tiền là cái vòng em đeo nè. Mấy chị hỏi Thủy ơi, đầu năm thỉnh vòng kim tiền giờ đeo nha mấy chị, để cả năm mình có được nhiều tiền nhiều lộc nha mấy chị nha. Cái vòng kim tiền này mọi người, chỉ mà đi đâu ai cũng hỏi luôn với chị. Trời ơi, cái vòng mày thỉnh ở đâu mà đẹp vậy? Nó trời ơi, tôi là đi qua Thái là tôi chiên xứ sở luôn mà. Serum cỏ luôn nha chị Hình Nguyễn, serum 4K heo. Rồi mấy chị, đèn pin còn chị đi ơi, đèn pin còn luôn. Chị đợi em xíu. À đúng rồi, để em nói mấy chị cái vụ đèn pin nữa. Này mấy chị có cái vòng kim tiền này. Nghe em đi, thỉnh cái vòng này gì à? Đeo trong lúc đầu năm á mấy chị. Để mấy chị có được cái lọc, gọi là cái lọc đầu năm cho mình. Nhưng mấy chị kim tiền, nhưng mấy chị nha, những có nhiều chị là mình làm ra tiền mà mình không giữ được tiền. Hoặc là có nhiều chị là, ồ Thủy ơi sao tôi làm hoài tôi không thấy tiền. Ồ Thủy ơi, cái kiểu như cái đồng tiền của mấy chị gọi là cái đồng tiền gọi là nó không có sinh ra lợi nhuận được cho mấy chị á. Nghe em thỉnh cái vòng này về này. Ok lắm, mà mấy chị coi giùm em này, đã sinh lọc cho mấy chị này, rất là đẹp đẽ luôn. Sau đó là mấy chị đeo vô để cho nó giúp cho mấy chị là hút lọc nha mấy chị nha. Một cái vòng kim tiền người ta thỉnh mấy chị 180-190 ngàn một vòng. Em nói thiệt mấy chị luôn. Nè, bạn bè hỏi khen mua ở đâu đẹp, đúng không? Rất là đẹp luôn mấy chị. Bây giờ em thỉnh cho mấy chị còn 99 ngàn. Em nói thật sự luôn, cái này là em thỉnh gần như là thỉnh giùm cho mọi người. Tay em to, không sao em, này. Nó có cái độ co giãn em, chứ nó không có sợ nha. Này mấy chị coi giùm em nè. Chị em nào lấy lên cho em vòng kim tiền 99 ngàn. Vòng kim tiền 99 ngàn. Vòng kim tiền 99 ngàn. Nha mấy chị nha, vòng kim tiền 99 ngàn.
Mấy chị em nào thỉnh lên giùm cho em. Người ta thỉnh một vòng như thế này 180 tới 190 ngàn. Bây giờ chưa gì hết, trước mắt là mấy chị đã thấy là mấy chị có cái lọc rồi á. Cái lọc rẻ hơn của người ta đó. Thay vì họ là người ta thỉnh một phát là tới bao nhiêu ta? Người ta thỉnh một phát là tới tới 180, 190 đúng không? Bây giờ mấy chị thỉnh của em là chỉ có 99 ngàn thôi. Nhà mấy chị nha, chị nào lấy gửi cho em vòng kim tiền 99 ngàn, vòng kim tiền 99 ngàn, kệ nó mấy chị ha. Trời ơi chị, cái này nó không có, cái này là vòng kim tiền, ý nghĩa của nó mang lại tiền tài cho mình chứ không có phải là nó hợp theo mệnh. Cái này nó không có theo mệnh chị, cái vòng này nó không có theo mệnh theo đồ gì á chị nha, nó không phải theo mệnh. Mà cái vòng này á là cái vòng kim tiền, là nó kiểu như là nó mang về ý nghĩa tiền tài thôi chứ không phải là vòng theo mệnh nha mấy chị nha. Chừng mà đá ngũ sắc hoặc là đá ở bên họ, chừng nào mà mấy chị đeo đá đó thì người ta nó mới là đá nó phải hợp theo mệnh hay gì đó là người ta mới theo mệnh thôi. Chứ còn còn cái này là vòng, mà cái vòng này là vòng kim tiền nha mấy chị nha, chứ nó không có liên quan tới là gì nha mấy chị ha. 99 ngàn à nha mấy chị nha, 99 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha, chị nào thỉnh lên giùm cho em nha. Chị nào thỉnh đèn pin nữa. Đèn pin em chỉ còn được mấy chục chai thôi nha mấy chị. Nhưng mà cái chai dung dịch vệ sinh này mọi người ơi, chai dung dịch vệ sinh thì thơm mùi món. Mấy chị cái này nè, gì ta? Và ăn chưa? Làm miếng lên to. Ăn đâu? Ăn chưa? Tiếp. Rồi nha mấy chị nha, vòng kim tiền, vòng kim tiền. Dạ chị, cái này là dung dịch vệ sinh nè. Chai to nha, 200ml, 125 ngàn. Bữa nay em sale cho mấy chị còn được bao nhiêu chai ta? Kiểm không coi trong cái tin nhắn. Nó chỉ còn được có hai mấy ba chục chai thôi. Em bán tặng mấy chị đầu năm luôn. Em bán tặng mấy chị đầu năm này. Một chai này 120, em sale mấy chị còn 72 ngàn. Một chai 200ml, chai to luôn, 200ml 72 ngàn. Nhưng mấy chị nha, nó còn hai mấy ba chục chai. Đầu tiên đập vô mắt mình là nó có chữ thập ở đây mấy chị. Không phải sản phẩm nào cũng có đâu. Thứ nhất là sản phẩm nó an toàn, thứ hai nó lành tính, thứ ba này mấy chị, những chị nào á mà có con nhỏ từ 8 tuổi trở lên mấy chị cho con xài. Rồi thêm nữa là, rồi nha mấy chị nha. Rồi thêm nữa này mấy chị, em thấy chị Kim Hoàng ơi, chị cứ lên đơn là có chị. Rồi thêm nữa này mấy chị, là những ai mà hay bị viêm, bị hôi, trời ơi xài đi tốt lắm mấy chị, nó mềm mại mà nó sạch sẽ của bé cho mấy chị cực kỳ luôn. Và đặc biệt cha chồng xài chung dùm cho em. Gửi cho em dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn, dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn, dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn. Lên đơn giùm em ha, 72 ngàn thôi, không có nhiều đâu mấy chị. Bữa nay em sale tương tác đầu năm nha, 72 ngàn lên đơn. Dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn, dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn, 72 ngàn một chai. Cái vòng này nó có dây để mấy chị coi giảng mà mọi người. Rồi mấy chị nha, gửi cho em chữ lớn vô nha mọi người, 72 ngàn. Dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn, dung dịch vệ sinh lớn 72 ngàn. Rồi chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, 72 ngàn thôi nha mấy chị nha, 72 ngàn, 72 ngàn, chai to nha mấy chị nha, chai to 72 ngàn. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm em nha, 72 ngàn nha mấy chị, 72 ngàn. Bánh nè, anh hai phải không? Chào anh hai phải không? Ủa anh hai thấy chưa hả? Nhìn cô nó, ủa sao giống cha anh dữ. Trời, lên đơn giùm em. Dung dịch vệ sinh lớn lên đơn, dung dịch vệ sinh lớn lên đơn. Em làm cái này chút xíu này. Em đói bụng quá mấy chị, rồi sáng giờ em chưa ăn. Mấy chị ơi, không lấy cái này là uống nha. Cái này là bán cả tình yêu thương luôn nha mọi người nha. Cây bàn chải Hàn Quốc 32 ngàn một cây. Đáng lẽ mấy chị nó không cho mình bán quá 32 ngàn một cây. Bây giờ em bán tương tác mấy chị đầu năm 39 ngàn 10 cây. Ghê chưa? 39 ngàn 10 cây cầm chặt. Đây là trong toilet mà. Đây nha mấy chị nha, 39 ngàn 10 cây bàn chải này để lấy tương tác với mọi người. Lên đơn, ghi dùm cho em. Bàn chải 39 ngàn, bàn chải 39 ngàn, lên đơn 39 ngàn 10 cây.
u là trời, em nói thiệt nha, kèm đơn hàng, dục vô đơn hàng đó, có đơn lụm dùm cho em, 39.000 10 cây. Em nói rẻ mà rẻ rớt nước mắt nha mấy chị nha, bán lấy tương tác nha mấy chị. Không chị ơi, đợi đầu năm đi chị, đợi đầu năm đi, em có đi mùng 8 em bay Thái á, để em có thỉnh, em thỉnh ra nha chị nha. Đầu năm nha chị, quên, để bữa nay em đi Thái chị. Rồi, chị ghi cho em bàn chải 39.000 10 cây, dầu gội rụng tóc, cho bé có không, không không có cho em bé rụng tóc, cho em bé chị của người lớn à. Cho em bé không có nha chị, em bé mới nhỏ mà bị rụng rồi nè chị. Của người lớn mình thôi chị ơi, cho em bé nó không có. Rồi ghi dùm cho em bàn chải 39.000 10 cây nha mấy chị nha. Một thùng là 30 cây bây giờ này mấy chị ơi, còn cái nịt em còn mỗi cái nịt thôi nha mấy chị nha, cho nên chị em nào có lấy thì lấy thôi nha mấy chị nha. 39.000 10 cây nha mấy chị em nào lấy lên giùm em ạ. Nano bữa nay em sale còn có 6-7 ngàn rồi chị. Nano mới nãy mấy chị lấy họ một lần, họ chắc không phải trăm mấy, hơn 200 hũ hồi nãy rồi mấy chị, lên đơn quá trời lên đơn mà em ngợp luôn á. Nano nãy mấy chị nãy giờ mua chắc phải trăm mấy, hơn 200 hũ nano ạ. Nano chống nắng, nano em sale mấy chị bữa nay còn có 6-7 ngàn nha, mà xài ngon lắm. Chị em nào chưa biết cái này thì mấy chị lên đơn giùm cho em nhé. Chống nắng nano dòng kem best seller của Thái Lan, thoa tới đâu đẹp tới đó, thoa tới đâu mềm mịn tới đó, thoa tới đâu che khuyết điểm da cho mấy chị tới đó ha. Em sale cho mấy chế còn có giá là 67.000 nha mấy chị, 67.000 chị em nào lại lên đơn giùm cho em ạ. Ghi giùm cho em là chống nắng nano 67.000 nha mấy chị, chống nắng nano 67.000 lên đơn. Trời ơi, 67.000 mấy bà ơi, 67.000 thôi, 67.000 thôi, sao không thả xuống mình sách xuống gì mà. Đi, lỡ đâu đi ra thôi, cục bịch cho chặt lại. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Rồi, nhìn gì nữa, anh gì nữa mấy chị hỏi em gì nữa kia nè. Viên đặc phụ khoa em có luôn. Rồi, chống nắng nano em có luôn. Rồi, dầu khẩu trang, có khẩu trang không em? Có khẩu trang, đưa khẩu trang cho chị lên. Dung dịch vệ sinh, lớn. Lớn đi chị, nhỏ bữa nay tới 50.000 rồi. Lớn được không? Lớn thì còn 72.000, đôi chị chai lớn. Ừ, chai nhỏ là 52.000. Chai nhỏ là 52.000 đôi chị, bằng 100ml mà chai lớn 200ml mà chị có 72.000 à. Chị mua chai lớn đi cho nó lợi. Chai lớn thì nó lợi, còn chai nhỏ là 52.000 một chai nha mấy chị nào ưng mua chai nào mấy chị mua. Chai nhỏ thì 52.000 một chai 100ml, chai lớn là 200ml còn có 72.000. Thì cái này là đáng lý là 104.000 mới 200ml đúng không? Thì cái tính ra còn có 72.000 à. Rẻ lắm. À, có kem bóng trái cây không? Có chị ơi. Nè, kem bóng ca trái cây 119.000 nha chị nha. Còn cô ở quên cái nào mà mấy chị trị mụn á, mấy chị nên xài cô né, lấy em chị cô né, một nano mụn nước hoa dài. Ok em, cảm ơn em nè. Rồi em lên cho mấy chị khẩu trang. Khẩu trang nha mấy chị nha, khẩu trang nè, combo trị nám. Ok mấy chị, đây. Khẩu trang này mấy chị. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là đeo nó không bị đau lỗ tai, không bị ngợp nha mấy chị nha. Chai lớn lấy cho chị Võ Phường chai lớn. Dạ cảm ơn chị nè. Đeo nó không bị ngợp nè, không bị đau lỗ tai nè. Đeo quá mấy chị biết sao, nó đẹp nữa nha mấy chị nha, đẹp nữa. Bây giờ đi ra đường em nói thiệt mấy chị nha, tại vì em có em bé nữa, năm nay cũng cứ ở nhà không, cũng chẳng dám đi đâu luôn mọi người. Mà năm nay thì lại rất là sợ bị dịch, cho nên chị em mình có đi ra đường làm ơn nha mấy chị nha, đeo cái khẩu trang vô giùm em gái, nó thấy màu tím nữa bà gái. Rồi nha mấy chị nha, nè. Rồi này mấy chị, một gói như thế này gồm có 10 cái. Một gói khẩu trang như thế này nè, một gói khẩu trang như thế này nó gồm có 10 cái nha mấy chị nha. Khẩu trang 3D hàng chuẩn xuất tay từ Thái về Việt Nam, người ta bán 150.000 một 10 gói nha mấy chị. Em nó xạo mất lọc nha. Người ta bán 150.000 10 gói á. Đúng chính hãng của Thái, em cũng vậy luôn. Em bán chính hãng cái này mà không phải khẩu trang từ Thái em xách tay gì em nó xạo mọi người, em mất lọc. Nha mấy chị nha. Đây này mấy chị, đây khẩu trang chính hãng từ Thái xách tay gì cho mấy chị. Một gói 10 cái. Bây giờ em bán cho mấy chị 10 gói là 100 cái đúng không? Em bán cho mấy chị 10 gói thay vì 150 em bán mấy chị 79.000. Tùy mấy chị chọn màu nha. 79.000 10 gói khẩu trang chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Nó có màu tím này, nó có màu xám này. Nó có màu xanh ngọc này. Đó, màu xanh ngọc này đẹp lắm nha mọi người. Đó, màu xanh ngọc này ha. Và nó có màu xanh rêu. Nó có màu xanh rêu và nó có màu hồng. Coi này mấy chị, màu hồng này, đẹp quá trời luôn. Nó có màu hồng. Nó quá trời đẹp luôn nha mấy chị nha. À, trẻ em hả? À,
Từ từ đợi em xíu chị. Rồi màu trắng nữa. Chị nào lấy ghi cho em là khẩu trang, mấy chị muốn lấy đủ màu thì mấy chị lấy đủ màu. Còn mấy chị muốn chọn màu thì mấy chị cứ chọn màu dùm cho em. Tại vì em không có phân biệt, em không có ép mấy chị là phải lấy một màu đâu. Cho nên là mấy chị ưng màu nào lên màu đó dùm cho em nha. Nó có màu trắng nè, nó có màu hồng nè, nó có màu xanh rêu nè, nó có màu xanh ngọc nè, nó có màu xám nè và nó có màu tím. Nha mấy chị, ưng màu nào lấy màu đó. 79.000 10 gói ghi cho em khẩu trang. Nha mấy chị nha, khẩu trang 3D. Nha mọi người, người ta bán 150.000 không á mấy chị. Khẩu trang người ta bán 150.000 10 gói, 150.000 10 gói. Còn mà mua lẻ đắt lắm, mua lẻ có hai mấy 30.000 á mấy chị. Dạ em có khẩu trang gói chị, khẩu trang gói, cái này là hàng chuẩn xách tay từ Thái về nha mấy chị nha. Cái này là mấy chị ghi cho em là khẩu trang 3D mấy chị ha. Ưng màu nào lên màu đỏ giùm em. Cái này là màu xanh rêu nè, cái này màu xanh ngọc nè, cái này là màu tím nè, cái này là màu xám nè, và cái này là màu trắng nè nha mấy chị nha. Và cái này màu hồng không bán 5 bịch em ơi, 5 bịch thì 15.000 một gói nha em nha. Mấy chị ơi, không có bán 5 bịch đâu, mà mấy chị lấy 5 bịch đó là em bán mấy chị còn 75.000 là 5 bịch nha mấy chị. Còn nếu như mấy chị mà lấy 10 bịch đó thì có 79.000 à, còn 5 bịch thì 75.000 nha mấy chị nha. Tại vì hồi giờ cũng vậy mấy chị, ai cũng nói 10 gói hết chứ cũng không có lấy được 5 gói mấy chị. Còn nếu mà lấy 5 gói thì em bán mấy chị là 75.000. 75.000 5 bịch ha. Serum HA có hàng không? Vương Anh chị hỏi là serum HA hả? Hả? Vương Anh chị nói 5 bịch thả độc chân. À, Phương Hình 5 bịch thả độc chân hả? Tại mấy chị nha, khẩu xanh rêu xám và ok chị là 5 xanh rêu 5 xám ha. Rồi cho mấy chị nha. Có kệ nó mấy chị ơi, có 79.000 mà 10 gói 100 cái khẩu trang rẻ lắm mấy chị, mà cái quan trọng là em gom mấy chị xách tay từ Thái về. Serum HA. Đâu đưa chị? Không có hàng đây. Serum HA, à quên, serum 4K cái cây, 4K á. Serum 4K hả? Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy giùm em mà chống nắng nano, bữa nay chống nắng nano em cơm cho mấy chị có mấy gì hả? Mấy gì hả? Gia đình đi đái đó. Rồi cho mấy chị nha. Rồi cho mấy chị nha, 5 gói thọc trái thọc chân. Xin lỗi. Dạ cảm ơn chị Phương Hình nha, cảm ơn. Ra đi mấy chị, đèn pin. Biết gì không, đầu năm mua đèn pin đi, soi sáng cả năm nha mấy chị nha. Đèn pin mua đầu năm soi sáng cả năm luôn nha mọi người nha. Một cây đèn pin như thế này nó có nhiều màu. Heo lại khui cái này cho chị luôn nè mấy chị. Đây tí ra shop lấy hàng họ. Ok Yên Bình nè, lấy chị 10 khẩu trang xài Vivo luôn nhé. Bí thì thu dây lại xài chung luôn. Đúng rồi. Đây nè, khui cái đó chị luôn nè mấy chị nè. Mọi người ơi, đèn pin em bán có chứ, có đầu năm là có nha, đầu năm có nha mấy chị nha. Nè mấy chị ơi, coi giùm cho em nè, đèn pin này mấy chị coi giùm em ha. Đèn pin nha mấy chị nha, một cây đèn pin như thế này thường á mấy chị là người ta xách tay về người ta bán cho mấy chị tới 80.000 lần á nha mấy chị. Cái này là hàng nội địa Trung nhưng mà nó xuất ra rất là nhiều nước luôn, nó có mã QR mấy chị check. Mà mới nãy mấy chị hỏi em là thử coi còn đèn pin không, lấy thêm 2 cây là biết là người ta đã thích xài cái loại này rồi. Nhưng mấy chị đưa chị thêm màu nữa này mấy chị, là người ta biết là người ta xài rồi, người ta ghiền rồi. Bây giờ này em bán cho mấy chế chỉ có 49.000 một cây đèn pin thôi. 49.000 mấy bà ơi, 49.000. Nó có nhiều màu cưng lắm mấy chị thấy chưa, cưng lắm. 49.000 cây đèn pin lên đơn, 49.000 cây đèn pin lên đơn nha mấy chị nha. 49.000 lên đơn dùm cho em, đèn pin 49, đèn pin 49 nha mấy chị nha. Đó mình mua đèn pin đầu năm gì ở hở mấy chị cứ rọi vô nhà dùm cho em ha, cả năm soi sáng là nha luôn nha mấy chị nha. Gửi dùm em đèn pin 49. Dạ không có khẩu trang em bé chị ơi. Còn quần 80kg họ hình như hết rồi chị, quần 80kg hết rồi, hình như 50-60 thì nhiều mà 80kg không biết còn hay không nữa. Rồi cho mấy chị nha. Ủa bữa nay còn 35.000 sao mua ít vậy? Ít quá, mua bịch rau người ta thấy ít rồi á. Nhà mình đây, bên nhà mình mà có mua 15.000. Nhiều gì, bịch rau 15.000 mà nhiều. Mỗi lần người ta mua rau cho tụi bay ăn là tao mua hàng 30 ba mấy ngàn không á. Mày lấy xi ăn mày, mày làm thêm chiếc nữa đi. Ông bịch y chang như vậy nữa. Tiết kiệm, tiết kiệm. Không gì đó.
lên tiếng Việt ngữ có. Rồi nhưng mấy chị nha, 5 bịch xanh, 5 bịch xanh, ok chị, khẩu trang 10 bịch trắng, ok chị. Lên đơn cho em đèn pin 49, đèn pin 49. Mình soi trong nhà nè, mình soi gầm giường nè, đi ra ngoài cá soi nè, ở trong nhà cá soi, lên trương nhà cá soi, trong gầm giường, gầm bàn, gầm chiếu, gầm đồ gì mấy chị ơi, mình soi để mình coi thử là mình tìm đồ, mình lấy đồ, hoặc là mình đi ra đường mình có cái mình soi. Nó kệ đó, kệ, đầu năm mua đèn pin cho em đi nha. Có nghe em, đèn pin đầu năm mua cho em. Biết làm gì không? Soi sáng luôn cả năm luôn nha mấy chị nha. Để cho nó cả năm này mình đều được sáng sủa như mấy chị nha. Rồi như mấy chị nha, chị nào lấy đi em ạ. Chị thì bầu xài được không? Cho em tiếp trị ngứa hả? Thì ngứa là cái gì ta? Thì ngứa nhưng mà mình bị ngứa cái gì? Ngứa cái gì mới được nữa. Rồi như mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Rồi thì mấy chị nha, ghi giùm cho em đèn pin, đèn pin, đèn pin. Rồi 49.000 lên đơn, đèn pin 49.000 lên đơn. Rồi thì mấy chị nha, 49.000 lên đơn. Rồi cái này là cái quan trọng này. Chị Phương Hình ơi, cho em xin số điện thoại. Serum 4K chị nào lấy nói em nha. Em bán lấy tương tác với chị 127.000 đầu năm. Lên cho em serum 4K 127.000 lên đơn. Serum 4K 127.000 lên đơn. Serum 4K 127.000 lên đơn. Nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em 20 gói của đang không lấy màu trắng. Dạ ok chị. Đầu bữa nay lên quốc bộ đồ đỏ chót, đỏ cả năm hiện chọn mà có cần chọn á, chọn bộ đồ đỏ. Cái này là cái mà em được thiệt với chị, cuối năm qua đặt lần cái chục chai, có chị đặt 5 chai, 7 chai, 10 chai, đặt rất là nhiều luôn. Không có dù một giọt luôn để bán cho mấy chị. Nhưng mà đầu năm có hàng nha, tại cuối năm em về là về gần tới nhà là bữa 28, 29 Tết rồi mấy chị. Là nó hàng nó về tới mấy chị. Mừng rớt nước mắt, em tưởng đâu là biết tới mùng 6, mùng 7 thì nó mới giao cho em á mấy chị. Tại vì thường đó là cuối năm á là nó không chịu trả hàng. Rồi nha mấy chị nha, đây nè mấy chị. Dầu cù là đen. Dầu cù là bán best seller của Thái Lan. Dầu cù là chuyên dùng để điều trị đau nhức. Như mấy chị có nghĩa là dùng để xoa bóp đau nhức, đau nhức cổ, nhức vai, nhức lưng, nhức tay, nhức chân, nhức cơ, nhức đầu gối, nhức khớp gối, liên quan tới đau nhức. Làm ơn sử dụng cho em cái dù này, trời nó hay lắm, nó hay. 5 chai serum 4K là 5 chai kem 4K là 4K nào chị? 4K trái cây hay 4K đen vậy chị ơi? Có 7 chai hả? Ô, có 7 chai à? Chỉ là ngưng serum 4K nha. Ngưng đi. Serum 4K là có 7 chai thôi. Vậy có 7 chai à? Vậy hả? Vậy hết rồi, hết serum rồi. Chỉ là lấy cho Thình Thúy với lại Thanh Thúy thôi. Hết rồi, hết serum 4K, 4K đen em. Rồi ngưng nha. Mở ngọt ra em ghi chú trong phần tin nhắn đi. Serum 4K chỉ chốt cho Thanh Thúy với lại Huỳnh Nguyễn thôi. Hết hàng. Rồi nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị, dầu cù là đen chuyên vừa dùng xoa bóp. Em nói thiệt rất là hiệu quả luôn. Người ta bán 120.000 một chai, em nói xạo mấy chị mất lọc luôn. Em sell cho mấy chị còn cái giá 6-7 ngàn. Chuyên dùng để xoa bóp đau cổ, đau vai, đau lưng, đau bắp tay, đau bắp chân, đau cơ, đau đầu gối, đau khớp gối. Chỉ cần liên quan tới đau nhức mấy chị xài dùm cho em 6-7 ngàn. Trời mấy chị, 6-7 ngàn mà họ nó đỡ cho mấy chị rất 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 là nhiều luôn. Đau hay là khó chịu là mấy chị xài ơi, trời đã lắm. Nhưng mấy chị nha, mà chỉ có 6-7 ngàn. Hồi cuối năm ngoái chị em nào không thể mua được thì mấy chị ủng hộ em vào đầu năm. Nhưng mấy chị nha, em có hẹn với mấy chị là đầu năm có dầu á mấy chị. Thì hôm nay mấy chị ủng hộ lại giùm em nha, 6-7 ngàn. Chị em nào lấy ghi giùm cho em, dầu cù là đen 6-7 ngàn. Dầu cù là đen 6-7 ngàn. Đi lên thay đồ liền cho mẹ. Và những mấy chị nha, chị nào lấy gửi cho em dầu cù là đen 6-7 ngàn, dầu cù là đen 6-7 ngàn lên đơn. Đau nhức cổ, nhức vai, nhức lưng, nhức tay, nhức chân, nhức cơ, nhức đầu gối, nhức khớp gối. Đặc biệt nè mấy chị, em đau, em có bầu á mấy chị, em đau lưng kinh khủng luôn. Với lại nó cái xương hông, xương chậu á, hai cái xương mà xương gì ta, xương chậu á mấy chị, trời ơi em đau em chịu không được. Tối nào em phải xoa luôn mọi người, tối nào em phải xoa để cho nó đỡ đau mấy chị. Sáng ra nó hết, bắt đầu em ngồi lại cả ngày. Tại vì một ngày em ngồi la tới 8 tới 12 tiếng là em ngồi không á mấy chị, là mấy chị biết rồi, mà bầu mà ngồi nhiều thì nó rất là đau lưng luôn. Nhưng mà nhờ cái chai này trộm vía lắm mọi người ơi, ok lắm. Chị nào lại gửi cho em dầu cù là đen 6-7 ngàn, chuyên dùng để xoa bóp đau nhức, nhức cổ, nhức vai, nhức lưng, nhức tay, nhức chân, nhức cơ, nhức đầu gối, nhức khớp gối, mấy chị xài giùm cho em. Này mấy chị xoa cho đâu mấy chị xoa bóp nha, đừng có thoa không, mấy chị xoa vô, xoa bóp, xoa bóp, xoa bóp cổ, xoa bóp cổ, xoa bóp bả vai, cái lưng nữa mấy chị, thoa cho đâu mấy chị
xoa bóp giùm cho em nha. Đó, những chỗ nào mà mấy chị hay bị đau nhất, cái đầu gối khớp gối bị đau xoa bóp giùm cho em. Chỉ có giá 6-7 ngàn thôi. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm em ha. Còn khẩu trang mấy chị lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Mấy chị lấy lên giùm em khẩu trang nha. Cặp chưa gọi. Rồi những mấy chị nha, chị em nào lấy lên giùm em, cứ chị em dầu cù là đen 6-7 ngàn, dầu cù là đen 6-7 ngàn lên đơn. Rồi còn cái này á là chai dầu gội chuyên đặc trị tóc rụng. Nha mấy chị nha. Dầu xả tóc chuyên đặc trị tóc rụng, kẹo vô vô mình còn không? Có thử kẹo vô vô còn không biết nữa chị ơi, ít bữa mà em đi Thái rồi ấy, mọi người. Rồi nha mấy chị nha, à trong biển em còn nha mọi người, kẹo vô vô bên đây nè. Em làm người coi cái góc kẹo này, còn không kêu anh coi nè. Rồi nha mấy chị nha, đây nè mấy chị, cái này là gì quên rồi. Cặp dầu gội xả chuyên đặc trị tóc rụng, chị nào mà bị tóc bị rụng nè, hoặc là rụng sâu sinh, hoặc là hậu Covid mà bị rụng thì mấy chị sử dụng giùm em. Chai này chai gội, chai này chai xả. Một cặp combo như thế này 135 ngàn. Chuyên về đặc trị tóc rụng 135 ngàn. Chuyên về đặc trị tóc rụng 135 ngàn. Chị em nào lấy gửi cho em là cặp gội xả 135 ngàn. Cặp gội xả 135 ngàn nha mấy chị nha. Rồi bàn chải ok chị. Cặp gội xả 135 ngàn. Cặp gội xả 135 ngàn lên đơn. Nước cót đấy chị, uống nước cót luôn. Còn mấy bình? Cái hai bịch thôi. Còn cái hai bịch rồi chị ơi, vô còn cái hai bịch rồi. Đây nha mấy chị nha, nước cót em có đây chị ơi. Đây nước cót nè. Nước cót cho mấy chị nha. Chị nào bị nước cót chân bị chai lì, có chai xịt chuột luôn có chị, 5 bịch xanh 5 bịch xanh. Ok chị. Rồi cái này là hũ nước cót. Chị nào bị nước cót bị chai lì gót chân, bị nứt nẻ gót chân, hoặc là kể cả luôn á chị, không ai đâu xa mấy chồng em này bị nứt mà em nói thiệt với chị nha. Con em nó vô nó nói chị công nhận hay thiệt, bà má gì bà xài hỏi nó hết nứt mấy cái đầu ngón tay bả này. Nứt cái đầu ngón tay là mấy chị biết không, cái kiểu như mùa lạnh đó mấy chị, mà mình thọc tay vô nước á là cái da của mình nó bị khô mấy chị, nó bị nứt. Trời ơi trộm vía nha mấy chị nha, xài này có mấy lần thôi chị ba. Cái này này hồi bữa má xài này, hay lắm. Diễm nó nói hỏi vừa xài mà bị nứt hết mấy đầu ngón tay mà xài hay lắm. Bà có bị là bà mua cái này nè. Hồi bữa họ mới hỏi là lạnh á mà nứt hết, mà mấy cái đầu tay mình nứt hết, chỉ mà xài cái này hay lắm. Mà còn bị nứt cót mà hay lắm nha mấy chị nha. Bắn tim chị Thanh Hoa, cảm ơn chị. Một hũ như thế này 55 ngàn, em sale với chị 32 ngàn. Lên cho em nứt cót 32 ngàn, nứt cót chân 32 ngàn. Mấy chị đầu tiên mấy chị chà cái gót thiệt là sạch đi, sau đó là mấy chị thoa cho em ngày 2 lần sáng tối, mấy chị đổi đi. Nứt cót của Thái hay lắm nha mọi người, nứt cót của Thái cực kỳ hiệu quả luôn. 32 ngàn lên đơn, nứt cót chân 32 ngàn lên đơn, nứt cót chân 32 ngàn lên đơn, 32 ngàn thôi, thiệt xài ngon lắm mọi người, đừng có tiếc, có 32 ngàn thôi nha, 32 ngàn thôi. Mình bị nứt cót này, bị chai lì gót chân này, bị nứt nẻ gót chân này, thì mấy chị xài lần chị xài rồi tốt lắm, cảm ơn chị Nguyễn Hồng. Có nhiều chị là bị ngay đây nữa này, bị chai lì cái cùi chỏ đúng không, bị chai lì cái mắt cá chân đúng không, xài cho em. Hồi ơi trộm vía lắm mấy chị, nhưng mà cái gót chân mấy chị nhớ chà cho em nha, chà trước chà sau chà cho em đi, mỗi tối mấy chị chà cho em lần. Rồi sáng tối đó mấy chị ngủ mấy chị thoa cho em, xong sáng mấy chị thoa dập lên cho em tiếp cũng được. Nhưng mà tối là nhất định phải chà cho em nha, để nó ra đi những cái lớp tế bào chết trên da đó mấy chị, để cho nó sạch sẽ cái gót chân của mình. 32 ngàn, rồi lên đơn giùm em ạ. Vaseline tay họ, trời ơi chết rồi. Trong, dặn trước Vaseline tay đi, bữa nay mình qua bển mình lấy chồng, hết hàng rồi. Nãy giờ có cái điện thoại không? Thôi đặt liền ấy. Điện thoại của ông á. Lẹ lẹ, đâu đưa nhân vợ đâu. Lẹ, đặt sữa tắm này với lại Vaseline dưỡng da tay cho đỡ nữa, mình qua tới nơi kia hết hàng rồi. Rồi nha mấy chị nha. Shop có hoa nách không shop? Trời ơi, hoa nách là chị phải hỏi em. Hũ này chuyên về đặc trị hôi và trị thâm nha chị nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Hôi nặng mùi cách máy xài cũng hết cho em, thâm nặng mùi cách máy xài cũng hết cho em, vừa trị hôi vừa trị thâm siêu hiệu quả. Bị hôi rất là nặng, bị thâm rất là nặng xài cho em. Một hũ như thế này 160 em sale cho mấy chị, còn có giá 85 ngàn thôi mấy chị. Mà nó chuyên về trị hôi trị thâm nha, có hôi trị hôi, có thâm trị thâm, vừa hôi vừa thâm trị luôn cho em, 85 ngàn. Chị ơi nghe em đi, bị hôi bị thâm xài nghe chị nha, bị hôi bị thâm xài. Mà đặc biệt một điều như thế này này chị, mà đặc biệt một điều như thế này này nè mấy chị, mà đặc biệt một điều nè, bị hôi bà đẻ, bị hôi sâu sinh, nam bị hôi, con trai mới lớn bị hôi, con gái mới lớn bị hôi, thay đổi nội tiết tố bị hôi, hoặc là bị hôi bà bầu, bị hôi sâu sinh gì đó, mấy chị xài cho em đi, xài là hết 85 ngàn thôi. Chị em nào lấy ghi cho em là thâm nách 85 ngàn, thâm nách 85 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha. Cái gì nữa ta, mấy chị hỏi em cái gì vậy? À son dưỡng nha đam,
xong dưỡng nha đam hoa nắp. Dạ ok mấy chị nè, kể nó em nói thiệt mấy chị luôn, cái mùi hoa nắp đó là đôi khi cái người bị hôi người ta không có biết, nhưng mà cái người ngồi kế bên cái người bị hôi nắp người ta rất là khó chịu. Cái mùi hôi nắp đó mấy chị mà bị nhiều nhiều là em nói mửa luôn á. Vậy nón em, vậy nó kêu thẻ luôn chị, vậy nón có chị, vậy nón chuyến cuối cùng đi em đi Thái á, em có lấy cho mấy chị được mấy chục tiếp á, cặp gọi xả nước cốt chân ok chị, thăm nách 85.000 thôi. Nghe em thiệt, cái mùi hôi nách đó mấy chị nó rất là khó chịu. Ủa chồng đi đâu vậy? Xuống đây đi, chụp hình lại cho vợ ơi. Tại sao đi những cái tay đâu, nó còn không giờ thấy chị chú ở đây nó còn thăng tiếp à. Thế dạ. Em ra múc nước em tới anh chị mới chọc bông cái này, hiếu yêu ạ. Thăm nách đó, thăm cổ sao, thăm cổ cái này nè đúng không? Trời ơi, con bạn em nó chuyên dùng cho thăm cho con nghe, con nói luôn á. Thăm cổ ngang đây này đúng không? Thăm cổ cái này đúng không? Có nhiều đứa là nó bị chết, nhiều người bị thăm ngang đây này. Trời ơi, xài hết đó chị. Thăm mắt cái chân mà còn hết mà. Cho chị hai thăm nách thì ok chị luôn. Ủa chồng có cái hình hả chồng? Đâu. Ủa. Chị hả? Không, mình cứ tiến thẳng vô. Rốt quá rốt. Chặt ra, chặt cái bông ra. Ra cho mấy chị nha, đây nè mấy chị lên giùm em cái cây son dưỡng nha đam chiếm cuối năm. Trời ơi thiệt luôn mọi người, cuối năm mà cháy hàng hết trơn à. Hello chị Kim Trang Lê nè. Nè mấy chị, đây. Cái son dưỡng nha đam là tốt bà nào cũng cần. Em đi mua cái xài em ngựa em mua cái cây son mà mấy hôm xài nha đam dụ ở quên màu không à. Cái tốt cũng ngựa bà. Xài cũng được có 4-5 ngày thôi mà khô cái môi luôn á mọi người. Em không có xài son nào khác ngoài son nha đam hết nha mấy chị nha. Son màu nha đam, son dưỡng nha đam là em đều xài của nha đam hết trơn á mấy chị, là xài quanh năm nó không bị khô. Mà em xài người em xài cái loại khác một phát là em nói thiệt với chị luôn. Trời ơi, trong vòng họ mấy ngày đã thăm rồi. Ô lột đã khô rồi. Nè mấy chị coi giùm cho em nè. Nè mấy chị từ từ nó lên một cái lớp màu đẹp tự nhiên. Đây là son màu nha đam, mấy chị coi giùm em nè. Son màu nha đam này mấy chị. Một cây son màu như thế này, một cây son màu như thế này. Giá của nó này mọi người. Em bán lấy tương tác nha. Một cây như thế này là loại của em này mấy chị, đổi giùm em nha. Loại em bán mấy chị là loại tốt nha, tốt nhất trong cái son dưỡng của nha đam nha mấy chị, và nó có cái tiếng Thái phía sau nữa giùm cho em ha. Thứ nhất, son dưỡng này nó vừa dưỡng hồng môi, mềm môi, mịn môi, trị khô môi và đặc biệt là nó còn trị thâm môi cho mình nữa. Mình xài nó có lên một cái màu gọi là cái màu đẹp tự nhiên y chang như môi phun nhỉ, người ta không biết mình xài son và nó bám lì trên môi cho mấy chị rất là đẹp luôn. Một cây son dưỡng 75 sale mấy chị còn 22.000, bán lấy tương tác đầu năm nha mấy chị nha. Ghi giùm em son dưỡng nha đam 22.000 đầu. Thiệt thương mấy bà lắm, cuối năm mấy bà lấy có chị lấy gần 10 cây 5 cây không mà không có hàng. Ơ lộn, xin lỗi mọi người, son dưỡng nha đam chị ơi, son dưỡng nha đam nha chị ơi. Bao tử chưa có hàng chị, ngày 8 em bay Thái rồi em lấy nha chị nha, ngày 8 em bay Thái em lấy nha chị nha, chứ bây giờ chưa có hàng. Rồi chị em nào lấy gửi chị em son dưỡng nha đam 22.000, son dưỡng nha đam 22.000, son dưỡng nha đam 22.000, chị nào lấy lên giùm em ha. Kệ nó mọi người, 22.000 thôi. Nhưng mà mình xài rất là tốt cho môi của mình luôn. Mấy chị xài á là nó mềm môi này, nó mịn môi này, nó giúp trị khô môi này, trị thâm môi cho mấy chị nè. Đặc biệt nha mấy chị nha, đẹp tự nhiên, không ai biết mình xài son luôn, bởi vì nó lên cái màu tự nhiên lắm. Chị Bích Đòn ơi, để mấy chị theo, mới nãy cái môi của em nó hơi tái tái luôn mấy chị, mày thấy em mới thoa dập lên lớp son dưỡng là đó, mấy chị thấy chưa, nó mịn cái môi em lại liền ha. Rồi gửi chị em son dưỡng nha đam 22.000 đâu, đưa chân vợ cái hay ghi số lượng đó chưa. Ừ, hỏi có không vậy trơn, chị tự đặt số lên đi, từ từ nó lên đơn, chỉ mà có thì nó lên đơn chứ hỏi nó đợi biết nó chừng nào. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi ghi giùm em son dưỡng nha đam 22.000, son dưỡng nha đam cuối năm mấy chị mua không có. Rồi, đầu năm có phải không, đây nè. Hever K là nó đang nói với ông á hả? Đợi em xíu nha mấy chị nha. Có sự tắm luôn này, em mới hỏi hàng bên đó là mấy chị, để em hỏi nó giữ hàng cho em ngày 8 em qua chứ đỡ qua tới nơi cho nó hết hàng. Chợ tôi được gặp lại với ông không? Chợ đây nhớ, chợ không bảy đi. Nha, mời em sang đi dương trẻ luôn. Đây, em đưa cái chai xì tắm đi. Chai
cái sự sống ấy thì cực quá. Đủ rồi chưa, chuẩn bị đi nữa nha. Chồng dính vua lắm nè. Rồi nha mấy chị nha, lên giùm em 5 cây. Ok chị, thả độc chân em, thả độc chân. Năm mới phát tài bắn tim. Thiệt sự luôn, rất là vui luôn. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Trời ơi, vô là mấy chị chúc mừng em quá trời luôn á. Em cảm ơn mấy chị nha, cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn. Thả độc chân, lấy chị thả độc chân. Rồi nha mấy chị nha, có thả độc chân. À quên, mới nãy chị nào hỏi. Không, cái này em son dưỡng chị ơi, em bán mấy cái son mà kiểu như sao ta. Tuy là nó không có phải là nó đắt tiền lắm, nhưng mà em bán mấy cái son mấy chị xài nó tốt không à mọi người. Nó tốt không à. Nhưng mấy chị nha, tại vì nó mềm, nó mịn môi á. Tiếp đặt trị vẫy nón nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ, 185.000 một tiếp. Nhưng mấy chị, loại của em bán mấy chị là loại 15g. Lấy áo của anh hai mặt hả? Ủa? Hai mặt vú hả? Rồi nha mấy chị nha, gửi giùm cho em là trị vẫy nón 185.000, tiếp 15g nha, chứ không phải tiếp 5g. 5g là 120, mà 15g là 185.000, nó gấp 3 lần nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm cho em. Rồi cái này là kem mặt C. Mấy chị ơi, mặt C cuối năm vừa được mấy hộp, cho nên chị em nào lấy lên sớm nha. Kem mặt C này mọi người. Kem mặt C em bán mấy chị gom giùm cho mọi người 15.000 một hộp. 15.000 một hộp như thế này. Cái này là lấy giùm nha, lấy giùm nha. Còn nếu bán thì em phải bán với chị 35.000 chứ không phải 15.000 đâu. Cái này em lấy giùm cho mọi người. Nhất là đỉnh điểm vào đợt vừa rồi em gom cho mấy chị bao nhiêu ta? Em gom cho mấy chị là phải tổng cộng là phải đó là mấy ngàn hũ luôn mà vẫn không đủ trả đơn. Nha mấy chị nha, chị em nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị em nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, gửi giùm cho em là gì ta? Gửi giùm cho em là kem ặc C, kem ặc C 15.000. Hỏi hoài luôn. Nhưng mấy chị, có hai tiếng vậy nói ok chị, thuốc mỏi mờ đây có luôn. Nó lấy chị thuốc mỏi mờ đây. Gửi cho em kem ặc C 15.000 một hộp. Kem ặc C 15.000 một hộp. Kem ặc C 15.000 một hộp, lên đơn giùm cho em. Ngon lại xài cái này, chị nào mà xài rồi thì mấy chị mua nha, 15.000 một hộp. Chị nào lấy lên giùm cho em ha, 15.000. Kem mặt C nha mấy chị nha, hũ trắng ra. Rồi, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cứ cho em kem mặt C nha mấy chị nha. Kem mặt C 15.000, kem mặt C 15.000. Rồi chị em nào lấy lên đơn ha. Kem mặt C 15.000. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái hũ chuyên đặc trị trắng răng nha mấy chị nha. Mỹ Linh Dương Thị nè. Mỏi mờ đây là cái thuốc uống á, thuốc uống mỏi mờ đây á. Rồi 6 hộp mặt C ok chị, không có kem môn chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị cái hũ chuyên đặc trị trắng răng nè. Hai ặc C ok mấy chị, trời ạ. Đúng rồi. Nó mà đây là dị ứng á. Rồi nha mấy chị nha, đâu mất rồi cái cây bằng chải thôi ta. Bằng chải đây đây. Nè mấy chị coi giùm em này. Cái này nha mấy chị nha. Đầu tiên mấy chị lấy bằng chải việc bên kem nó răng này lên, nặng kem nó răng hàng ngày ra chà cho em một ngày 2 lần sáng tối cho chị em. Cái này là hũ chuyên về trắng răng. Đặc trị trắng răng, vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng và bị hôi miệng dùng cho em. Đừng có đưa con nó còn kỳ cục mà mở ra không được. Nè mấy chị thấy không? Răng đen, răng bị ố màu, trắng ra, răng bị ố màu, trắng ra, răng ố màu, trắng ra. Mấy chị coi giùm em này. Em bán cho mấy chế là cái loại hàng là hàng cao cấp. Hàng cao cấp nó có cái mọc ASEAN ở đây. Hàng thường mấy chị nó cay, nó nồng mà nó rất là khó chịu và nó không bằng hàng cao cấp. Hàng cao cấp nó sẽ tốt hơn và nó đắt hơn nha mấy chị nha. Hàng thường mấy chị bán người ta, mấy chị mua 49, 50, 55 ngàn rồi. Hàng cao cấp 75 ngàn. Hôm nay em bán lấy khai trương cho mấy chị còn 47 ngàn. Chị em nào lấy ghi cho em hũ trắng răng 47 ngàn. Hũ trắng răng 47 ngàn, lên đơn giùm em. 47 ngàn một hũ đặc trị trắng răng, chị nào lấy lên giùm em ha. Một hũ giá của nó 70, alo, một hũ giá nó 75 ngàn, em bán mấy chị còn 47 ngàn. Nhà mấy chị nha, bán lấy sale tương tác đầu năm nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm em hũ trắng răng, lấy cái bàn chải, việc mấy kem răng này lên, nặng kem răng hàng ngày ra, chà cho em một ngày 2 lần sáng tối cho chị em là được. Nhưng mấy chị 47 ngàn một hũ, xài ngon lắm mọi người. Chị nào lấy gửi cho em hũ trắng răng 47 ngàn, hũ trắng răng 47 ngàn, hũ trắng răng 47 ngàn, rồi lên đơn giùm cho em ha, xài ngon lắm nha mọi người nha. Thả được chân nè. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nước hoa ngựa cá luôn. Rồi chị nào lấy hũ trắng răng lên giùm em ạ. À, hộp trắng răng xài tốt lắm đúng không? Bắn tim chị, xài nó tốt hơn cái loại thường rất là nhiều. Nó vừa bảo vệ miên răng, bảo vệ chân răng cho mấy chị. Và đặc biệt nha mấy chị nha, những cái vàng ố hay là những cái mùi hôi á mấy chị ạ. Trời ơi, nó sạch sẽ, đã lắm nha mọi người. Mà mình xài chung với lại kem đánh răng á mấy chị, mình cũng chả có mất thời gian gì hết trơn ha.
Rồi thải độc chân này mấy chị, đó là chuyên đào thải độc tố như mấy chị nha. Thải độc chân là chuyên đào thải độc tố dùm cho em. Một gói đào thải độc tố chân như thế này. Nha mấy chị, một gói đào thải độc tố chung như thế này. Vâng. Một gói đào thải độc tố chung như thế này là giá của nó là 145, em xem mấy chị còn 75.000. Chị nào lấy thì ghi cho em là thải độc tố chân 75.000. Có nghĩa là mình uống thuốc này, mình ăn uống mấy chị lâu ngày tích tụ những cái độc tố trong cơ địa của mình thì mấy chị dán cái này để nó đào thải độc tố ra bên ngoài. Em gom như mấy chị còn có giá 75.000, cặp cỡ xã sau những gia đình. Rồi chị em nào lấy ghi giùm cho em là dán thải độc chân nha mấy chị nha, dán thải độc chân nha mấy chị ơi, 75.000. Rồi trắng răng xài trắng thơm miệng đã lắm, cảm ơn bán tim, xài ngon đúng không? Phải nói xài rất ok luôn đấy, chị giàu nữa. Rồi cho mấy chị nha, dọn nha. Em đi đâu vậy? Em đi đâu? Em đi đâu? Em đi đâu? Em đi đâu? Trời ơi sao út mừng thằng em rồi mà không thấy đồ cho thằng em vậy? Ồ, kêu bà chị đâu? Kêu bà con ấy thấy cái quần nó coi trời ơi xình mà nó ướt gì mà tới áo luôn, nó thấy không? À ra đây mấy chị, cái này là nước hoa ngựa, nước hoa ngựa dùm cho em nha mấy chị nha, nước hoa ngựa nha mấy chị nha, nước hoa ngựa thơm lắm, nam xài được nữ xài được dùm cho em, chấm mùi lưu hương thơm lâu nha nè mấy chị, rẻ tiền nha chứ nó không có đắt đâu, nhưng mà hàng nội địa của Thái là xài với bà không thất vọng đâu. Ha, cái mùi thơm nó rất là tươi mát luôn nha mọi người nha, nam được nữ được. Chai 65 bán với chị 39.000, gửi cho em nước hoa ngựa 39.000, em còn hai mươi mấy chai cuối cùng, lên cho em nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000. Trời ơi ước nghiệt luôn á, nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000 lên đơn, nước hoa ngựa 39.000 lên đơn, 39.000 thôi nha, xài ngon lắm mọi người, nam xài được nữ xài được. Nó nói cái gì vậy? Rồi nhưng mấy chị nha, ghi giùm em là nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000 lên đơn giùm chị em ha. Rồi dầu ông già, đây là cái loại dầu quốc dân của Thái Lan. Dầu mà không có ai đi Thái mà đi du lịch Thái Lan không mua nó hết trơn mọi người. Dầu quốc dân của Thái Lan nhưng mấy chị nha, dầu best seller của Thái Lan, bất kỳ trong một tiệm thuốc tây hay là kể cả là siêu thị cũng có bán cái loại này nhưng mấy chị nha, dầu rất là thơm luôn mà mình xài đó mấy chị ơi, hay lắm, sức đau đầu sức đau bụng, đặc biệt bị trúng gió cạo gió xong sức lên đỏ lắm luôn nha mấy chị nha. Cái này là dầu ông già nước trắng, cái này nước trắng, cái này nước vàng nhìn cho em, một chai như thế này giá của nó 35.000, xem mấy chị còn 19.000. Lưu ý giúp em này mấy chị ơi, một chai hay một lốc cũng đều 19.000 một chai nha mấy chị nha, chị em nào lấy lên giùm em ạ. Ghi giùm em là dầu ông già 19.000, dầu ông già 19.000 lên đơn, dầu ông già 19.000 lên đơn. Nó giúp cho mấy chị này sức đau đầu đau bụng ok lắm mọi người, kệ nó, nghe em đi, mua sẵn cái chai dầu này về để nha. Mà riêng về cái dầu sức không là đã thấy thơm rồi mọi người, sức đã lắm mọi người, sức đau đầu đau bụng hoặc là say sẩm hoặc là chóng mặt hoặc là kể cả là mình bị trúng gió, mình cạo gió xong mình sức đi cho em. Tốt lắm nha mấy chị, có 19.000 à, không bao nhiêu tiền đâu mấy chị ơi, 19.000 thôi. Chị em nào lấy ghi cho em là dầu ông già 19.000, dầu ông già 19.000. Xem thông HA còn em, chị còn được ba mươi mấy chai cuối cùng. Cái này còn bao nhiêu chị bán bấy nhiêu nha, chứ cũng bị nó hết hàng, cũng bị 18 thì đi Thái lại rồi. Lên giùm em serum HA ha, chai nhỏ chị, chứ chai lớn là 45.000 nha, chai lớn 45.000, chai nhỏ là 19.000. Hàng chủng của Thái Lan chị, hàng chủng của Thái Lan, còn hàng giả của nó rẻ tiền lắm, hàng giả của nó rất là rẻ luôn, nhưng mà hàng chủng của Thái không có giá rẻ đâu chị ơi. Mà em bán với chị là em bán lấy tương tác đó mọi người, em đi tiểu nha. Lên mặt nó còn chưa hết. Làm bếp nhưng mà đầu bếp chất lượng nha, làm bếp không có tới là tiền không quá, không dở. Rồi đưa. Ôi chị, nó ra. Nó là bếp mà, bếp không tùy theo là bếp.
Ừ, cái gì không, không, không. Chúc em năm mới khai trương mua may bán đất. Cảm ơn chị Thanh Ngọc nha. Cảm ơn chị Thanh, Thanh Phan Thị Ngọc nha. Cảm ơn chị nhiều nè. Năm giờ ông già nước nào chị? Nước trắng hay nước vàng? À, sữa rửa mặt. Cũng mình còn sữa rửa mặt gạo gì đó. Sữa rửa mặt vàng đi. Em còn sữa rửa mặt vàng nha chị nha. Sữa rửa mặt vàng 5 kem mặt C 6 chai dầu ông già 19.000. Nhưng mà chị lấy loại nào? Dầu ông già vàng một lóc. Dạ chị, dầu ông già mấy chị lấy loại vàng hay loại trắng nha. Vàng, trắng hoặc đỏ, trắng gì cũng được nha mấy chị nha. Mấy chị lên cái màu giùm em để biết gọi em dễ lấy cho mấy chị ha. Dầu ông già một lóc. Nhưng mà chị ơi, chị lấy loại nào? Nhiệt miệng hai chai em còn luôn chị. Nước trắng, à chị Nguyễn Thị Cúc, nước trắng. Mấy chị lấy nước trắng lên nước trắng, lấy nước vàng lên nước vàng giùm em nha. Còn cái này là tiếp sữa rửa mặt vàng chuyên đặc trị nám cho mấy chị sạm và không điều màu dùm cho em. Sữa rửa mặt vàng chuyên đặc trị nám, sạm và không điều màu dùm cho em. Một tiếp như thế này là 135.000. Cái này mà ai mà bị nám, mấy chị xài chung với lại tiếp sữa rửa mặt này rất là tốt cho da luôn nha mọi người. Nó vừa điều trị nám này, vừa dưỡng trắng da mấy chị này, vừa mịn da mấy chị, vừa đào thải độc tố cho mấy chị luôn. Có 135.000 thôi. Sandan hả? Sandan có nhưng mà chắc chưa like được. Chưa like được đó chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Rồi, cái này là hít mũi hai đầu. Trời ơi, hít mũi hai đầu nhiều chị hỏi lắm luôn nha mọi người. Đưa chị coi coi hít mũi nào mà khui ra rồi. Hít mũi hai đầu nè mấy chị, có chị em nào nhớ không? Hít mũi hai đầu nè. Dây thun cột tóc hả? Cái dây thun cột tóc mà bữa con hàng luôn. Hỏi nó cái bịch thun cột tóc con vậy. Chúc năm mới vui vẻ phát tài như ý, vạn sự như ý. Cảm ơn chị Hồ Mai nhiều nha. Cảm ơn chị nè. Thương quá, cảm ơn mấy chị nhiều. Chào vàng cho chị Phụng Loan luôn. Mấy chị đặt dầu mấy chị nhớ lên cho em cái màu nha mọi người. Rồi thôi để chị khui này. Sữa rửa mặt vàng trị nám như mấy chị 135.000 chuyên về đặc trị nám nha mọi người nha. Một sữa rửa mặt vàng tiếp này xài ok lắm chứ ơi, rửa bọc tông lắm đúng không? Xài nó ngon lắm mà nó mịn da lắm nha mấy chị, mà nó trắng da cho mấy chị nữa, trị nám mà với lại sạm không điều màu nha mấy chị nha. Nó là chuyên về trị nám, sạm và không điều màu, đào thải độc tố luôn. Này mấy chị coi giùm em, hít mũi hai đầu. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, hít cho em một cây như thế này. 55.000 sale còn 29. Hít mũi hai đầu, dòng hít mũi best seller của Thái. Nè mấy chị coi mèo này dễ thương không? Gửi cho em nha mấy chị nha. Rồi, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, thử có bé bi hả? Đúng rồi, ồ lâu quá mới thấy hoa bị ngạn á. Chị được quên mình được nhiêu ta, nhiêu tháng rồi ta? 5 tháng rưỡi rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị em nào lấy gửi chị em là hít mũi hai đầu 29.000, hít mũi hai đầu 29.000 lên đơn. Hít mũi hai đầu 29.000, hít mũi hai đầu 29.000 lên đơn. Nha mấy chị nha, chị em nào lấy lên giùm em 29.000. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh và đặc biệt em bé xài được luôn. Chỉ có loại này là em bé xài được nha, còn lại là em bé không xài được. Kẹo ngậm ho, kêu nó theo xuống thì một hũ kẹo ngậm ho luôn. Đó, có mấy cổng hả? Rồi nha mấy chị nha, chị đã lấy mua hàng bên nhà chị rất chất lượng, trời ơi thương quá à. Cảm ơn Lương Thanh nhiều nha. Năm hít mũi hai đầu, hai hít mũi hai đầu, cảm ơn mấy chị nè. Đây, em bán cho mấy chị cái này nè. À, sữa rửa mặt trị nám, sữa rửa mặt vàng á. Đây nha mấy chị nha. Qua thử khi nó hết cái bạc thẻ ra nha, được bao nhiêu set. Nên em mở vô mở luôn. Đây mấy chị, em bụng chưa giúp. Đây nha mấy chị nha, lên giùm em. Cái này á là gì ta, chị có kem trị thâm cho bé 7 tuổi không chị? Trị thâm gì em? Trị thâm gì ta? Mặt nạ hả? Đợi chị xíu nè, mặt nạ HIA. Đợi, trong trong. Ấy nhờ mặt nạ HIA đi, mặt nạ collagen, mặt nạ antabutin mỗi loại, một hộp kèm hai gói, ba gói lẻ sẽ xong nữa nha. Em lên mấy chị trà sữa. Trà sữa siêu ngon của Thái Lan. Rất ngon của Thái Lan. Uống là ghiền, uống là ghiền, uống là ghiền giùm chị nha mấy chị nha. Có Hiền ơi, đợi chị xíu nè mọi người. Đây nha mấy chị nha, trà sữa siêu siêu ngon của Thái Lan, uống là ghiền,
Nha mấy chị ơi, uống là ghiền, ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Một gói trà sữa như thế này nó có 20 gói nhỏ bên trong. 20 gói ở lộn à, 10 lộn lộn cái này 12 gói nhỏ bên trong, tặng kèm được 3 gói, tổng của nó là 15 gói. Nghe em đi, ngon lắm nha, trà sữa của Thái là đỉnh của đỉnh luôn mấy chị. Cái này em mua trong siêu thị á mấy chị, ngon lắm, ngon lắm, người ta bán 150, 160, 200 ngàn một bịch lận ở trong ít đâu. Em bán với chị 99 ngàn. Trà sữa 99 ngàn, uống rất là ngon luôn, uống rất là ngon luôn. Nghe em mua thử một bịch chị uống đi, ghiền rồi mua tiếp nữa nha mấy chị nha. Một bịch như thế này là 12 gói, được tặng kèm thêm 3 gói, tổng với nó là 15 gói. Mà một bịch nó rất là nhiều, nhiều cái trà sữa bên trong lận mấy chị. Chị nào lấy ghi cho em trà sữa 99 ngàn, trà sữa 99 ngàn. Uống thử đi, bao ghiền luôn nha mọi người nha. Uống thử đi mấy chị ơi, uống thử đi, bao ghiền luôn nha mấy chị nha, ngon lắm. Thiệt mấy chị, uống biết ghiền nha mấy chị nha. Còn cái này là cà phê sữa cùng thương hiệu đó luôn nha mấy chị, trà sữa và cà phê sữa cùng thương hiệu đó luôn. Đây nha mấy chị, cà phê sữa của Thái Lan. À, có nhiều người á là ví cái loại cà phê sữa này giống như là cà phê Hy Lanh gì mấy chị, cà phê đắt tiền nhất nha mấy chị nha. Một bịch như thế này là 20 gói ha, em bán mấy chị luôn 99 nha. Cần gì đi đâu xa mấy chị, ở nhà lười lười chế ly cà phê. Ủa chào, cho chào pha mấy cà phê cho mấy anh uống. À nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Trà sữa 99 ngàn, cà phê sữa 99 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em cà phê sữa, ở bên trà sữa 99 ngàn, cà phê sữa 99 ngàn. Chị em nào lấy lên giùm em ạ. Trà sữa thơm miếu ngon lắm chị ơi, uống đã lắm. Mấy chị chế xíu sữa đặc vô cho em. Lấy một gói ra, chế vô trong ly, chế sữa đặc vô nha mấy chị nha, khuấy đều lên, đập đá bỏ vô là dứt thôi. Mấy chị chế nước ấm có tầm 40 độ, 50 độ là được nha mấy chị nha. Bỏ vô trong cái ly, sau đó là bỏ sữa đặt vô, khuấy đều lên, đập đá bỏ vô dứt thôi nha mấy chị nha. Đây là trà sữa ha. Rồi còn cà phê sữa thì có nhiều chị là thích uống không thôi, không có thích uống thêm sữa thì mấy chị để y nguyên như vậy, mấy chị uống nha em rất là ngon. Còn nhiều chị mà như em á thì em thích chế thêm sữa nữa, thì em chế thêm miếng sữa nữa là khuấy đều lên rồi em đập đá bỏ vô uống. Rất là ngon luôn nha mấy chị nha, có 99 ngàn bọc à. Nha mấy chị, cà phê sữa thì 20 gói bên trong, nhưng mà trà sữa tổng cộng của nó là 15 gói. Nhưng mà cân ký á mấy chị, cái này á là nó tới 375 gram, nó ít gói hơn nhưng mà tới 375 gram nha. Còn cà phê sữa thì mấy chị, nó 20 gói nhỏ bên trong nhưng mà chỉ có 320 gram thôi. Đó, nha mấy chị nha, là cái bịch trà sữa này là rất là nhiều, có nghĩa là cái trà sữa bên trong nó rất là nhiều. Rồi chị em nào lấy lên đâu nha mấy chị nha, chị em nào lấy lên không nhìn em. Rồi mặt nạ HIA dòng đắp mặt nạ best seller của Thái Lan. Mấy chị ghiền cái serum của nó đúng không, thì đừng có bỏ qua cái mặt nạ của nó luôn nha mấy chị nha. Rồi ok mấy chị này, trà sữa hoặc cà phê sữa lên đơn giùm em. Rồi mặt nạ HIA của Thái vừa cấp nước cấp ẩm cho da, vừa dưỡng trắng, vừa che ở lộn, vừa trị những cái đốm mờ trên da cho mấy chị, vừa căng miệng da mấy chị, vừa xe khích lỗ chân lông cho mấy chị. Đắp cái gói này là bảo đảm mấy chị nha, ngay từ lần đầu tiên mấy chị lột cái mặt nạ ra là mấy chị đã thấy cái da của mấy chị nó sáng hơn và nó mịn hơn, xài ngon lắm. Một gói như thế này, một hộp 10 gói nha mấy chị nha, 350 ngàn một hộp. Em bán mấy chị 125 ngàn một hộp. Chị em nào lấy ghi chị em là mặt nạ HIA 125 ngàn một hộp, 10 gói nha mấy chị, rất là nặng luôn, rất là nặng luôn. Hồi trước em cứ bán lẻ mấy chị cứ 35 ngàn gói, chị nào ưng thì lấy thôi nha mấy chị. Em bán lẻ cứ 35 ngàn gói, 35 ngàn gói, chị nào mua nguyên một hộp là 250. Bữa nay em xem mấy chị 125 ngàn nha mấy chị nha, rất là nặng luôn mấy chị. Từ bên Thái vận chuyển về Việt Nam nữa, cao lắm. Một hộp này em lời chưa tới được 10 ngàn. Một hộp này từ bên Thái vận chuyển như em lời chưa tới được 10 ngàn. Cho nên chị em nào lấy thì ghi chị em là mặt nạ HIA 125 ngàn. Mặt nạ collagen cũng vậy luôn, 125 ngàn một hộp luôn. Chị nào ân collagen lấy collagen, chị nào ân HIA lên HIA giùm cho em nha mấy chị nha, 125 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha, 125 ngàn nha. Còn cái này là mặt nạ trà xanh, bán theo mùa. Không phải bán theo mùa mà bán theo đợt. Đợt nào mà nó sale thì em sẽ lấy, con đợt nào nó không sale. Không phải mấy chị có đợt là mà em mua thêm kèm theo hàng á, có nghĩa là em là khách hàng thân thiết của nó, em được cái thẻ thành viên của nó. Một hộp mặt nạ 350 mà em là thẻ thành viên của nó, em bán được mấy chị giá sale 97 ngàn. Chị nào ân thì gửi cho em mặt nạ trà xanh 97 ngàn một hộp 10 gói. Còn bán lẻ ra nha mấy chị nha, vẫn 35 ngàn một gói mấy chị. Nhưng mấy chị 350 còn 97 ngàn. Chị nào ân thì gửi cho em mặt nạ trà xanh 97 ngàn.
mấy chị nào mà đặc biệt những ai mà bị da mụn á, da mụn với mấy chị nó sạch da mà nó kiểu như nó kháng khuẩn cái da cho mấy chị, mà họ nó giúp cho mấy chị mịn da và trắng da cho mấy chị, đỏ lắm nha. Chị nào lại gửi cho em là mặt nạ trà xanh 97 nghe, mặt nạ trà xanh 87 nghe nha mấy chị nha. Nám nhiều không nha chị ơi, có nám ví dụ như chị nám nám nhẹ thôi hay là không đều màu da nha chị nha. Rồi chị nào lại gửi cho em mặt nạ trà xanh 97 nghe nha mấy chị nha. Em ơi 125.000 là cái giá cuối cùng. Chị lời chưa tới được 10.000 một hộp em, nó rất là nặng nữa. Cho nên là không có còn giảm giá nữa, hồi trước chị bán là 220.000 một hộp á. Mặt nạ collagen từ 350 còn 125, mặt nạ HA từ 350 còn 125. Mặt nạ trà xanh nha mấy chị 350, nhưng mà riêng cái mã này á là của hãng Tristara này này. Là em được cái thẻ thành viên của nó, em mua kem thì em sẽ được được bán tặng với cái giá này. Còn nếu như mà em mua mua mặt nạ không mà em không mua kem á là cái giá này em phải bán cho mấy chị là tầm 200 mấy nghìn một hộp nha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ghi rõ giùm em là cái tên sản phẩm giùm em nha mấy chị nha, tên mặt nạ giùm cho em ha. Mặt nạ collagen, mặt nạ HIA, mặt nạ trà xanh nha mấy chị nha, có ba loại mặt nạ giùm cho em ha. Rồi chị em nào lấy lên giùm cho em ạ, chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, có 97.000 rồi mọi người. À không, mặt nạ trà xanh là 97.000. Rồi nha mấy chị em nào lấy lên giùm em. Rồi còn cái trị thâm này. Trị thâm này mọi người, trị thâm này. Đây là trị thâm nách. Thâm nách, hôi nách, thâm nách, hôi nách, thâm mắt cá, thâm đầu gối, thâm cổ tay, thâm bệnh, thâm mông. Nhưng mấy chị còn có những chị nào mà bị thâm mà do con mũi cắn, con trùng cắn lâu ngày để lại đốm thâm. Đây, ví dụ chân của con mấy chị này, thị ơi, chân của con chị họ nó thâm đầy hết. Nghe em sức cái này. Ngày 2-3 lần vô, sức hết hủ đi. Những cái đốm thâm mà lâu ngày của con mấy chị á, nó mờ lần, nó gom lại lần và từ nó hết cho con mấy chị. Cái này nó là chuyên về trị thâm. Nhưng mấy chị nha, ví dụ như con mấy chị mũi chích, kiến chích, cắn chích, ngứa bắt đầu gãi, gãi rồi sao, gãi rồi là bắt đầu nó để lại bị thâm. Thì mấy chị sử dụng cái này giùm cho em nha, sử dụng cái này giùm cho em. Nó vừa trị thâm, nhưng mấy chị nó vừa trị thâm luôn cho con luôn. Nhưng mấy chị nha, đã đó, sử dụng đi mấy chị ha. Những ai mà không tin mấy chị, những ai mà đang có cái hũ này nha, mà chân con của mấy chị mà bị thâm những cái đốm cắn nó, mấy chị cứ xúc vô cho em đi, ngày 2 lần, 3 lần vô, chấm vô vậy cho em đi, hay lắm nha mấy chị nha. Còn những ai mà bị thâm nách và hôi nách ấy, mấy chị làm ơn xài cái này cho em, rất là hiệu quả luôn. Em sale cho mấy chị còn 85.000, lên đơn giùm em một hũ đặc trị thâm nách 85.000. Một hũ đặc trị thâm nách 85.000, lên đơn như mấy chị 85.000 thôi, nhưng mà xài rất là hiệu quả ha. Rồi nha mấy chị nha. À cái này nè, đầu năm này nè, em biết có nhiều chị nghiền lắm chống nắng nano à em con. Chống nắng nano em đang sale nha chị nha, chống nắng nano em đang sale nè. Chống nắng nano em đang sale nha mấy chị nha, chống nắng nano em đang sale. Đây nè, chống nắng nano này, đây dòng kem best seller nè. Chị bị nám tàn nhang nhiều quá. Ồ, em không có tái tạo nữa chị ơi. Mặt nạ trà xanh một hộp ok chị, trị thâm nách ok chị. Nè, đây là chống nắng khô gà thì ơi, chị lên đơn đi. À, chị lên đơn đi, khô gà nó mới ra có mẻ kia nhưng mà em chưa có like được á chị. Khô gà em có mới ra mẻ rồi á. Mẻ nhưng mà mẻ này hơi nhỏ. Mẻ này nó chỉ có mười mấy ký à. À mấy hôm là mẻ 100 ký luôn, nhưng mà mẻ này bữa nay em like đầu năm á cho nên em lấy mẻ nó có mười mấy ký à. Mấy chị cứ lên khô gà giùm em nha. À, khô gà là 280.000 một ký chị. Đây đây mấy chị nha, đây này mấy chị, đây đây này, dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan. Một hũ kem mà nó có 5 công dụng lận. Thứ nhất dưỡng trắng da ban ngày, thứ hai chống nắng SPF 50 BA cộng cộng, thứ ba mềm da, mịn da, mướt da, thứ tư giúp cho mấy chị mắc úp, có nghĩa là nó chia đi những cái khuyết điểm còn xấu trên da cho mình. Và cái thứ năm là cái quan trọng lắm, đó là nó còn bổ sung collagen. Một hũ kem chống nắng nano như thế này giá của nó là 120.000 sale 67.000. Bữa nay 67.000 thôi nha mấy chị nha, để lấy tương tác. Chị em nào lấy lên giùm cho em ạ, chống nắng nano 67.000. Chống nắng nano 67.000, chị em nào lấy lên đơn giùm cho em. Chống nắng nano 67.000 nha mấy chị nha. Em ơi, tốn tiền đó. Thành Vĩ ơi, một ngày mà đắp một miếng là tốn tiền đó. Thiệt. Chị nói thiệt, tốn tiền á. Chứ còn họ tốn tiền rồi da nó đẹp nhiều hơn, chị cũng xài hoài chứ gì, chị cũng xài họ cứ ngày miếng gì á. Còn nếu như em sợ thì 2 ngày em đắp, rồi 1 ngày em nghỉ, 2 ngày em đắp, 1 ngày em nghỉ ha. Và nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em này. Đó, đã 67.000.
sớm hơn mọi người, 6-7 ngàn à. Chị nào lấy lên giùm cho em, cho mấy chị nha. Đó, 6-7 ngàn, chị em nào lấy lên giùm em ạ. Chống nắng, xài tay chân, không, cái này không xài tay chân được đâu em. Cái này chỉ dành cho da mặt thôi em, chọn cái này mà bôi trên tay chân với lại da cổ. Đó, có nhiều chị nào mà muốn bôi da cổ thì mấy chị bôi nha. Chứ không có xài tay chân, cái này xài gì nổi. Tay chân là có cái loại tay chân khác nha mọi người nha. Chứ còn cái này là xài cho da mặt thôi. Rồi ghi cho em chống nắng nano 6-7 ngàn. Chống nắng nano 6-7 ngàn lên được. Rồi nha mấy chị, 6-7 ngàn à. Rồi, hủ kiều ngậm hơ mới có sáng sớm, quên mới có vô. Rồi nha mấy chị nha, mới có vô á, là mấy chị hỏi em Thủy ơi kiều ngậm hơ. Không sao hết Phạm Vĩ ơi, không sao nha em nha. Không sao, đắp nhiều thì nó đẹp da thôi chứ không có sao hết á. Chị đắp hở có khi một ngày chị đắp 2 lần nữa kìa em. Rồi em lên cho mấy chị cái kẹo ngậm ho. Rồi thì mấy chị kẹo ngậm ho dùm cho em. Bị ho, bị đau hồng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm hồng. Các hồng dưa nhiều bị ho, cao kê nhiều bị ho, uống nước đá lạnh nhiều bị ho, đi chơi ở ngoài trời nhiều, bị cảm lạnh nhiều, bị ho, bị đau hồng, bị khan tiếng. Làm ơn mua cái kẹo ngậm ho của Thái này về mấy chị ngậm cho em đi. Rất là hay. Nhà mấy chị nha, rất là hay. Ho mà em nói thiệt mấy chị, ho muốn dặn cái phổi ra ngoài luôn. Ho mà em nói thiệt mấy chị nha, ho ngày ho đêm luôn. Mấy chị làm ơn ngậm cái kẹo này cho em. Ngậm một lần 5 viên. Nhà mấy chị nha, một ngày ngậm 5-7 lần gì đó cũng được. Mà nó ngon như vị kẹo xíu muội vậy á. Ngon lắm. Một kẹo ngậm ho 35 ngàn, bán sale tương tác mấy chị 15 ngàn. Chị nào lấy ghi dùm cho em kẹo ngậm ho 15 ngàn. Bị ho, bị đau hồng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm hồng. Nhà mấy chị nha, ngậm cho em đi, hay lắm. Em mua tại tiệm thuốc tây bên Thái Lan nha mấy chị nha, em bán mấy chị 15 ngàn thôi. Để mấy chị mua về mấy chị xài, nó hay hơn, em nói thiệt mấy chị luôn, nó nhiều khi nó hay hơn cả thuốc mấy chị uống nữa. Nhiều khi mấy chị thuốc uống mà em nói thiệt, uống mà uống rồi nó cũng vẫn cứ bị ho. Nhưng mà mấy chị ngậm kẹo đi, nó vừa tốt này, mà nó không phải là thuốc. Cho nên là mấy chị mình có ngậm nhiều nó cũng rất là bình thường. Chứ không phải là ồ Thủy ơi uống thuốc nhiều quá nó nóng quá Thủy ơi. Nhưng mà kẹo ngậm ho là khác. Kẹo ngậm ho này nó ngon như kẹo xíu muội. Nó là thảo dược mấy chị. Nè mọi người, nó là thảo dược. Cho nên khi mấy chị ngậm á là nó chỉ tốt cho mấy chị thôi. Ủa chồng ơi, hỏi lên hỏi. Đợi em xíu nha mấy chị, em hỏi bưu điện thử. Nếu như mà để em coi thử 14. Có thể là hồi bữa em nghe nói là bữa nay là người ta đã nhận hàng rồi hay là ngày mai gì đấy, để em coi thử nha chị nha. Để em hỏi thử nha chị nha. Để em hỏi lại thử chắc chắn là nha chị. Tại vì mấy chị mà bữa nay em like thì ngày mai bên em chốt đơn á chị, cho nên là cũng đi được cho chị à. 2 hộp phấn khô Thái Lan, phấn khô là gì? Kèm ngầm ha, ok chị. Rồi chị em nào lại ra nhìn em nha. Nói chị em là kẹo ngậm ho, kẹo ngậm ho. Chua, rút được cái bụng ra. Đây mấy chị gửi cho em kẹo ngậm ho. Kẹo ngậm ho 15 ngàn, chồng. Hỏi chị Giang thử ơi, bữa nay chị nhận hàng được. Hồi bữa hổ năm quá là bà nói mùng 4 á. Hỏi chị thử ơi chồng, chừng nào gửi hàng được. Đây thì mấy chị nha, gửi dùm cho em kẹo ngậm ho 15 ngàn, kẹo ngậm ho 15 ngàn. Bị ho, bị đau họng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm họng, mấy chị ngậm cho em. Nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. 4 ca này còn tới chị thôi. Rồi em có 4 ca này, 4 ca trái cây là trị sạm, không điều màu da hoặc là bị nám nhẹ, 119 ngàn. À em cảm ơn chị Châu Ngọc nha, chúc em năm mới sức khỏe thành công. Cảm ơn chị nhiều nha chị Châu Ngọc ơi, cảm ơn chị nhiều. Đây 4 ca đỏ luôn. 4 ca trái cây chuyên trị nám nhẹ, tàn nhang, đồi mồi và không điều màu da. 4 ca đen dưỡng trắng da mặt da cổ luôn ha. À, còn 4 ca trái cây này nó cũng có dưỡng trắng luôn nha mấy chị, vừa điều trị và vừa dưỡng trắng luôn. Còn chị nào mà da đẹp rồi thì mấy chị xài 4 ca đen thôi, khỏi cần phải xài cái gì khác nữa. Còn 4 ca đỏ là trị mụn, trị thâm, là dưỡng trắng, nhưng mà mụn nhẹ thôi nha, mụn nặng không hết đâu. 4 ca đỏ 119 ngàn, 4 ca đen dưỡng trắng 119 ngàn, 4 ca trái cây trị nám nhẹ, tàn nhang nhẹ, đồ mồi nhẹ, không đều màu da, đặc biệt không đều màu da nhanh hết lắm mấy chị, hoặc là bị đốm mờ trên da 119 ngàn. Còn 4 ca ngày là cái dòng 4 ca này á, là nó vừa chống nắng và đặc biệt nó rất là mắc ướp da, có nghĩa là nó chia đi những cái khuyết điểm còn xấu trên da mình, giống như là kem giống như là kem trang điểm vậy mấy chị. 125 ngàn, 4 ca ngày 125 ngàn, 4 ca mấy cái kia loại là 119 ngàn ha. Hello hệ thanh kim này, hello em. Rồi cho mấy chị nha, rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha, 4 ca chị nào lấy 4 ca lên giùm cho em 4 ca nha. Mấy này chúc em và gia đình sức khỏe, gia đình mua bán chỗ thương quá. Cảm ơn chị Vũ Thị Thúy nhiều nha, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị.
Cái này là cha xịt chuột này mọi người. Có nhiều người vậy nè, mới xịt có một lần à. Thủy ơi sao chuột nó chưa đi? Mấy chị không phải, không phải mình xịt một lần cái tự nhiên là nó đi. Mình xịt, ví dụ bữa nay mấy chị tha, mấy chị thấy nó lại ngoạn đây mấy chị xịt. Bữa nay, bữa sau đấy nó xịt. Ví dụ như đó mấy chị, mình xịt á là mình xịt cũng phải vài lần. Chứ mấy chị mới xịt có một lần mấy chị kêu nó đi sao nó đi được. Nhưng mấy chị nhé, có nhiều chị xịt mới có một lần mà. Không, cái này mấy chị ơi rất là hiệu quả luôn nha. Nó xịt đủ chuột rất là hay của Thái luôn á. Xung quanh nhà có chuột xịt, trong nhà có chuột xịt, trong nhà có chuột xịt, thấy nó là xịt chèm. Chứ mấy chị, hoặc là một mấy chị cứ thấy nó ở ngay chỗ cái hốc bếp này nè, chuột nó cứ ở hoài, mấy chị xịt cho em chỗ đó đi. Đó, cứ xịt cho chỗ đó đi em, bữa nay xịt, ngày mai xịt, mấy chị xịt cho chỗ đó cho em. Nhưng mấy chị nha, chồng em xịt là 4-5 lần gì á là nó không còn một con luôn á mọi người. Nó kỵ cái mùi là nó tự động nó bỏ đi. Nhưng mấy chị nó không có làm chết con chuột, nhưng mà nó đi con chuột nó tự động nó đi. Xịt chuột của Thái Lan hay lắm nha mấy chị nha. Người ta bán, họ có người bán tới 250 ngàn một chai lần á, chứ không ít đâu mấy chị. Xịt chuột 120 em sale cho mấy chị còn 87 ngàn. Chị em nào lấy ghi chị em xịt chuột 87 ngàn, xịt chuột 87 ngàn. Xịt chuột 87 ngàn dùm cho em nha. Em không có dưỡng thể hồng chị ơi. Đây, nhưng mấy chị nào lại gửi cho em xịt chuột 87 ngàn, xịt chuột 87 ngàn, chỉ có 87 ngàn thôi, nhưng mà xịt đủ chuột hay lắm. Chị em nào trong nhà có chuột, trần nhà có chuột, gầm xe hơi có chuột, xung quanh nhà có chuột, trong bếp có chuột, gầm giường, gầm chiếu hoặc là tủ gì đó mấy chị mà có chuột, mấy chị xịt cho em. Rất là ok luôn nha mọi người nha, rất là ok luôn. Nhưng mấy chị, cái này là xịt, nhưng mấy chị đã đuổi chuột đi chứ không phải là nó làm chết con chuột nha mấy chị nha. Không phải là xịt chuột cái nó quay ra nó chết liền không. Nó đuổi chuột nha mấy chị nha, ok lắm. Chị em nào lấy thì lên giùm em, nó nổi tiếng của Thái từ lâu rồi mọi người. Của Thái nó nổi tiếng từ lâu luôn rồi em mấy chị. Cho nên chị em nào lấy thì ghi chị em là xịt đuổi chuột ha. 87 nha, nha mấy chị nha. Có giảm cân luôn. Em kêu Betty coi thử con hàng. Đây mấy chị nha, sáp thơm đỡ phòng em có luôn á chị. Xịt chuột 87 ngàn, xịt chuột 87 ngàn, lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. À em cảm ơn chị Thoại Nguyễn nè, bắn tim. Cảm ơn chị Thoại Nguyễn nhiều nha. Cảm ơn chị Thoại Nguyễn nè. Rồi nha mấy chị nha. Rồi mấy chị, em có hít mũi, em mới la hít mũi luôn á chị. Hít mũi hai đầu nè. Hít mũi hai đầu này là mình xài được, con xài được nha mấy chị nha. Một hít mũi hai đầu như thế này á là giá của nó nè mấy chị. Một hít mũi hai đầu như thế này nè. À cá trà luôn, cá trà luôn. Một trà giảm cân đúng không? Rồi mấy chị nha, hít mũi hai đầu em xem mấy chị 29 ngàn một ống. Chị nào lấy lên giùm em, từ từ đợi em xíu nha. Hít mũi hai đầu 29 ngàn, hít mũi hai đầu 29 ngàn. Chị nào lấy lên giùm em ha. Hít mũi hai đầu 29 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cái 29 ngàn thôi nha. Rồi serum HA chị nào lấy lên đơn giùm em có được 32 chai, 33 chai thôi. Rồi em like cho mấy chị là còn có giá là 87 ngàn. Đuổi chuột hiệu quả cực kỳ luôn. Trời ơi cảm ơn chị. Thiệt sự cái này em nhận feedback nhiều lắm nha mấy chị nha. Mấy chị nào mà nhà ai có bán quán cơm, quán phở, quán bún, quán đồ ăn đồ đó mấy chị là chuột hay vô ở lắm. Rồi nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Serum HA em xem cho mấy chị còn 87 ngàn. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Serum HA em xem mấy chị còn 87 ngàn. Đây mấy chị nha. Rồi nha mấy chị, đợi em xíu. Chống nắng body lấy chị chứ chống nắng body. Rồi, đấy 4K nó thì đọc nãy giờ rồi đó mọi người. 4K thì gồm cả, ví dụ như 4K mà mấy chị nào mà có bị đốm mờ thì mấy chị nên sử dụng 4K trái cây. Có nhiều chị là da bị đốm mờ và không đều màu da thì mấy chị nên sử dụng 4K trái cây nha mấy chị nha. Là tại vì là nó còn dưỡng trắng cho mấy chị nữa, và nó còn điều trị những cái đốm mờ trên da cho mấy chị luôn ha. Còn những chị nào mà da mà đã đẹp rồi mà mấy chị chỉ cần dưỡng thôi thì mấy chị sử dụng 4K đen nha mấy chị nào mà lấy 4K đen thì gửi cho em là 4K đen. Còn chị nào lấy 4K trái cây thì gửi cho em 4K trái cây ha. Xịt chuột thì em gom cho mấy chị 87 ngàn một chai nha chị nha. Rồi còn cái này á là cái gì quên rồi. Ba chi, giảm cân ba chi. Một hộp giảm cân ba chi như thế này nè mấy chị, một hộp giảm cân ba chi như thế này nè. Cái khu gà này cho mấy ăn. Rồi nha mấy chị nha, đây nè mấy chị. Giảm cân ba chi bữa nay em xem mấy chị một hộp 129 ngàn. Giảm cân ba chi một hộp 129 ngàn, chị nào lấy lên giùm em. Giảm cân ba chi một hộp 129 ngàn. Nhỏ nhỏ cân. Cân. Bài bài kia sau nữa. Rồi. Đi. Đi.
Và như mấy chị nha, các chị có sắp hơn cá luôn. Cái chị em này giảm cân ba chi 129 nha. Uống tại đào phải mỡ 129 nha. Cái gì kiểu sát mà rồi, một hộp giảm cân ba chi ok chị. Đây cái này là mấy chị chồng như mấy nhỏ nó nhỏ nhỏ thôi kìa. Đây cho mấy chị nha, cái này là thơm quá. Cái này là sáp dưa gan nha mấy chị nha. À, lột ra này mấy chị, mấy chị mấy chị ở dưới đường này nó có cái đường viền này, cái đường nó đường lằn lằn này, mấy chị lấy cái mấy chị cắt cái đường này ra, sau đó mấy chị dỡ cái nắp này lên là bắt đầu là tự động cái hương thơm nó tỏa ra. Sáp dưa gan là cái sáp mà em nói thiệt thơm nhất trong tất cả các dòng loại sáp của Chippa Chip luôn nha mấy chị nha. Chippa Chip này thơm lắm, người ta bán 180 ngàn á. Em gom cho mấy chị một thôi đầu năm ha, đầu năm em bán tương tác mấy chị 79 nha. Cũng có người bán 120, có người bán 150, em bán với chị 79 ngàn tương tác đầu năm, có đợt em bán 95 ngàn, bữa nay em bán với chị 79 ngàn. Chị em nào lại ghi dùm cho em là sáp thơm dưa gan 79 ngàn, cái hũ này mấy chị đỡ tới mấy tháng lận nha mấy chị nha. Để tới mấy tháng nó mới hết lận mấy chị, nó tan ra từ từ nó mới hết, mà mấy chị mở cái cửa ra là cái mùi thơm nó sọc vô mũi mình, nó dễ chịu lắm. Cái mùi thơm trái cây, mùi thơm dưa gan của mấy chị, nó thơm hơn rất là nhiều so với những cái mùi còn lại của hãng nó, Chippa Chip này mấy chị. Cái mùi nó thơm tươi mát đã lắm mấy chị. Chị em nào lại ghi dùm cho em là sáp thơm 79 ngàn, sáp thơm dưa gan nha mấy chị nha, 79 ngàn. Cái này nha mấy chị nha, xài ngon lắm nha mọi người. Các bạn 9 ngàn à, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi cho em sáp thơm dưa gan nha mấy chị. Nó vừa thơm mà nó vừa khử mùi hôi nha mấy chị nha. Ví dụ mình bỏ toilet thì nó khử mùi hôi toilet rồi nó giúp thơm cái toilet đó. Mình bỏ trong phòng khách, phòng ngủ đồ gì mấy chị, mở cái cửa ra là cái mùi thơm nó phả vô mình dễ chịu lắm. Mở cái cửa ra là cái mùi thơm nó phả vô là mình rất là dễ chịu luôn. Chị em nào ơn ghi cho em là sáp thơm Chippa Chip nha mấy chị, sáp sáp thơm dưa gan đi cho nó nhanh gọn. Và chị em nào lại lên đơn giùm chị em nha. Cá sát phụ khoa luôn, cá sát phụ khoa luôn. Rồi một hộp giảm cân, một hộp xịt cân, một chai xịt chuột, 4 ca trái cây. À, ba chi sử dụng sao, chị uống cho em một ngày một viên trước khi ăn sáng 30 phút ha. Sáng ngủ dậy giúp cho em một viên đi, rồi 30 phút sau chị hãy ăn sáng. Trường hợp chị nào bị đau bao tử, ăn sáng đi rồi 30 phút sau hãy uống giảm cân. Nhưng mấy chị uống nhiều nước cho em để nó đào thải mỡ bằng đường tiểu nha. Cái này là nó đào thải mỡ bằng đường tiểu nha mọi người nha. Rồi chị em nào lại lên đơn giùm chị em ạ. Chị em nào lại lên đơn nha mấy chị nha. Rồi cái này thì mấy chị, cái này là cái chuyến cuối năm mà em cháy hàng á mọi người. Mấy chị quét tới đâu nó dài nha, nó dày nha, và nó cong lông mi mấy chị tới đó, trời ơi đẹp tự nhiên luôn, và đặc biệt không bị trôi và không bị lem. Hàng của Nông Chát kìm cho em nha mấy chị nha, hàng best seller và hàng rất là chạy của Thái Lan luôn. Nhưng mấy chị, hàng này là mấy chị xài là đỉnh luôn á. Mấy chị vuốt tới đâu nha, nó dài, nó dày ra và đặc biệt nó không có bị lem. Có nhiều cái hả mấy chị, họ vuốt là nó bị lem hoặc là nó bị đóng cục, hoặc là cái kiểu như là nó bị trôi. Mấy chị nhiều khi họ là mấy chị là nó cứ bị trôi, bị lem á, rất là khó chịu. Nhưng mà cái này nó mấy chị phải dùng tẩy trang nó mới ra nha mọi người nha. Chứ còn không là mấy chị dùng nước thường là nó không có ra đâu. Xài đi, ngon lắm. Chị em mỗi người có một cây mà nó đẹp tự nhiên nha mấy chị. Nhìn vô đẹp tự nhiên, không có ai biết, mà cái kiểu như là còn có nhiều loại mắc ra mấy chị xài vô hồi nó đóng cục lên. Mình nhìn một cái thế là mình nhìn vô giống như là cái kiểu như là nó không có được đẹp, nó không có được tự nhiên. Nhưng mà cái loại này mấy chị quét tới đâu đẹp tự nhiên này, nó tưa như vậy, nó tưa cái cọng lông mi mấy chị như thế này này, nó tưa ra, nó dài ra mà nó cong lên cho mấy chị, đẹp lắm. Em sale cho mấy chị 115 ngàn một cây thôi. Kệ nó, có 115 ngàn thôi, bỏ trong cái túi sách của mấy chị á, đi đâu mấy chị quẹt, làm gì mấy chị quẹt, nó đẹp tự nhiên cho mình. Nhưng mấy chị nha, mà nó không bị trôi và không bị lem, kể cả mấy chị đi bơi luôn. Kể cả mấy chị đi bơi luôn, nhưng mấy chị nha, nó cũng không bị trôi và không bị lem nha mọi người. Trường hợp mấy chị phải dùng nước tẩy trang, mấy chị tẩy nó mới ra. Mà nó đẹp lắm mấy chị, cái lông mi của mấy chị lúc nào nó cũng dảnh lên nè, nó cũng cong lên nè, nó cũng dày dặn nè, nó cũng dài cái lông mi cho mấy chị, mà nó tư tư cộng lông mi nữa. Ha, xài đã lắm mấy chị, ghi chị nào lấy lên giùm cho em là mascara Nông Chát nha mấy chị, ghi cho em là mascara Nông Chát, hay là ghi cho em một Nông Chát, nợ ông Nông chợ chát thì thôi mấy chị nha. Ghi cho em là một Nông Chát, hai Nông Chát gì đó lên đơn giùm em ha. Xài ngon lắm mọi người, thiệt luôn á. Hồi cuối năm em bán cái này không có hàng để em bán luôn á mọi người, cho mấy chị bán, mấy chị mua á, rất là nhiều nha mấy chị nha. Chị em nào lấy lên giùm cho em ha. Thuốc khớp có luôn á chị ơi. Đưa chị không?
Và chị em là lấy gửi giùm cho em là mascara nông chát cho mấy chị nha, hoặc là một cây chuốt mi cũng được nha mấy chị nha. Chuốt mi xanh này xài ok cực luôn. Trời ơi xài đã lắm mấy chị. Xài ngon lắm, dài, dày, không bị lem, không bị trôi nha mấy chị nha, xài đã lắm mấy chị. Thuốc hết 155.000 một lốc, chị lấy chị lên đơn giúp em nha. Chị lấy chị lên đơn giúp em 155.000 một lốc ha, 155.000. Đây mấy chị, trà giảm cân có luôn, cả trà giảm cân luôn. Ghi cho em là thuốc hết 155.000. Rồi trà giảm cân này chị. Cái này là cái mà em nói thiệt với chị nha. Chưa tới mới mùng 2. Mấy chị gọi điện cho em, Thủy ơi chừng nào khai trương lấy cho chị 10 bịch trà giảm cân. 10 bịch trà giảm cân. Cái này là chia dìa để hai chị em uống nha. Chị mua, chị uống với lại em chị uống. Mới có mùng 2 Tết mà gọi điện cho em á là mua trà giảm cân rồi nha mấy chị nha. Cái trà giảm cân của Thái nha mấy chị. Bình thường như ở bên mình thì có trà uống cho nó mát, trà Lipton, trà này trà kia đúng không? Nhưng mà của Thái nó có loại trà gọi là trà giảm cân. Nó không phải thuốc, cho nên mấy chị đừng có lo cái gì cho mấy chị đừng có lo gì. Nó là trà uống để đào thải và lọc mỡ thừa thải cho mấy chị. Mỡ bụng, mỡ bắp tay, mỡ nọng, mỡ đùi, đặc biệt vùng mỡ bụng của mấy chị ơi, nó đào thải mỡ tại cái chỗ này là tích tụ mỡ rất là nhiều. Nó tích tụ mỡ rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Thì mấy chị uống cái này và nó làm sạch cái đường ruột cho mình lắm mấy chị nha. Nó đã lắm mấy chị, nó sổ ruột ra, có kiểu như là nó sổ cái mỡ thừa mấy chị ra và họ nó sạch sẽ lắm. Nói chung ok lắm. Chị em nào mà có ý định mà muốn giảm cân, hoặc là có nhiều chị nè, Thủy ơi chị không có mập nhưng mà cái bụng của chị nó bự, thì mấy chị chữ sử dụng giùm cho em ha. Lấy một gói này bỏ vô trong cái ly nước đó, chế nước sôi vô rồi mấy chị để cho nó ra trà, mấy chị uống một hơi rồi đi ngủ, sáng dậy nó sổ mỡ ra bằng đường người cho mấy chị một phát xong, một phát xong nha mấy chị nha. Trà giảm cân của Thái Lan nha mấy chị, trà giảm cân của Thái Lan bây giờ người ta có bán bèo lắm, bèo lắm, bèo lắm á, thì cũng 150-160 ngàn một bịch đúng không? Tại vì bình thường là nó đã bán 180 rồi, hôm nay em sale mấy chị 139 ngàn một bịch nha mấy chị nha. Chị nào lấy gửi cho em trà giảm cân 139 ngàn. Một bịch này mấy chị uống được một tháng. Tính ra là mấy chị lợi lắm luôn á mọi người. Có 139 ngàn một bịch thôi nha mấy chị. Một bịch một màu, hai bịch hai màu dùm cho em nha mấy chị nha. Gửi cho em trà giảm cân 135 ngàn. Đó là 139 ngàn nha mấy chị nha. Mấy ngày đầu á, thường á là nó khi mà nó làm đau bụng ỉa, nói chung nó thẳng ra đi, nó làm đau bụng ỉa cho mình á. Đó là mình đẩy ra. Cái những ngày đầu tiên là có thể là cũng tùy cơ địa nữa chị. Cũng có những chị là có đầu mình cảm giác là mình đau bụng ỉa á mấy chị, mình ỉa ra một phát đó là xong à nha chị nha. Sạc ra một phát đó là xong nha chị, sạc ra một phát đó là xong đó nha mấy chị nha. Cái này là nó an toàn nhất 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 luôn rồi, tại vì nó là trà, nó rất là tốt cho cái cơ địa của mấy chị, chứ nó không có kiểu như là nó là 10 điểm trên 10 điểm luôn, chứ nó không có cái kiểu như là mình uống thuốc rồi mình sợ Thủy ơi sợ tác dụng phụ, sợ này sợ kia sợ nọ. Nhưng mà riêng về trà là mấy chị không cần phải sợ gì nữa, nó là trà. Nhưng mấy chị 139 ngàn. Rồi chị em nào lấy gửi giùm em là trà giảm cân 139 ngàn. Trà giảm cân 139 ngàn. Đợi chút nữa nó cái kéo đi xuống rồi bỏ cái này lên trả lại nó nha. Rồi trà giảm cân 139 ngàn. Trà giảm cân 139 ngàn. Lên đơn giùm chị em ha. Có 139 ngàn thôi nha mấy chị nha. Rồi ủ tóc xanh. Dạ. Ôi thơm quá. Bao thơm, bao mát, bao thơm, bao mướt, bao mượt, bao phục hồi tóc hư tổn luôn. Một hũ ủ tóc xanh như thế này giá của nó là 180 ngàn, xem mấy chị 97 ngàn nửa ký. Rẻ không mấy chị, quá rẻ luôn. Thơm mướt mượt tóc cực kỳ luôn. Chị em nào lấy gửi cho em ủ tóc xanh. Có thời gian ủ cho em 30 phút, không có thời gian thay ủ băng xả nha mấy chị nha. Không có thời gian thay ủ băng xả giùm em. Ví dụ này mấy chị, tóc khô sơ thô rối do uống dũa dọc dùng nhiều xài cho em. Hoặc là những chị nào mà cái kiểu như là hoặc là những chị nào mà cái kiểu như là mấy chị phải xài dầu xả thì mình không cần phải xài dầu xả nha mấy chị nha. Thì mấy chị sử dụng cái này cho em đi 3 phút thôi cũng được mấy chị, 3 phút thôi nha, 3 phút thôi là nó sẽ giúp cho mấy chị mướt mượt và phục hồi lại tóc hư tổn cho mình nha mấy chị nha. Đã lắm nha mấy chị nha. Rồi ok mấy chị muốn sao cũng được hết nha. Rồi, một ba chi, hai sáp phụ khoa, một bịch trà giảm cân. Ok chị, rồi ok mấy chị luôn, trà giảm cân. Trà giảm cân này em khuyên mấy chị nên uống. Thiệt sự khuyên nên uống là bởi vì nó đào thải mỡ cho những lúc mấy chị ăn thả ra.
có nhiều chị là mình ăn thả ga rất là nhiều, nhưng mà họ kiểu như là vẫn sợ vì cái cân ký. Nhưng mà bây giờ Tết nhất là sao mấy chị, ăn bánh tét, bánh chưng, ăn thịt, đồ ăn cá đồ này kia, ăn thịt, ăn nói chung là dầu mỡ nhiều thì mấy chị uống cái này đi, rất là tốt cho cái mỡ bụng cho mấy chị ha. Ủ tóc xanh 97.000 nửa ký, bao thơm, bao mướt, bao mượt, bao phục hồi tóc hư tổn luôn nha mấy chị nha. Ủ tóc xanh của Thái là mấy chị xài hơi bị đỉnh đó mấy chị, mà một hũ nửa ký như thế này mấy chị tính ra rất là lời. Chị em nào lấy ghi chị em ủ tóc xanh 97.000, ủ tóc xanh 97.000 lên đơn giùm em, ủ tóc xanh 97.000 lên đơn, lấy cho chị chống nắng nano. Ok chị, rồi chị em nào lấy lên giùm em ha, ủ tóc xanh 97.000, ủ tóc xanh 97.000 lên đơn giùm em nha. Rồi hãy chống nắng cho, lấy cho chị chống nắng nano. Ok chị, rồi trà giảm cân chị nào lấy lên giùm em ạ, trà giảm cân giùm mấy chị nha, lấy cho chị chống nắng. Rồi đây, cái này là cái mà em nói thiệt với chị nha, rất là ngon luôn. Trong bên mình còn hàng nữa nè. Hỏi thử phần em đi nha. Cái này nè mấy chị. Trời ơi, chưa gì hết chảy nước miếng nữa nào ơi. Chưa hết chảy nước miếng rồi nè, nha nha. Đây, cái này là bán lấy tương tác đầu năm cho mấy chị nè. Cuối năm em phải lấy hàng để đầu năm em bán với chị. Khai xuân vạn điều may, mua may bán đắt, bình an sức khỏe dồi dào như thế. Trời ơi, thương quá, cảm ơn Trần Huyền rất là nhiều. Trần Tuyền nha, bắn tim, cảm ơn, cảm ơn ạ. À, kèo ngầm ho một hũ nó tới 60 hũ nhỏ bên trong rồi em ơi. Rồi cuối năm rồi thì mấy chị mà vẫn phải ráng lấy thêm cái đông biển cho mọi người là mấy chị biết rồi, ngon lắm. Tại vì em rút kinh nghiệm của những chuyến trước á, cuối năm mấy chị hay hỏi em để mua cái này về để ăn á mấy chị, họ ngon lắm nha, ngon lắm luôn. Đây, rau biển đỏ là cay, xanh là không cay, xanh mấy chị mua chân nít ăn được. Đỏ, đỏ là mấy chị ơi, đỏ là cay, nhưng mà cay cũng ít chứ không phải cay nhiều đâu mấy chị. Ngon lắm nha. Rong biển em mua tại siêu thị ở bên Bangkok Thái Lan nha mấy chị. Này chồng, lấy cái lại, chồng lấy cái cho mấy anh uống bia trong biển nè. Nè mấy chị coi giùm em nè, thôi trời ơi, mấy chị ơi coi nè, xin lỗi nha, rong biển là ngon chịu không nổi nha mọi người, ngon chịu không nổi nha. Một bịch như thế này là 65.000. Chết đi, nó ngon mấy chị ơi. Nó ngon. Chết đi, ngon quá mấy bà ơi. Ăn bữa thịt heo dở đúng không? Hà, chạy đúng miếng chưa? Trời ơi, nó ngon. Một gói 8 miếng to bên trong 65.000, em bán tặng cho mấy chế bữa nay còn 35.000 một gói. Ở trong phòng thì mấy đứa, trong phòng thì mấy đứa ở dưới không? Khỏi cho mấy đứa ở trong. À ok, đúng không? Em bán tặng cho mấy chị bao nhiêu? 35.000 một gói luôn. Màu đỏ là cay, màu xanh là không cay. Từ 65.000 còn 35.000 mua tại siêu thị bên Bangkok Thái Lan nha mấy chị nha. Ăn rất 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 là ngon luôn, không ngon cho trả hàng. Em cam kết với mọi người. Tại vì rong biển của Thái ăn nó đã lắm, mà cái gói như thế này, cái vị nó như thế này chỉ có trong siêu thị bên Thái nó có, mà chỉ có siêu thị Bixi nó mới có thôi nha. Còn những cái siêu thị khác nó không có cái vị này đâu. Như siêu thị như mấy cái siêu thị khác là không có, chỉ có riêng siêu thị Bixi tại Bangkok của mấy chị là nó có, nó phân phối trong cái siêu thị Bixi thôi. Còn ngoài cái siêu thị như Eleven hoặc là Macco hay là những cái chỗ khác nó không có cái loại này đâu nha mấy chị nha. Nhiều người đi thôi mà mấy chị nói vì sao mà mấy chị ăn của bên của em á là cái vị của nó khác, mà ăn của người ta cái vị nó tự như đó nhưng mà cái vị nó khác. Là mấy chị đợi đi, cái gói của nó khác là cái gói của em, ngon lắm. Rong biển ngon cực kỳ á, trời ơi mấy chị mua quá trời luôn. Rồi chị em nào lấy gửi giùm cho em rong biển nha, lên cho em rong biển đỏ là cay, xanh là không cay, nó là ngon cực kỳ. Ngon, lên cho em rong biển. Ngon lắm nha mấy chị nha. Rồi, lên cho em rong biển, ngon lắm. Ăn thịt, ăn cá, ăn dầu mỡ nhiều. Nên mua cái này gì à?
Nói ừ. Trong miệng cây à. Đỏ là cây. Tự nhiên 29 Tết nó bị. Tự nhiên nó rách cái mỏ ngang đây. Rồi nhớ mấy chị nha, 35 ngàn. Ai lấy mấy chị? Rồi chị em là lấy lên cho em rong biển. Rong biển nha mấy chị nha, rong biển. Ngon lắm mọi người ơi, mua gì để cho anh ăn. À mấy chị nào hỏi em lăng ben nè mấy chị. Lăng ben 89 ngàn tiếp nha mấy chị nha. Lăng ben 89 ngàn tiếp. Nắm móng nữa. Nắm móng nữa. Cái là thuốc đặc nữa. Chưa thể chị nắm móng thuốc đặc luôn. Rồi nha mấy chị nha, 5 bọc rong biển xanh. Rồi ok cherry lớp luôn. 5 bọc đỏ cho chị Lan Huỳnh luôn, cho Nguyễn Nga luôn. Trời ơi, nói chung là mấy chị ơi, đặt hàng lên đơn là có. Lên dùm cho em là lan ben bao nhiêu ta? Lan ben bao nhiêu? Lan ben 89 nha. Này là chuyên về điều trị lan ben nha, 89 nha. Chị nào lại lên dùm cho em. Rồi nha mấy chị nha. Cái này là hũ sức mũi cắn. Con kiến cắn, con mũi cắn, con trùng cắn, mấy chị sức cho em. Đấy cái này chấm vô, đấy này chấm vô, chấm vô, chấm vô cho em ạ. Nha mấy chị. Nó là sức để nó giúp cho mấy chị nè tan độc cho con trùng cắn. Cái thứ hai nữa này mấy chị là nó giúp cho mấy chị là nó giúp cho mấy chị là sao ta? Nó giúp cho mấy chị là cắt giảm cơn ngứa cho mấy chị rất là nhanh luôn. Nha mấy chị nha. Một cây, một không cây là một đỏ, một xanh. Rồi lên giùm cho em hũ sức mũi cắn của Thái Lan. 65 ngàn, còn cái giá 42 ngàn. Lên giùm cho em nha mấy chị nha, lên giùm cho em ạ. Một tiếp lan bi ok chị, một ba chi, một trà giảm cân, hai rong biển. Nếu mà mấy chị nào mà kết hợp á, kết hợp giữa ba chi với lại trà giảm cân á, hai cái này là uống buổi tối, còn cái kia uống buổi sáng nha mấy chị nha, mình kết hợp vẫn được nha mọi người. Một rong biển, một bọc như vậy 35 ngàn đúng rồi. Một bọc như vậy là 8 gói to bên, 8 miếng to bên trong nè. Ai cho cô uống nước ngọt nữa? Sao cô uống nước ngọt hoài vậy? Hả? Cô uống nước ngọt hoài vậy sao? Đây cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em ha. Cưới cho em là hũ sức mũi cắn 42 ngàn. Hũ sức mũi cắn 42 ngàn. Lời ngắn ngắn cái con đết. Không có ngắn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị là hít mũi ông già. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, chảy mùi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, mấy chị hít cho em. Một hít mũi ông già em gom cho mấy chị 19 ngàn một cây. Chị nào lấy ghi cho em hít mũi ông già 19 ngàn. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, chảy mùi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, mấy chị hít cho em nha, 19 ngàn. Nhiều khi mấy chị sao ta, nhiều khi là kiểu như là mình bị lành đó mấy chị, mình sổ mũi hoặc là mình bị nghẹt mũi, mấy chị sử dụng dùm cho em ha. Cái này ok lắm, để sẵn trong túi. Chứ là đặc biệt nha, ai mà bị nhiễm Covid rồi mấy chị hít cái này nó nhanh hết hơn nha mọi người nha. Cái này là ghi dùm cho em là hít mũi ong già 19 ngàn, hít mũi ong già 19 ngàn. Rồi lên đơn dùm cho em ạ. Người ta bán mấy chị còn ba mấy ngàn cây không á, em bán mấy chị 19 ngàn. Rồi chị em là lấy ghi dùm em hít mũi ong già nha. Không có vitamin E nha em ơi, không có vitamin E. Rồi, em lên cho mấy chị vĩ đặc trà xanh. Đây là vĩ đặc phụ khoa. Vĩ đặc chuyên đặc trị viêm nhiễm nóng ngứa phụ khoa. Nóng ngứa, ngứa điên cuồng luôn, ngứa muốn tụt kháng luôn nha mấy chị nha. Ngứa mà em nói thì cái cảm giác mấy chị ngứa muốn cào muốn bóc gì á. Mấy bạn xài cái này vô đi. Tối hôm nay đặt sáng sau đỡ liền luôn, đỡ 60% liền luôn. Cái vĩ đặc này là vĩ đặc trà xanh chuyên về đặc trị viêm nhiễm nóng ngứa phụ khoa và đặc trị huyết trắng. Dịch dơ, dịch vàng, khí hư âm đạo. Và thêm nữa mấy chị, nó còn giúp kháng khủng cho mấy chị nữa. Một vĩ như thế này là mấy chị là một liệu trình. Là mấy chị đặt hết liên tục trong vòng 5 đêm cho em. Chỉ đặt ban đêm thôi, đặt trong vòng 5 đêm. Dán một miếng băng vệ sinh ở dưới đáy quần lót đó mấy chị. Miếng băng mỏng mỏng thôi. Để khi mấy chị ngủ là nó sẽ đẩy ra những cái dịch dơ trong đạo mấy chị ra ha. Đó là nấm hay là ngứa đôi gì mấy chị là nó sẽ đẩy ra. Rồi sáng dậy mấy chị gỡ, mấy chị dục đi. Rồi sau đó là tối lại mấy chị đặt tiếp. Và không được quan hệ trong những ngày đó giùm cho em. Một vĩ như thế này 50 bán siêu 25 ngàn một vĩ. Chị nào lấy ghi cho em là vĩ đặc trà xanh 25 ngàn. Vĩ đặc trà xanh 25 ngàn nghe em, để sẵn trong nhà. Ngứa phát bà xài liền, ngứa phát bà xài liền, đừng có tiếp. Trời ơi nó hay lắm. Hoặc là mình có bị mùi hôi mọi người, chị em nào mà có bị mùi hôi âm đạo mấy chị sử dụng này nó trị mùi hôi. Hoặc là những cái dịch dơ, dịch vàng mấy chị, nó tanh tanh hôi hôi, hoặc là bị cái huyết trắng đó mấy chị. Đó nha, ok lắm, đừng tiếc mấy chị. 25 ngàn một vĩ, chị nào lấy ghi dùm cho em là vĩ đặc trà xanh 25 ngàn. 25 ngàn thôi nha mấy chị nha, vĩ đặc trà xanh 25 ngàn. Chị em nào lấy lên dùm em ạ. Vĩ đặc trà xanh 25 ngàn, vĩ đặc trà xanh 25 ngàn. Chồng ơi,
xong hỏi thử có vô nữa nướng không. Đấy, đang chặt cho nó. Mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi giùm em vỉ đặc trà xanh 25.000, vỉ đặc trà xanh 25.000, 25.000 thôi nhưng mà tốt lắm nha mọi người nha. Thì chị em mình không có tránh khỏi. Mình không có tránh khỏi được đâu mấy chị em mình không có tránh khỏi được đâu. Nhưng mấy chị mình có quan hệ là mình sẽ có bị, mình vệ sinh không sạch sẽ là mình có bị thôi. Nha mấy chị nha. Cho nên là có là mấy chị xài mà nó sạch sẽ cô bé mấy chị lắm. Chứ còn mà ví dụ như mấy chị đợi mấy chị nó đẩy ra cái dịch dơ mà vàng vàng tanh tanh hôi hôi rất là khó chịu và nó ngứa. Nó ngứa nó khó chịu lắm mọi người ha. Rồi chị nào lại lên giùm em ha. À, nấm móng 59.000 nha mấy chị. Cái này là tiếp đặc trị nấm móng ha, 59.000. Nấm móng 59.000. Chị em nào lại nấm móng lên giùm chị em nấm móng 59.000. Nấm móng 59.000. Chuyên về đặc trị nấm móng nha mấy chị nha. Nấm móng 59.000, nấm móng 59.000. Rồi chị em nào lại nấm móng lên giùm chị em nấm móng ha. 59.000, 59.000. Rồi chị em nào lại nấm móng lên giùm chị em nấm móng nha mấy chị nha. 59.000, 59.000. Nấm móng, 59.000. Rồi chị em nào lại lên đơn ha. Nấm móng. Nấm móng. Chị phải đưa cho mình. Hai vỉ đặc trà xanh ok mấy chị, ba vỉ đặc ok mấy chị. Rồi, năm vỉ đặc, một liệu trình sạch sẽ của bé hết hôi hết viêm luôn, hay lắm. Nói chung là cái loại này nó nổi tiếng của Thái từ lâu đời rồi mọi người chứ không phải nó mới đây ha. Rồi cái này á là tẩy tế bào chết dành cho da mặt nha, tẩy tế bào chết dành cho da mặt. Đầu tiên mình làm ướt da mặt đi. Dứt miếng này ra, thoa đều lòng bàn tay rồi mấy chị massage cho em. Xài ngon cực kỳ. Ghiền luôn cả trai lẫn gái luôn nha mấy chị nha, sạch lắm. Mà nó an toàn cực kỳ bởi vì nó là cà phê. Nhưng mấy chị cho nên nó an toàn cho da lắm. Đầu tiên mình rửa, mình làm ướt da mặt xong dứt miếng này ra, xoa đều lòng bàn tay rồi mấy chị massage cho em. Những cái lớp tế bào chết, những cái bụi bẩn hoặc là những cái mụn cám luôn đó mấy chị. Là nó sạch da lắm nha mấy chị nha, hai bên cánh mũi này nó cũng sạch sẽ nha. Chị em mà lại ghi cho em tẩy tế bào chết mặt, một hũ 120 còn 67.000. Tẩy tế bào chết mặt 67.000 lên đơn. Tẩy tế bào chết mặt 67.000 lên đơn. Nó vừa giúp cho mấy chị sạch da này, mịn da này, nhưng mấy chị sạch sâu từ lỗ chân lông luôn á. Với lại khi mà mấy chị xài tẩy tế bào chết đó là cái da của mình đó mấy chị. Là nó mình thoa kem á, thoa serum lên nó thấm rất là nhanh. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Gì ngồi quê em có nấu lò bằng củi à, là củi hả, khi nấu củi xì nước ở đâu ta à, dễ hả. Rồi mấy chị nha, khóe miệng hả, lỡ hả, à cái đó cái đó không biết nữa. Hồi giờ em cũng không biết cái vụ đó luôn á. À cái miệng của em á hả, hình như là xích cái miệng đúng không, miệng lỡ đúng không, hình như chị Hà Đinh nói là cái miệng lỡ đúng không. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy ghi dùm cho em chúc mừng năm mới mua may mắn đắt. Cảm ơn. Bắn tim chị, bắn tim. Nước tẩy trang có. Ghi dùm em là tẩy tới bà chết mặt. Tẩy tới bà chết mặt 67 nghe. À cảm ơn chị Hà Đinh nè. Nhà nấu toàn là nấu biết ra không à. Nhà nấu toàn biết ra tự nhiên cái hài chín tết cái tự nhiên nó lỡ. Mà họ cứ hẻ cái mỏ ra ăn to nè. Tự nhiên là rắc thêm vài miếng nữa. Rồi nhưng mấy chị nha, cứ giùm em tẩy tới bà chết mặt 67 ngàn, tẩy tới bà chết mặt 67 ngàn. Rồi nước tẩy trang. Rồi nhưng mấy chị nha, lấy chị một hũ kem dưỡng ngày, một hũ kem dưỡng đêm. Dưỡng ngày là kem chống nắng nano hả chị? Chị lấy một hũ kem loại nào nha Bảo Ngọc ơi, lấy loại nào? Chống nắng hay là cái loại nào, còn kem dưỡng là lấy loại nào nữa nha. Rồi đây nè mấy chị, cái này là nước tẩy trang. Nước tẩy trang với mấy chị nha, rong biển xanh, một thăm nắp thì ok chị. Rồi cái này là chai nước tẩy trang chai to. Lợi rất gấp mấy lần so với chai nhỏ. Chai nhỏ 75ml là 95.000. Chai to 400ml. Cái chai này 280cc mấy chị có 195.000 à. Em hỏi mấy chị chứ có từ có 195.000 à. 195.000 mà 400ml mấy bà xài mấy tháng trời. So với cái chai nhỏ mấy bà chưa xài hết 1 tháng mà mấy bà đã hết 95.000 rồi. Bây giờ này 400ml mà chỉ có 195.000 là nó rẻ lắm nha. Mà cái loại này là cực kỳ an toàn, kể cả da nhạy cảm luôn. Nhưng mấy chị cái này là được review rất là nhiều luôn của Thái, sách tay từ Thái về Việt Nam cho mấy chị 195.000. Chị nào ông ghi cho em nước tẩy trang lớn 95.000. Bên cũng bên đó luôn không ăn được hả? Chị biết sao mấy bữa ăn rau sống á, mà cái cọng rau nó to nó dài quá, há cái họng ra thiệt to thì nó mới đưa vô được. Mà họ nó đụng vô nước mắm một cái là đau điếng luôn á.
Rồi cho mấy chị nha, nấm móng xốp thấy chị không? Thấy, em thấy chị đặt hàng á, chị cứ lên đơn cho em là có nha chị nha. Em không có ok từng chị nhưng mà mấy chị lên đơn là có giùm em ha. Ghi dùng cho em nước tẩy trang lớn 195.000, nghe em đi. Thiệt, cái chai nhỏ mấy chị, chai nhỏ nó chỉ có 75ml thôi, hoặc là 95ml nha mấy chị nha, nhưng mà không dưới giá 95.000 đâu. Mà trong khi cái chai này là 400ml là nó gấp 3, gấp 4 lần so với cái chai kia. Mà có 195.000, em hỏi mấy chị chứ không hỏi mấy chị không mua cái chai này, mua chai nào. Nó lợi hơn nhiều lắm nha mấy chị nha. Đừng có mua chai nhỏ nó không có lợi bằng nha mấy chị. Rồi chị em nào lấy cái giùm em là nước tẩy trang lớn 95.000, ở ngoài 195.000, nước tẩy trang lớn 195.000 giùm em. Nha mấy chị, mình mua về mình xài quanh năm luôn, xài lâu lắm mà nó rất là an toàn nha. Dòng này là được review rất là nhiều ạ. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ha. Ủa mấy chị mới hỏi em gì nữa ta. Cái da mấy chị, cái chống nắng thì mấy chị nên xài nano giùm cho em. Nano bữa nay mấy chị có biết là em sale chưa? Cái nãy giờ có mấy chị vô xong mấy chị chưa biết em sale thì mấy chị lên đơn nha. Chống nắng nano bữa nay đầu năm mới khai trương, em sale cho mấy chế một hũ chống nắng nano nha mấy chị nha. Chống nắng nano nó vừa dưỡng trắng da ban ngày, vừa chống nắng cho mấy chị, vừa mắc úp cho mấy chị, vừa đẹp da cho mấy chị, vừa che khuyết điểm cho mấy chị, vừa bổ sung collagen cho mấy chị luôn, mướt da mềm da mịn da giùm cho em. Một hũ như thế này giá 120, xem mới chế 67.000. Cái này là cái giá em bán để lấy tương tác đầu năm, 67.000. Chị em nào lấy ghi cho em chống nắng nano mà đẹp tự nhiên nha. Nó đẹp tự nhiên, người ta không có biết mình đang xài kem. Người ta nhìn vô, ê cái da con này đã đẹp nè, cái da con này nó mịn nè. Nhưng mà người ta không có biết mình xài kem là bởi vì cái chất kem nó là trắng hồng, chứ nó không có trắng bạch. Trắng bạch mình thoa tới đâu là người ta biết mình xài kem tới đó. Nhưng mà mấy chị coi nè, đó, mấy chị thấy không? Mấy chị thấy em xài mà nó không có bao giờ nó bị lộ phân kem nè. À, cho nên ok lắm mấy chị, có 67.000 à, thôi kệ ăn phát cũng hết 67.000, nhưng mà mua cái hộp kem để mấy chị xài gần được cả tháng lần nha mấy chị nha. Chị em nào lấy ghi giùm cho em chống nắng nano 67.000, chống nắng nano 67.000, chị em nào lên đơn lên nha. Chống nắng nano 67.000, chị em nào lấy lên đơn giùm cho em ha, kệ nó, không có tiếc, không tiếc nha mấy chị nha, xài ngon lắm nha mấy chị, mà mịn da lắm, mịn da lắm. Cái này em khuyên chân thành mấy chị mà cỡ tầm mà u cỡ tầm mà 25 trở lên á, khuyên chân thành nên xài nano. Dưới 25 là mấy chị muốn xài gì mấy chị xài, nhưng mà trên 25 á, mấy chị biết vì sao? Cái da của mấy chị mình trên 25 tuổi là bắt đầu nó lão hóa từ từ rồi. Cái hàm lượng collagen tự nhiên trong da của mình ở mấy chị nó ít đi. Thì khi mấy chị sử dụng cái nano này, nó sẽ bổ sung cái hàm lượng collagen còn thiếu hụt ở trong cơ địa của mình. Đó, nó giúp da mấy chị mướt hơn, mềm hơn và mịn hơn. Không nhiều tiền mấy chị, 67.000 thôi, ăn phát cũng hết 67.000. Uống ly trà sữa nhiều khi không 70-80, bữa nay mấy chị nha, đi ra quán phụ thu lần mấy chục ngàn luôn á mấy chị. Uống cái đơn mà 200.000 mà phụ thu gần 70.000 đó mấy chị. Đó thấy chưa, hết mẹ nâng ly rồi, hết mẹ nâng hũ kem rồi. Rồi kệ, chị nào lấy lên giùm em ha. Người chị em chống nắng nano 67.000, 67.000 thôi nha mấy chị nha, nhưng mà xài ngon ha. Chúc năm mới gia đình em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhé. Bắn tim, cảm ơn chị Hằng Nguyễn, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị nhiều nè. Cảm ơn chị, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Nãy giờ mấy chị chúc em quá trời luôn á. Cảm ơn mấy chị nhiều nha, cảm ơn mấy chị. Rồi chị em nào lấy ghi cho em chống nắng nano. Còn những ai mà muốn dưỡng mà đưa chị hũ kem muốn ra đây cây. Còn cái hũ kem này nè mấy chị, dạ 67.000 à. Nhưng mấy chị nha, thâm nách thôi, thâm nách bên đây 85.000 rồi chị. Thâm nách 85.000 thôi. Rồi mấy chị, còn những ai mà da không điều màu, da bị lão hóa, xuất hiện nó mờ trên da, nghe em, thoa serum xong thoa bóng cây ra cây lên. Bị đó mờ, cái da mấy chị không điều màu, cái da bị sạm sạm, trắng cũng không trắng mà cứ mờ mờ. Cái ngang này có con đơm mờ, dưới này nó trắng trắng chút xíu, ngay chỗ này có con đơm mờ, cái dọc này nó bị đó mờ. Hoặc là trơn ngày này nó có con đơm mờ, đó là nó bước một chân chuẩn bị chuyển qua nám rồi. Mấy chị ơi nghe em, xài cái combo này nè, nó điều trị cho mấy chị ok lắm. Vừa dưỡng trắng nha, nó vừa điều trị đơm mờ, nó vừa giúp cho mấy chị là những cái vết sạm ở trên da cho mấy chị cực kỳ ok luôn. Thoa serum xong thoa 4K trái cây lên. Và đặc biệt cái dòng loại này là nó dưỡng trắng tốt lắm nha mấy chị. Serum HA nó vừa dưỡng trắng, vừa xe khích lỗ chân lông, vừa căng da, mịn da, đẹp da cho mấy chị. 4K trái cây là nó vừa giúp cho mấy chị là điều trị nè, sạm này, không điều màu da này, đốm mờ trên da này, hoặc là bị nám nhẹ, nhưng mà nhẹ nha, nhẹ thôi nha mọi người nha. Chứ mà mấy chị là ồ Thủy ơi, da chị nám hơi nhiều là không được, nhẹ thôi. Thì mấy chị sử dụng nguyên combo này, thoa serum xong thoa 4K trái cây lên. Serum HA 87.000, 4K trái cây 119.000. Serum HA 87.000, 4K trái cây 119.000. Em chỉ không biết bao nhiêu là chị Thủy
chị xài rất là nhiều. Linh Hoàng là 4K trái cây nha, serum HA. Rồi chị nào lấy gửi cho em serum HA 80.000, 4K trái cây 119.000. Rồi chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, đừng có tiếc. Nguyên combo này đừng có tiếc mấy chị, nguyên combo này đừng có tiếc. Xài ngon lắm mấy chị, xài tốt cho da cực kỳ luôn. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Nha mấy chị nha, chị em nào lấy lên đơn giùm chị em. Rồi, mấy chị gửi em hỏi giùm em cái gì nữa ta, mấy chị hỏi em cái gì nữa ta. À, hũ nhỏ hả? Hũ nhỏ là chị xem 15.000 một hũ, 35.000 còn 15.000 đưa chị hũ kiểu mà. Chống nắng nano 67.000 giờ ok chị. Rồi, đây nha mấy chị nha. Nè, kẹo ngậm ho, một hũ to như vậy là nó có một hũ to như thế này là nó có tới 60 hũ nhỏ bên trong lận. Còn cái kẹo ngậm ho này mấy chị, một hũ kẹo ngậm ho như thế này là 35.000 xem còn 15.000 một hũ. Kẹo ngậm ho là chuyên về điều trị này, ho, đau họng, than tiếng, tắc tiếng, bị viêm họng ngậm chị. 15.000 thôi, nghe em đi. Tối ho mà em nói thiệt, đặc biệt là hậu Covid đó. Ho mà em nói thiệt mấy chị, ho mà cứ ăn cũng muốn ho, ngủ cũng muốn ho. Trời ơi, nửa đêm ho, gà gáy ho, sáng ho, chiều ho, tối ho, em nói ho quá trời luôn ngậm cho em. Còn bị khan tiếng, tắc tiếng nha mấy chị nha, sáng mấy chị ngậm liên tục cho em đi. À, tới chiều là bảo đảm mấy chị là mấy chị nói lại được rồi. Nha mấy chị nha, kẹo ngậm ho 15.000 rồi chị nào lấy lên nhìn cho em ha. Kẹo ngậm ho. Đây nha mấy chị nào lấy lên nhìn đi. Rồi bột giặt. Bột giặt nha mấy chị nha. Này mấy chị, cái bột giặt này á là nó vừa thơm. Chua, nhỏ. Rồi nha mấy chị nha, bột giặt này mấy chị. Bột giặt này á là nó vừa thơm, vừa sạch và nó không bị bay màu. Nha mấy chị nha, nó không có bị bay màu vải áo á mấy chị. Sạch thơm lắm. Một bịch bột giặt như thế này là 900g. Bột giặt của Thái Lan xài rất là tốt luôn nha mấy chị. Em mua tại siêu thị Thái nha, nó xạo mất lọc nha. Không chơi hàng của container, hàng cửa khẩu hoặc là hàng của Campuchia hay là hàng của Việt Nam mình nha mấy chị nha. Cái này là của Thái, tại vì mấy chị biết sao, hàng giả của nó nhiều á mọi người. Hàng giả của nó nhiều á, cho nên là mấy chị lưu ý giúp em nha. Một bịch bột giặt 900g. Bột đỏ, lấy chị bột đỏ, bịch đỏ đi. Bịch đỏ mấy chị, bịch đỏ 300g á mà đã là 69.000 rồi. Còn bịch to 900g gấp 3 lần. Em gom mấy chị 95.000 thôi, phải heo, phải hết rồi, heo. Heo, phải heo. Phải. Đây cho mấy chị nha. Lên dùm cho em bột giặt. Bột giặt 900g 95.000. Mấy chị gửi cho em là bột giặt lớn đi, gửi cho em là bột giặt lớn 95.000. Nha mấy chị nha, bột giặt lớn 95.000, một bọc như thế này gần cả ký luôn á mấy chị. Xài ngon lắm, nó sạch và nó thơm đồ và nó không có bị kiểu như là bị bay màu vải áo á mấy chị. Xài ok lắm nha mọi người nha. Một bịch 900g nha mấy chị, một bịch 900g nha mấy chị nha là 95.000. Nha mấy chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là một bịch bột giặt, hai bịch bột giặt thì em, một bột giặt lớn nha mấy chị nha, ghi giùm cho em nha mấy chị nha. À, lấy chị một chống nắng nano, một kem 4K trắng da. Bảo Bảo ơi, là chị lấy 4K trái cây hay 4K đen? Dạ nó giống như gà mình mà điều da vậy nó đen. Đây, 4K trái cây á là chị xạm không điều màu. Còn 4K đen là nó chị chuyên về dưỡng thôi, chị lấy loại nào nha Bảo Bảo. Chị lấy loại nào nha, 4K đen là chuyên về dưỡng thôi, 4K trái cây là nó trị phạm này, không điều màu này, dưỡng trắng này mà và đấm mờ trên da này. Nếu mà mấy chị mà có bị những trường hợp đó là nên xài 4K trái cây. Còn trường hợp chị nào mà ví dụ như là mấy chị còn muốn dưỡng trắng không thì mấy chị sử dụng. Hoặc là mấy chị nào có xài da cổ, mấy chị xài cái này da mặt thì cái này da cổ giùm cho em. Nhưng mấy chị nha, nói chuyện nhỏ chứ nói nhỏ đâu. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Da nhạy cảm xài được, nói chung da nhạy cảm em khó tư vấn kem lắm nha mọi người nha. Lỡ mà không mấy chị xài nó không ổn. Có nhiều chị da nhạy cảm xài nước gạo không cũng ổn nữa mấy chị. À, cho nên là da nhạy cảm, mẫn cảm em khó tư vấn kem nha. Rồi em lên tiếp giùm chị em nha mấy chị nha. Cái này là cái hũ phấn vàng. Cái này là chuyên dùng cho hôi chân nha mấy chị nha. Chuyên dùng cho hôi chân, 4K đen, ok chị. Da nám hả? Da nám là chị sử dụng cái 4K trái cây, 4K trái cây đi em. Dạ. Thì cái da chị nào mà bị đấm mờ mấy chị sử dụng 4K trái cây nó nhanh hết lắm. Mà nó dưỡng nó ok lắm mấy chị. Để cho nó khỏi cái tình trạng là nó bị quay lại cái nám nữa. Đó nha mấy chị nha. Rồi cái này là phấn vàng. Phấn vàng cái này là chuyên về trị hôi chân và mùi hôi chân đó mấy chị. Trị hôi chân và mùi hôi chân nha. Đổ mồ hôi chân nè, chị nào mà có hay bị đổ mồ hôi chân nè, hoặc là mấy chị hay mang giày dép nhiều á, mang giày vậy mấy chị, mang giày nhiều thì mấy chị nên sử dụng nha. Thoa miếng phấn này vô lòng bàn chân rồi mấy chị rưới miếng phấn này vô trong cái lòng giày á mấy chị. Nó vừa trị hôi,
nó vừa giúp cho mấy chị là sạch sẽ cái chân mấy chị, nó không có bị gì ta, bị gì à, bị hôi, bị viêm cái lòng bàn chân của mình. Giày dép thì nó sạch sẽ thơm tho cho mấy chị nha. Một cái chai phấn vàng như thế này từ 65.000 còn 32.000. Lên giùm cho em phấn vàng 32.000. Cái này nổi tiếng của Thái lắm nha mọi người. Chị em nào lấy cho em phấn vàng 32.000, phấn vàng 32.000 nha mấy chị nha. Em có thoa nút sau khi xanh không em? À, em có thoa kem nứt hả? Không. Em không có cái hũ đó. Em không có hũ đó. Em cũng đang có bầu nè, nhưng mà chậm vía em không có bị nứt cái xong cái cũng không có lấy luôn. Hồi trước em có lấy nhưng mà dạo này em hết lấy rồi. Dầu xả không á em? Dầu xả không à? Em có lấy thì đưa chị mấy chai dầu xả cho chị sale luôn. Đưa chị em phấn vàng 32.000, phấn vàng 32.000, phấn vàng thôi chân nha mấy chị nha. Cái mấy chai này là dầu xả nha mấy chị nha, dầu xả nè. Nó có 3 màu, không cho chọn màu mà đặc biệt nha, xả không thơm không mướt tóc cho trẻ hàng. Dầu xả cái chai này thì mấy chị 180.000 một chai. Bây giờ em bán mấy chị giá sale 99.000. Trời ơi thiệt luôn mấy chị ơi, bán riết rồi hả, này mấy chị 99.000. Thơm lắm, mướt tóc lắm nha. Mấy chị gọi đầu xong mấy chị lấy cái chai để mấy chị xả lại tóc giùm em. Gửi cho em dầu xả 99.000, hàng lô ré giùm em nha mấy chị nha, hàng mua tại siêu thị giùm em à. Một cái chai như thế này á là 180.000, bây giờ sale còn 99.000 là được cái chai gọi đỡ ơi. Cái này là do là lấy nhanh quá, lấy nhanh quá mấy chị, cứ lùm nhẹ cái quên coi lại nó chừng phát hiện ra nó là dầu xả. Mua là mua dầu gội, nhưng mà họ cũng có mấy chị cũng mua nữa, nhưng mấy chị cứ sợ dư nữa, bên sợ thiếu đầu lấy thêm, rồi bây giờ nó dư ra cả tầm mười mấy chai gì á. Chị em nào lấy thì lên giùm em dầu xả 99.000, không cho chọn màu nha. À, hà ghi chữ dầu xả lô ré, mở ngọt ra không chọn màu. Rồi à, ghi giùm em dầu xả lô ré một chai một màu, ba chai ba màu, 99.000. Chụp đi heo, người cũng có việc làm á, nó dầu xả này không chọn màu. Hàng mua tại siêu thị xài ngon lắm, thơm mướt lắm nha mấy chị. Khẩu trang em còn chị ơi, này nè, mở luôn mấy này nè. Dầu xả không chọn màu, chụp vô ba màu đây cho mấy chị nha, thơm lắm. Tại vì cái loại nào cũng thơm hết á, loại nào bất kỳ mấy chị xài loại nào cũng thơm. Thì em bảo đảm mấy chị một câu luôn là không loại nào là không thơm và không loại nào là không mướt tóc. Ba loại đó vừa thơm vừa mướt tóc hết nha mấy chị nha, xài ngon lắm nha mọi người. Em xài cái loại này là hơi bị nhiều luôn á. Cái này họ có đợt mà có mấy chị thích tới cái mức mà không sale mấy chị vẫn chấp nhận mấy chị mua. Tại như mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Không có hộp nha Nhung Vỡ ơi, gói ha. Này khẩu trang này, khẩu trang có gói chứ không có hộp nha mấy chị nha. Đây này mấy chị, đây nó có nhiều màu. Em bán mấy chị 79.000 một 10 gói. Một gói 10 cái, một gói 10 cái, 10 gói 100 cái 79.000. Mấy chị lấy 10 gói 20 gói, 15 gói 20 gói trở lên gì thì mấy chị lên giùm cho em nha. Là còn 7.900 gói á mấy chị. Nó có nhiều màu. Thứ nhất mấy chị đeo nè, nó không có bị xù lông. Cái thứ hai là nó không có bị đau lỗ tai. Cái thứ ba nó không bị ngọt. Nha mấy chị, nó không bị ngọt thở mấy chị. Xài ngon lắm. Nói chung khẩu trang 3D chuẩn xách tay từ Thái Lan về Việt Nam. Cái này mấy chị có nhiều shop á, người ta bán 150.000 10 gói nha. 150.000 10 gói. Bây giờ em xem mấy chị 79.000 10 gói. Chị em nào lấy lên đơn mẹ mà bán lấy tương tác thôi mọi người. Bán lấy tương tác thôi chứ khẩu trang cũng chả có lời gì trong này đâu mấy chị. Cho nên chị em nào có ưng á thì nói em nha. Màu xanh rêu này, màu xanh ngọc này, màu tím này, màu xám này, màu trắng này và màu hồng ạ. 79.000 một gói nha mấy chị nha. 79.000. Theo trước mở cửa ra em chị coi. Mở cửa ra. Mở đẩy. Có gì cái gì đó. Đây mấy chị nha, mày mùi thuốc. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên mẹ mở gói khẩu trang một gói 10 cái em xem mấy chị 79.000. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. 79.000 chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Màu trắng ha, màu hồng nè, màu xám nè, màu tím nè. Ủa sao bà không kêu Út nó chở bà đi? Chứ đi bộ nó kia đâu nghe nè. Chứ từ kia mà kêu nó đi chở đi mua. Nó ngầu chở nó kêu Út nó chở mua không rồi nó bị kêu chở nó chở đi mua cho đi bộ lại đừng có đặng. Màu tím này, màu trắng này, màu màu hồng, màu xám, màu xanh ngọc, màu xanh rêu. Nhiều ta 79.000 10 gói 100 cái. Rồi chị em nào lấy lên đơn người mẹ hoặc 79.000 một gói 100 cái nha mấy chị nha. Trời ơi, tôi nữa uống một lần nữa đâu uống. Có uống một lần. Một chút nữa ăn là nhìn hết đi chưa, không được uống đi chưa. Trời ơi, con chuột
không có được uống nữa. Rồi nước ngọt còn như nước lạnh đâu. Uống nước ngọt nhiều có tốt đâu. Trời ơi kêu uống đi. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. Khẩu trang cho mấy chị nha. Rồi xả, dầu xả, xả tóc, hà nhớ cái, ở quên dầu xả, lô ré, hà nhớ cái chữ lô ré vô nha. Hà em có cái này cho mấy chị nè. Rồi cho chị kem chống lão hóa ban đêm hả? Để chị xài kem dưỡng đi, kem dưỡng móng ca này chị, móng ca đen nè. Da chị đẹp rồi đúng không, chị cần dưỡng ban đêm thôi đúng không? Thì chị xài bóng ca trái cây nha chị nha. Em có cái loại này. Em có loại này, bóng ca trái cây là xài dưỡng ban đêm á chị. Màu trắng, màu hồng, dạ ok chị, là 10 gói, 5 gói trắng, 5 gói hồng á. Trong trong. Trời, là đây cái. Này mấy chị, cái cây này là hồi Tết mấy chị mua hàng không có. Rồi Tết có là đã nhíp cho mấy chị nhổ tóc ngứa mấy chị rồi. Đây nha mấy chị nha, trời ơi. Nhíp vàng nha mấy chị nha, nhíp thần nha mọi người nha. Nhíp tới đâu là nhổ lên bạc bạc mấy chị coi nè. Đã chưa? Trời ơi đã mấy chị, nhíp vàng mọi người ơi, nhíp vàng nha mấy chị nha, nhíp vàng nè. Này mấy chị coi em này, nó dính cái chớp mọi người ơi, nó dính cái chớp thôi. Nhưng mà không tuột, không dục, không đứt, không gãy giùm cho em nha. Dính cái chớp thôi mấy chị, dính cái chớp thôi. Em sale mấy chị 19.000 một cây nhíp vàng nha mấy chị nha, 19.000 một cây nhíp vàng. Chị nào lại lên giùm cho em nha mấy chị nha, 19.000 một cây nhíp vàng. Chị nào lại lên đơn giùm cho em nha mấy chị, 19.000 một cây nhíp vàng. Chị nào lại coi này mấy chị, nó cái chớp thôi nha, cái chớp thôi nhưng mà không tuột không ruột nha. Hồi cuối năm á mấy chị không có hàng, hết hàng. Bữa nay á là cuối năm nhưng mà ý nói là tới cái hạn 18-29 Tết em mới nhận hàng được. Này mấy chị coi em này, đã chưa, có 19.000 thôi nha mấy chị. Chị nào lại lên giùm cho em ạ, cứ giùm cho em là nhíp vàng nha mấy chị nha. Nè đó nha mấy chị nha, nhíp vàng 19.000 hai con. Một cọng tóc ngứa và cọng một cọng tóc đen. Rồi ghi giùm cho em nhíp vàng 19.000 nha mấy chị, nhíp vàng 19.000. Nè mọi người coi giùm em nè, nó dính cái chớp thôi nhưng mà không tuột nha mọi người nha, có 19.000. Nhổ rồi được rồi. Nhổ tóc ngứa, nhổ lông nách, nhổ lông mày, nhổ cái gì đó mấy chị cần nhổ là mấy chị nhổ ha. Có 19.000 một cây thôi. Tôi là không bán được cái nhíp đó đâu. Rồi, không có, tôi không bán được cái nhíp. Thiệt luôn mấy chị, nhíp sướng lắm. Tại mấy chị biết vì sao không? Chồng em á là ông hay có tóc ngứa. Mà trước khi em biết tới cái nhíp vậy mấy chị, em mua cái nhíp ở ngoài chợ. Trời ơi nó quặt quài mấy chị, nó què quặt không biết. Trời ơi, bấm vô tụt lốt ha. Còn cái thứ hai nữa là tìm được cây nào họ nó bén á thì nó lại đứt luôn cái cọng tóc. Trời ơi quạo lắm mấy chị, nhổ gì mà nhổ ngồi mà muốn giặt muốn lòi mắt ra luôn á mấy chị. Mà nó được cái dài cọng à. Còn cái này mấy bà nhổ như nhổ nấm, nhổ rạ vậy mấy chị, nhổ như nhổ lúa gì, nhổ mạ vậy đó. Xuống lắm. Còn lông nách nha, bạc chút xíu là hết một giạt liền. Nha mấy chị, lông nách là nhổ nhanh hết cực kỳ. Tại vì lông nách mình không có cần lựa. Nhưng mà nhổ tóc ngứa thì mình cần phải lựa. Lựa cọng tóc ngứa mình mới nhổ. Còn lông nách là mấy chị bà đâu là bà vỗ đó cho em. Là nhanh lắm. Ghi dùm cho em nhíp vàng 19.000. Nhíp vàng 19.000. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ha. Nhíp vàng 19.000 lên đơn. 19.000 thôi kệ nó mấy chị, bỏ trong nhà đó. Mình cần cái mình xài, mình cần cái mình xài. Nhưng mấy chị nha, có 19.000 thôi. Chị em nào lấy ghi chị em là nhíp vàng 19.000, nhíp vàng 19.000 giùm cho em ha. Nhíp vàng 19.000. Cái kim đánh răng à sát âm đạo đi. Hồi nói cái cục này chị tháo ra có không? Rồi thì mấy chị nha. Nhiệt miệng à, nhiệt miệng. Kêu thẻ cho chị nhiệt miệng này. Nó teo quá. Nói chung là cứ đặt hàng nhé, xây đạp đi làm. Không
lên được, phải đi cả nam. Trong trên á, không lên được. Lắng đủ vậy lắng lên được. Rồi nha mấy chị nha. Sữa tắm bé hết hàng em, mới like hết rồi em. Rồi nha mấy chị nha. Đây một nhíp rồi này mấy chị, cái này là sáp âm đạo dùng cho em ạ. Nha mấy chị nha, đây. Này mọi người sáp âm đạo nè. Nha mấy chị nha, sáp âm đạo này cái mùi này thơm lắm, sạch sẽ lắm mấy chị, sạch sẽ cho cô bé lắm nha mọi người nha. Sạch sẽ cho cô bé lắm mấy chị. Cái này ha, đầu tiên này mấy chị coi em, nó toàn bộ là từ thảo dược hết. Nha mấy chị, trong trong. Hello này, giọng lên mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, sạch sẽ âm đạo cho mấy chị lắm. Đầu tiên này mấy chị, nó là toàn bộ từ thảo dược hết nha mọi người nha, toàn bộ từ thảo dược hết. Cho nên là nó vừa sạch vừa thơm cô bé cho mấy chị ha. Này mấy chị coi giùm em này. Rồi mấy chị lấy cục sáp ra, mấy chị bỏ vô trong túi lưới này, mấy chị rút cái dây lại, xếp bịch bóng đi nha, bỏ vô túi lưới rồi mấy chị lấy cục này chà trực tiếp cho âm đạo, chà vào hai cái bệm, chà qua cả sau mông giùm em. Thứ nhất nó đặc trị mùi hôi, thứ hai là nó giúp cho mấy chị là sạch cô bé này. Nha mấy chị, thứ hai là nó sạch cô bé này mấy chị ha. À, trị mùi hôi này, sạch cô bé này. Rồi trị mùi hôi, sạch cô bé nha, trị thâm này, thâm bệm thâm mông này. Nha mấy chị, sạch mùi hôi trị cô bé, thâm bệm thâm mông giùm cho em ha. Ai? Xong ẩm nó vô. Kiến nhắn nó sao? Ai? Tâm sự dai. Ông đi hả? Chuyên gia uống nước uống đĩa. Rồi nha mấy chị nha, một cục sáp âm đạo như thế này, giá của nó là một cục sáp âm đạo như thế này, giá của nó là 95.000. Em xem cho mấy chế còn cái giá là 65.000. Nha mấy chị, sáp âm đạo trị thâm rất tốt. Bị thâm bệm nè, thâm mông nè, bị mùi hôi nè, bị khí hư âm đạo nè, bị huyết trắng nè, bị dịch dơ dịch vàng nè, mấy chị sử dụng giùm cho em. Lấy cục này chà trực tiếp cho âm đạo, chà vào hai cái bệm, chà luôn cả sau mông mấy chị, đỡ đi cái mụn mông này, cái thâm mông của mấy chị nó đỏ hơn rất là nhiều. Hai cái bệm hám của mấy chị cũng vậy, nó trị thâm cho mấy chị đỡ lắm. Cho nên chị em nào mà có bị á, thì mấy chị sử dụng em ha. Một cục như thế này giá của nó là từ một cục như thế này giá của nó là từ 95.000. Em sale cho mấy chị còn cái giá là em sale cho mấy chị còn cái giá là 65.000 thôi nha mấy chị nha. Hello chị Hiếu, hello chị, hello, cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị nè. Cho chị Mai vỏ 10 rau miễn xanh. Rồi chị em nào lấy ghi giùm cho em là sáp âm đạo kề nó mấy chị. Bớt mua cái áo cái quần bên em, nhưng mà đừng bớt mua cái cục này, em nói thiệt chân thành luôn á. Nếu như mà mấy chị nào mà dễ bị viêm hay là dễ bị hôi hoặc là dễ bị mùi hoặc là dễ bị huyết trắng á, em khuyên mấy chị nên xài. Nó hay lắm mọi người, nó hay lắm. Nhưng mấy chị mà nó sạch sẽ, cô bé lúc nào cũng sạch sẽ hết, nó không có kiểu cái cảm giác như là nó khó chịu hay là nó nhớt nhớt hay là vừa tanh vừa hôi đâu mấy chị, dễ chịu lắm ha. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là sáp âm đạo 65.000. Nhưng mấy chị nha, sáp âm đạo 65.000, chị em nào lấy lên đơn giùm em ạ. Sáp âm đạo 65.000 kệ nó mấy chị. Hết tô phở nó cũng hết 65.000. Nhưng mà cái cục này mấy chị xài hơn 1 tháng giùm cho em, 1 ngày xài cho em 2 lần. Nó vừa trị hôi nha, nó vừa trị thâm ạ. Và nó vừa giúp cho mấy chị trị huyết trắng, dịch dơ và dịch vàng luôn. Nha mấy chị, có 65.000 thôi, đừng có tiếc mấy chị. Cái cục này nó đang hot của Thái lắm mấy chị. Nó hot mà hot mấy năm nay chứ không phải là mới như mấy chị nha. Mấy năm rồi, nhiều chị mà bị hôi lâu năm á, bị cô bé kiểu như mà nó cứ hay ra cái dịch đó mấy chị, là mấy chị sử dụng cho em đi, nó sạch sẽ lắm. Cả con mấy chị mới lớn lên mà nó có bị huyết trắng hoặc là nó bị nó huyết trắng hoặc có kinh nguyệt á, mấy chị sử dụng cho em, hoặc là những ngày mấy chị có kinh nguyệt á, mấy chị sử dụng cho em đi, nó rất là sạch sẽ cho cô bé luôn nha mấy chị nha. Chị em nào lại gửi giùm cho em là sáp âm đạo 65.000, chị em nào lại lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Sáp âm đạo 65.000 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lại lên giùm cho em nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy gửi giùm em là sáp âm đạo nha mấy chị nha, 65.000. Rồi chị em nào lấy lên giùm em. À, lăn một mi một mày nè mấy chị. Cái chai này là lăn một mi một mày nè. Ha,
Chị là lông mày ít, lông mày thưa, lông mày ngắn thì bị chị sử dụng cho em lăn che mọt một ngày 2 lần, 3 lần, 4 lần gì cũng được. Lăn che em nha mấy chị nha, một ngày 3, 4 lần gì cũng được. Một cây lăn kích một mi, một mày, một rau của Thái gì. Em xem mấy chị 39 ngàn. Nha mấy chị nha, dưỡng mi. Lăn kích một mi, một mày, một rau 39 ngàn. Rồi chị em nào lại lên nhìn cho em ạ. Gửi cho em lăn kích một mi, một mày, một rau 39 ngàn. Lăn kích một mi, một mày, một rau 39 ngàn. Chị em nào lại lên đơn nhìn em 39 ngàn thôi nha mấy chị nha. Lên đơn nha mọi người ơi, 39 ngàn. Chị nào lại lên đơn nhìn em ạ. Lăn kích một mi, một mày, một rau 39 ngàn. Rồi chị em nào lại lên đơn nha mấy chị nha. Có 39 ngàn thôi nha mọi người. 39 ngàn thôi mà xài ngon lắm. Rồi chị em nào lại lăn lên lăn nhìn cho em nha. Rồi cái này là cái chai phấn em bé này. Phấn này mấy chị là xài cho em bé được, hoặc là mấy chị cạo lông mày lông mặt nè, hoặc là mấy chị cạo lông nách nè, hoặc là mấy chị sức body nè, hoặc là mấy chị sức khăm tả cho em nè mấy chị. Phấn Barbie nha mấy chị nha. Phấn Barbie một chai như thế này là 35 ngàn, xem mấy chị còn 19 ngàn một chai phấn Barbie. Thơm mấy chị, phấn thơm lắm nha. Phấn Barbie của Thái thơm lắm, em bé rồi mấy chị. Em bé xài được, người lớn xài được luôn. Em bé từ sơ sinh trở lên nha mọi người nha. Em bé từ sơ sinh trở lên. Chị nào lấy gửi giùm em là phấn Barbie nhỏ 19 ngàn. Phấn Barbie nhỏ 19 ngàn. Rồi chị em nào lấy phấn Barbie lên nhìn cho em. Phấn Barbie nha. Phấn Barbie nhỏ 19 ngàn. Chị em nào lấy lên đơn nhìn cho em. Rồi nha mấy chị. Còn cái này á là dầu cù lè chống đột quỵ. Thơm quá. Dầu cù lè chống đột quỵ nè mọi người. Dầu cù lè chống đột quỵ nha mấy chị nha. Màu sáng nè. Một hộp bột vàng, à một phấn vàng á, một trắng răng, một phấn vàng ha. Rồi nha mấy chị nha. Còn cái này á là dầu chống đột quỵ, hũ dầu best seller của Thái luôn em. Sao ạ? Mẹ để con lên chờ chơi cầu thằng biển. Lấy biển á, thấy là nghe thằng biển á là mình chạy chỗ chạy đường đó. Đây nha mấy chị nha. Để chơi đúng không? Không có đâu. Chạy đùng. Em nó bắt chước chạy nha. Rồi đây nha mấy chị nha, nghe mẹ không? Rồi nha mấy chị nha, cái này á là dầu chống đột quỵ, pha hai lòng bàn chân giùm cho em. Đầu tiên á mấy chị rửa hai cái lòng bàn chân thiệt là sạch đi. Rồi sau đó mấy chị thoa cái dầu này vô ở lòng bàn chân rồi mấy chị massage giùm cho em. Nha mấy chị, thoa cái này vô lòng bàn chân rồi mấy chị massage giùm cho em nha. Massage xoa bóp cái lòng bàn chân á và trên mu bàn chân luôn. Thứ nhất ngăn ngừa đột quỵ, thứ hai là lưu thông máu huyết, ngăn ngừa đột quỵ, tản máu tản mang, giúp cho mấy chị khỏe người, giúp cho mấy chị đỡ đau nhức. Và đặc biệt là nó còn giúp cho mấy chị là ngủ ngon giấc nữa giùm cho em. Một hũ dầu cù là đê, quên dầu cù là đột quỵ của Thái như thế này. Nhỏ nhỏ tao đi ngồi thác đi. Đi ngồi thác, đi lên hết. Ngay chỗ cái lo tôi đang like mà ngồi nói chuyện. Rồi nha mấy chị nha. Một cái chai dầu đột quỵ như thế này giá của nó là 65 ngàn. Em xe cho mấy chị còn 47 ngàn. Chị em lại ghi dùm cho em dầu cù lè chống đột quỵ 47 ngàn. Dầu cù lè chống đột quỵ 47 ngàn. Đi lên rồi nói. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Dầu cù lè chống đột quỵ 47 ngàn. Dầu cù lè chống đột quỵ 47 ngàn. Nhưng mấy chị nào lấy em. Serumat E87 ngàn, nhưng mà chỉ có 30 mấy chai thôi nha mấy chị nha, hết hàng. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ạ. Đỡ thằng em ở dưới này con. Con đi lên thôi. Đỡ thằng em ở dưới này. Đừng ẩm nó lên. Không có lên chạy đùng đùng. Con đi lên đi, đỡ em dưới này. Em nó bắt chước nó chạy theo nó tí á. Rồi nha mấy chị nào lấy loại nào lên giùm em loại đó nha. Chị nào lấy loại nào lên cho em loại đó ha. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À nhiệt miệng hả? Mấy chị hỏi em nhiệt miệng hả? Bị nhiệt miệng, bị lỡ miệng nha mấy chị nha. Học cái gọi là bị điện miệng nè. Hoặc lỗ hai lỗ ba lỗ gì không cần biết cho mấy chị. Mà có bị nhiệt là mấy chị sử dụng giùm em. Lấy cái này chấm vô cái chỗ bị nhiệt á. Một tiếp nhiệt miệng em sale cho mấy chị 45 ngàn. Chuyên điều trị nhiệt miệng 1, 2, 1, 3, 1 chị em không cần biết. Bị nhiệt là xài. Mình được, con nít được. Nhưng mấy chị nha, mình được, em bé được, con nít được. Lên cho em nhiệt miệng 45 ngàn. Nhiệt miệng 45 ngàn. Chị em nào lại lên nhìn cho em ha, 45 ngàn. Còn cái dầu cù lè chống đột quỵ này mấy chị nào chưa có mấy chị nên mua nha, sử dụng hay lắm. Dầu cù lè chống đột quỵ 47 ngàn thôi nha mọi người, xài rất là ok luôn. Chị em nào lại lên nhìn cho em ha. Đây mấy chị nha, dầu đột quỵ 47 ngàn à. Thề nó mấy chị có 47 ngàn thôi, nhưng mà mình sử dụng nó tốt cho sức khỏe của mình. Và đặc biệt một điều này, có mấy chị khách quen chị nói thỉ, chị mua của em á xài ok lắm, tốt lắm. Mà chị đi mua ở ngoài rẻ hơn á, chị xài nó hiệu quả gì trơn á. Nó xài nó khác một trời một vực với của em. Bởi vậy nó mới có câu là tiền nào của đó.
nha mấy chị nha, có tiền có câu tiền nào của đó. Thôi hỏi thử còn vẫn còn kim nghệ không đấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên nhìn chim ha. Kim nghệ thì nó có một loại kim nghệ đen á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên nhìn chim ha. Rồi nha mấy chị nha, hai chai Sonoma, một sữa tắm Alpha à, một sữa tắm Alpha là 135.000 nha chị nha. Rồi, còn cái này em có chai dưỡng Alpha Butin nè. Nè mấy chị, da đen sạm dưỡng trắng, da đen sạm dưỡng trắng, một chai như thế này em xem mấy chị 135.000. Chị đã lấy lên em 500ml. Dưỡng nó vừa an toàn vừa trắng da mà nó lại vừa tốt luôn nha mấy chị nha, coi em nè. Nè mấy chị, dưỡng loại này hơi bị đỉnh luôn á. Nha mấy chị nha, dưỡng loại này mấy bà không cần thì xài kim trộn, kim ơ gì đâu. Tại mấy chị biết sao không, kim trộn thì mấy chị xài á là mấy chị phải nè, nè mấy chị coi giùm em nè. Đó, mấy chị coi giùm em nè, thấy chưa, đã chưa. Cái kem dưỡng body Alpha Butin đó mấy chị có 135, 180, xem mấy chị còn 135.000. Nhưng mà dưỡng vừa trắng da vừa mịn da mà nó lại vừa an toàn cực kỳ cho da luôn. Nha mấy chị nha, coi giùm em nè. Đó, đã không. Nhưng mấy chị nha, không cần mấy chị phải xài kem trộn đâu. Tại vì kem trộn á mấy chị, kem trộn mấy chị xài là mấy chị phải theo kem. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình phải bảo vệ nó rất là kỹ. Cái thứ ba chưa kể là những cái thành phần kem của nó là nó không có an toàn mấy chị. Nó rất là dễ bị viêm hoặc là bị hư da. Nhưng mấy chị nha, nhưng mà cái dòng loại này mấy chị mình xài nó vừa an toàn vừa tốt cho da, 135.000. Rồi chị em nào ưng cứ giùm em là dưỡng body Alpha 135.000. Nhưng mấy chị nha, dưỡng body Alpha 135.000. Vị rồi thì mấy chị, còn cái này là vị kích trắng Alpha Butin. Một vị như thế này á là mấy chị trộn vô với kem nữa mấy chị xài chung. Nha, vị kích trắng mấy chị trộn vô kem mấy chị mới xài chung là 49.000 một vị, hai vị trở lên còn 47.000 một vị ha. Dạ cảm ơn chị Trang quá nhiều nha, cảm ơn chị nè, cảm ơn chị. Rồi chị em ra lấy lên đơn giùm chị nha mấy chị nha. Ủa lấy nha. Kem nghệ đen nha mấy chị nha. Da bị sạm không đều màu thì mấy chị sử dụng kem nghệ này là y bài nha. Kem nghệ đen nha mấy chị nha. Kem nghệ đen chị nào lấy lên giùm chị em nè. Kem nghệ đen 95.000 một hũ kem nghệ đen nha. Kem nghệ đen ngọc trai nha mấy chị nha. Đây kem nghệ đen ngọc trai nè. Đó, ha. Kem nghệ đen một trai nha mấy chị nha, trị sạm không đều màu dưỡng trắng giùm cho em. 95.000, ghi cho em là kem nghệ đen 95.000, bị sạm không đều màu dưỡng trắng giùm em. Kem nghệ đen ngọc trai nha mấy chị nha. Không không có chị Trang quá ơi. Chị em nào lại ghi cho em là kem nghệ đen 95.000. Kem nghệ đen 95.000, chị em nào lại lên đơn giùm cho em ạ. Cái này sắp lên nha. Kem nghệ đen nha mấy chị nha, cả ít à. 95.000 nha mấy chị nha, 95.000. Xài ngon lắm nha mọi người, kem nghệ ha. Hoặc là chị nào mà bị vết thâm vô mụn để lại á thì mấy chị có thể sử dụng cái này luôn. Kem nghệ đen 95.000, kem nghệ đen 95.000 nha mọi người, kem nghệ đen 95.000. Rồi chị em nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, kem nghệ đen 95.000. Rồi nha mấy chị nha. Không không có chị, không có. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Bây giờ mới nướng hả? Không, xách thịt xách đồ ra chuẩn bị ăn cơm trước rồi cho nướng nữa lâu lắm. Nướng vẫn cứ nướng đi nhưng mà giờ lên xách thịt lên trước rồi. Bây giờ là cơm đói, bây giờ 1 giờ rồi, gần 1 giờ rồi. Đi lên nói đi. Đồng mặt ủa chứ nãy giờ không có chưa có tao nè. Rồi chứ nãy giờ làm gì trời? Lên lấy thịt nồng mắm á. Làm liền đi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ, ghi giùm cho em là kem nghệ đen giùm em ha, kem nghệ đen nha mấy chị nha. Rồi sát rửa mặt HEA này theo cái cục sát mà chị về chị tháo cái mặt ra rồi đó. Nè mấy chị, cái sát rửa mặt HEA nha mấy chị nha, vừa trắng da vừa xe khích lỗ chân lông luôn. Nè mấy chị, 85.000 một cục, hai tiếp nấm móng ok ạ. Nè nó có tinh chất vàng nha mọi người nha. Rửa mặt vừa trắng da vừa mịn da vừa xây khích lỗ chân lông luôn. Một cục như thế này em sale cho mấy chị luôn. Một cục sáp rửa mặt HEA em sale cho mấy chị còn có giá là nhiều hơn ạ. 39.000 cục.
85.000 còn 39.000. Rồi chị em nào lại gửi chị em là sáp rửa mặt HEA 39.000. Sáp rửa mặt HEA 39.000, chị nào lấy lên giùm em ạ. Sáp rửa mặt HEA 39.000. Mấy chị ơi, mấy chị có lấy gì thêm nữa không? Mấy chị có lấy gì thêm nữa không? Mấy chị lên đơn giùm em nha. Bây giờ em xuống like nha mấy chị nha, em xuống like ha. Mấy chị có lấy gì nữa thì mấy chị lên đơn giúp giùm em nha mọi người. Mấy chị có lấy gì thêm thì mấy chị lên đơn giúp giùm em nha mấy chị nha. Em đói bụng quá, em đi ăn cơm cái hả? Rồi nha mấy chị nha. Rồi cái gì tối em like nữa nha mấy chị nha, cái gì tối em like nữa. Sáp rửa mặt HEA 39.000 ghi chú nha. 39.000 nó có tinh chất vàng bên trong. Cho nên là khi mấy chị sử dụng là nó sẽ giúp trắng da và mịn da cho mấy chị. 39.000 thôi ha. Nhét vàng mấy chị ha, cà phê. Tẩy tới mấy chị mặt á. Cho chị Lê Tư luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Dầu chống đột quỵ nhớ nha mấy chị nha, nên mua tối nào cũng soi cho em đi, cải thiện sức khỏe mấy chị rất là nhiều luôn. Tản máu tản mang lưu thông máu huyết, ngăn ngừa đột quỵ, giúp khỏe người và đặc biệt là nó còn giúp mấy chị ngủ ngon giấc nữa. 47.000. Rồi gửi cho em là dầu chống đột quỵ 47.000 nè. Đó. Rồi mấy chị, còn dầu ông già, nước vàng, nước trắng lên cho em 19.000 một chai. Chị nào lấy nước vàng lên nước vàng, lấy nước trắng lên nước trắng giùm em 19.000 một chai. Đây nha mấy chị nha. Nhiệt viện, cái này là nhiệt miệng em xem mấy chị, còn 45.000 một tiếp nhiệt miệng nè. Rồi cái này là trị lan ben, một tiếp như thế này 89.000 một tiếp nè. Lan ben 89.000 nè. Rồi, cái này á là dầu cù là đen, nhớ không mấy chị? Mấy bữa trước là mấy chị hỏi em hoài luôn không có hàng. Bữa nay có rồi. Bữa nay có dầu cù là đen rồi. Chị em nào lấy nhớ lên nha. Dầu cù là đen chuyên dùng để xoa bóp đau nhức, xoa bóp cổ, vai, lưng, tay, chân, cơ, đầu gối, khớp gối. Mấy chị liên quan tới đâu nhất mấy chị sử dụng cho em 67.000 thôi. Chị em là lấy gửi cho em là dầu cù là đen 67.000 lên đơn. Bữa nay nhớ có rồi nha mấy chị nha. Mấy bữa mấy chị hỏi hoài mà không có. Bữa nay có nha mấy chị nha. Dầu cù là đen 67.000 rồi lên đơn. Hít son vàng, đây là dành cho những chị nào mà bị viêm son mũi mấy chị. Một hít son vàng 55.000. Chuyên điều trị viêm son 55.000. Rồi, cái này là chống nắng nano, dòng kem best seller của Thái, vừa chống nắng, vừa mắc ấp, vừa dưỡng trắng da, vừa mịn da, vừa che khuyết điểm cho da, 67.000. Rồi, đặc trị thâm nách, chị nào bị thâm, bị hôi, nha mấy chị nha, thâm rất là nặng, bị hôi rất là nặng, sử dụng cho em đi, vừa đặc trị thâm, vừa đặc trị hôi dùm cho em, 85.000. Thâm nách nha. Rồi, chống nắng bỏ vô chị. Rồi, nha mấy chị, cái hũ này là hũ sức mũi cắn, con kiến cắn, con trùng cắn, mũi cắn, sức liền vô cho em. Em bé người lớn đều xài được hết, 42.000. Rồi, dầu bà già chị nào có lấy nữa nói em nha. Dầu bà già bữa giờ quên bán. Dầu bà già em sale cho mấy chị 29.000 một chai. Sức đau đầu là rất là tuyệt vời nha mấy chị. Rồi, hít mũi, thai đầu, ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dẫn, chảy mũi nước, cảm cúm đau đầu thì mấy chị xức cho em. Á hít cho em, một hít mũi hai đầu, 29.000. Rồi, son dưỡng nha đam, son dưỡng nha đam này mấy chị. Một cây son dưỡng nha đam như thế này, giá của nó từ 75, em xem mấy chị còn 22.000. Lên cho em son dưỡng nha đam 22.000. Rồi, nước hoa ngựa em xem cho mấy chị còn có giá 39.000. Rồi nha mấy chị nha. Hít ông già em xem mấy chị còn 19.000. Dầu xanh ó vàng 75.000. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị ơi. Tối nếu như mà ấy em like nữa nha mấy chị nha. Chiều tối em like nữa nha mấy chị nha. Thôi bye bye. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều nè. Cảm ơn.